Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 171 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, comment tương tác với Phong và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 171. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đôi mắt hắn mở to, mặc dù khí thế bên ngoài rất mạnh nhưng không nằm trong cân nhắc của hắn. Hiện tại chỉ có thể ở trong thời gian ngắn hào hắn không chịu thiệt trước mắt. Vào lúc đang xoắn xuýt, hắn không ngừng truyền âm cho cự quỷ vương. Suốt cuộc cự quỷ vương cũng trả lời và an ủi một phen. Sau đó cam đoan đây là hiểu lầm, hắn cũng sẽ nói với Hồng Trần nữa. Sau khi nghe được câu trả lời, lúc này nội tâm Bạch Tiểu Thuần cũng yên ổn một ít. Suy nghĩ mình tuyệt đối không thể yếu thế với đám người trong quân doanh, lúc này mới quát lớn. Cách đây không lâu, ba đại thiên vương và quyền quý trong hoàng thành liên hợp bố cục ở trong điện hồn hồ, muốn ngăn cản vương gia đạt được quỷ vương quả. Là Bạch Mỗ một mình một người xông vào luyện hồn hồ, bắt giữ tất cả thiên kiêu của quyền quý, kể cả thế tử Tiểu Thắng Vương của Đấu Thắng Vương, thế tử Chu Hoành của Cửu U Vương và quận chúa Hứa San của Thành Linh Đâm. Ngay cả nhị hoàng tử bị bắt giữ, Bạch Mỗ tung hoành luyện hồn hồ, không ai dám nói ta không đủ tư cách. Lúc trước vương gia suy biến kỳ, bị lão tổ thiên nhân của Trần, Bạch, Thái và rất nhiều nguyên anh phản nghịch đuổi giết. Là Bạch Mỗ một mình bảo hộ vương gia, cũng giúp vương gia thuận lợi vượt qua suy yếu. Trong thành cự quỷ, Bạch Mỗ bảy tiến bảy ra, ba đại thiên nhân cũng không làm gì được ta. Chu Tử Mạch, người trướng mắt ta, muốn giết ta, cứ nói một câu là được, không cần nhục nhã Bạch Mỗ, càng không cần phải vây ta trong quân doanh. Bạch Hạo ta là người đỉnh thiên lập địa, bên ngoài trời cao biển rộng, cá chép cũng có thể hóa rồng. Trời cao mặc ta bay lượn 9 tầng trời, ta tuyệt đối không để ngươi khi dễ ta. Bạch Tiểu Thuần quát lớn như sấm sét, tiếng quát nổ vang tứ phương, cũng tiến vào trong tai người trong quân doanh. Tình thế hết sức căng thẳng, Hồng Trần nữ trong lều vải màu đỏ cau mày. Nàng thực sự có sát tâm với Bạch Hạo, nhưng lại e ngại phụ thân, cho nên không thể trực tiếp động thủ. Về phần Nguyên Dân, trừ việc hôn nhân ra, nàng không nên đặt một tiểu nhân như vậy ở bên cạnh phụ thân của mình. Về phần việc hôn nhân, nàng căn bản không đồng ý. Sở dĩ lưu Bạch Hạo lại là có ý định của mình. Dù sao với tướng mạo và tu vi tài năng của Hồng Trần nữ, nàng như ánh mặt trời trói mắt ở trong màn hoàng. Có quá nhiều tuấn kiệt chi cầu làm cho nàng phiền chán, nàng có thể bỏ qua đa số những kẻ như thế. Chỉ có hai người làm nàng không thể cự tuyệt quá mức. Hai người này, một là đại hoàng tử, một người khác là đại đệ tử của đại thiên sư Âu Dương Tùng. Bọn họ cũng có tu vi thiên nhân, địa vị tôn quý, cho dù nội tâm Hồng Trần nữ phiền chán cũng không có khả năng ngăn cản hai người này liên tục truy cầu. Vì vậy nghĩ cách lưu Bạch Hạo lại, kể từ đó nàng có thể không ngừng lấy cớ. Cho dù nàng không động thủ với Bạch Hạo thì sinh tử của hắn cũng khó đoán. Hiện tại mới gặp mặt lần đầu tiên, nàng đã trực tiếp bộc phát uy áp, đồng thời lưu đối phương ở lại trong quân doanh. Lại không ngờ rằng Bạch Hạo nhìn như nhát gan nhu nhược, bị chính mình hoàn toàn áp chế, thế nhưng trong nháy mắt liền biến thành mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa ngôn từ chính nghĩa chiếm cứ đạo lý, làm nàng không thể phản bác được. Mặt khác phụ thân cự quỷ vương lại truyền tin tức, nói nàng những lời hữu ích thay Bạch Hạo, cũng âm thầm nói với nàng rằng hắn có cấm chế đồng mệnh với Bạch Tiểu Thuần. Điểm này làm cho Hồng Trần nữ bất đắc dĩ than thở, đôi mắt trầm ngâm một lúc. Sau nửa ngày mới đạt được ước định với phụ thân nàng. Bạch Hạo nhất định phải ở lại trong quân doanh, ít nhất là phải trụ 3 tháng. Qua 3 tháng hắn mới có thể rời đi. Trong 3 tháng này, Hồng Trần Nữ cũng cam đoan Bạch Hạo không gặp bất cứ sơ suất gì. Dựa theo ý định của Hồng Trần Nữ, thời gian 3 tháng đủ làm tất cả những người theo đuổi nàng biết rõ Bạch Hạo chính là đạo lữ do phụ thân của nàng khâm định. Cô biết rõ mình không muốn đạo lữ nhắn như hắn. Kể từ đó, 3 tháng sau, vào lúc Bạch Hạo rời đi, cho dù hắn có quay về thành cự quỷ cũng sẽ mang theo tất cả thù hận ở trên người, nàng cũng thu hoạch tấm mộc hoàn mỹ. Đối với chuyện con gái của mình, cự quỷ vương cũng rất đau đầu, vừa an ủi vừa dụ dỗ con gái. Hắn lại trấn an Bạch Tiểu Thuần sau khi câu thông một phen. Bạch Tiểu Thuần tại đây mặc dù không muốn cũng có thể chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, dù sao hắn đối mặt một là bán thần, một là thiên nhân. Muốn dùng ta làm tấm mộc, quả nhiên phụ nữ bọn họ không phải đồ tốt. Tình thế hiện tại rất căng thẳng,
Sau khi được cự quỷ vương câu thông hóa giải, Hồng Trần Nữ thu hồi sát ý, uy áp trong quân đoàn biến mất. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhưng cũng đi theo nữ thân vệ tới nơi của mình. Chỗ ở hơi kém một chút, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm. Hắn ngồi xuống, càng nghĩ càng cảm thấy việc này phiền muộn, cũng than thở một hồi. Không ngờ Bạch Tiểu Thuần ta đường đường là vạn phu trưởng, có thể đấu với Hồng Trần Nữ một trận. Trời đưa đất đẩy đi tới màn hoang, không ngờ còn thành đạo lữ của Hồng Trần Nữ, còn là tấm mộc bài của nàng nữa. Việc này thì tính là cái gì? Cự quỷ vương không phải đồ tốt, Hồng Trần Nữ cũng chẳng phải đồ tốt. Thiên hạ này có quá nhiều người xấu, tại sao người thuần khiết thiện lương như ta lại bị thảm như vậy? Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mi tâm. Hắn cảm thấy tu vi của bọn họ mạnh hơn mình, nhưng đạo đức thì quá kém. Cho dù ta may mắn giải quyết vấn đề an toàn, có cấm chế tồn tại, Hồng Trần Nữ bao nhiêu cũng sẽ cố kỵ vài phần, sẽ không để ta gặp chuyện thương vong. 3 tháng, mẹ nó chứ, ta làm sao vượt qua 3 tháng đây? Bạch Tiểu Thuần cắn răng suy nghĩ. Hắn biết rõ thực lực của mình chưa đủ, nếu mình cường đại hơn một ít, vậy thì có thể không cần quan tâm tới Hồng Trần Nữ, muốn đi thì đi. Ta muốn luyện hỏa. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang rất mạnh. Hắn nghĩ kỹ, mình phải an ổn vượt qua 3 tháng, không đi trêu ghẹo người nào, cũng không rời khỏi quân doanh, yên lặng cân nhắc luyện chế hỏa diễm 16 màu, lại tăng tu vi của mình thêm một chút, chẳng nhanh chóng có được thực lực chấn áp thiên nhân. Chờ ta có thể chấn áp thiên nhân, người ta tra tấn đầu tiên chính là Hồng Trần lão nữ. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần nảy sinh ác độc. Hắn lấy một cái hồn tháp ở trong túi chứa vật ra ngoài. Hồn tháp không lớn, bên trong chỉ có một hồn mà thôi. Đó chính là hồn của Bạch Hạo. Hắn đang khoanh chân ngồi trong tháp, cau mày thôi diễn cách điều chế hỏa diễm 18 màu. Dường như phát hiện ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, Bạch Hạo ngẩng đầu. Hắn cách hồn tháp nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đồ nhi ngoan, cách điều chế thế nào rồi? Bạch Tiểu Thuần ôn hòa hỏi thăm. Sư tôn, còn kém một chút. Cách điều chế hỏa diễm 18 màu, bởi vì không có tham khảo cho nên khó sáng tạo ra, sợ rằng sẽ tốn nhiều thời gian hơn không ít. Nhưng ta có suy nghĩ, có lẽ hỏa diễm 18 màu là dùng hỏa diễm 17 màu diễn biến ra. Thậm chí ta muốn thay đổi mạch suy nghĩ, lúc trạng thái hỏa diễm biến hóa, đợi đến lúc biến thành 18 màu liền ngưng tụ chân hỏa. Bạch Hạo hơi mệt mỏi, đứng dậy cung kính nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, không được nóng này. Hạo Nhi, ngươi phải nghỉ ngơi. Vì sư hiện tại ý định luyện chế hỏa diễm 16 màu, ngươi ở bên hỗ trợ nhìn xem một chút, nếu có đề nghị gì thì cứ nói ra. Bạch Tiểu Thuần biết rõ thiên phú luyện hỏa của Bạch Hạo vượt xa mình. Hắn còn chưa quen thuộc cách luyện chế hỏa diễm 16 màu, muốn luyện ra nhanh một chút. Thiên phú của Bạch Hạo đó là mấu chốt. Bạch Tiểu Thuần lại cân nhắc tìm công pháp quỷ tu cho Bạch Hạo tu hành. Vừa nói xong, Bạch Tiểu Thuần vung tay bố trí cấm chế xung quanh, lấy đại lực oan hồn ra ngoài, bắt đầu dựa theo cách điều chế hỏa diễm 16 màu, lúc mình xét nhà chuẩn bị luyện chế hỏa diễm 16 màu. Về phần cách điều chế, hắn cũng nghiên cứu một thời gian ngắn. Có rất nhiều vấn đề cần tìm biện pháp giải quyết khi luyện chế. Lúc nghe Bạch Tiểu Thuần nói luyện hỏa, Bạch Hạo do dự một lúc và khuyên bảo. Sư tôn, hỏa diễm phía sau 15 màu có xác suất thành công cực thấp, hơn nữa không ổn định, hơi vô ý sẽ tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Kính xin sư tôn nghiên cứu và tìm hiểu thấu triệt, luyện chế lại khá hơn một chút, hơn nữa nơi này cũng không thích hợp lắm. Không có việc gì, không có việc gì, nơi này rất là thích hợp, người không hiểu đâu, vì sư có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn nói rất là chắc chắn. Bạch Hạo nghe xong, mặc dù vẫn không yên lòng, nhưng nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần xác định như thế, hắn nói thầm, có lẽ sư tôn nghiên cứu cách rèn luyện đã đến trình độ rất là sâu, vì vậy cũng an tâm hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh khí tức, hắn làm tâm tình bình tĩnh trở lại, không quan tâm tới việc của Hồng Trần Nữ. Hắn vung hai tay lên, lấy trong túi trữ vật một đám hỏa diễm 15 màu. Hỏa diễm 15 màu này là thành phẩm lúc hắn khám phá 3 nhà đại gia tộc có được, lại nghịch hướng suy diễn mới luyện chế thành công. Nếu không phải lo lắng quá mức rêu rao bại lộ thân phận của mình, hắn đã sớm luyện linh bảo vật toàn thân lên 15 lần rồi. Không có biện pháp, lúc trước luyện linh 14 lần đã tạo ra quá nhiều sơ hở, một khi bị người ta hoài nghi sẽ có nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần cảm khái,
trong đầu xuất hiện cách điều chế hỏa diễm 16 màu. Sau khi cân nhắc một lúc, bàn tay phải bấm niệm pháp quyết, sau đó điểm vào hồn tháp. Bên trong có rất nhiều oan hồn bay ra ngoài. Những oan hồn vừa xuất hiện đã làm xung quanh sinh ra gió lạnh từng hồi, đồng thời tạo thành cảnh tượng thiên hồn địa ám. Những oan hồn kia không ngừng khuếch tán ra xung quanh, giống như là muốn tạo thành hồn bạo càn quét bốn phương. Cũng may Bạch Tiểu Thuần đã sớm bố trí cấm chế, lại vận dụng lực lượng che giấu mặt nạ, lúc này mới không để chấn động nơi này tạo thành ảnh hưởng gì tới bên ngoài. Từ mặt ngoài mà nhìn, lều vải của Bạch Tiểu Thuần rất yên tĩnh. Lúc này sắc trời đã tối, mặc dù không ít người tuần tra trong quân doanh, nhưng không người nào có chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Thời gian dần qua, đã qua nửa canh giờ. Bạch Tiểu Thuần tập trung tinh thần cao độ, không ngừng điều khiển hỏa diễm 15 màu ở trong tay dung hợp với hồn hải. Loại dung hợp này chỉ cần có chút sơ sót cũng sẽ dẫn tới thất bại, cho nên Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh. Hắn điều động tinh thần toàn thân, luyện chế dựa theo yêu cầu nghiêm ngặt. Khi thì dung hợp rất nhanh, khi thì dung hợp chậm chạp, lại càng gia nhập không ít hồn thù đặc biệt. Hắn vô cùng mệt mỏi với quá trình như thế, nhưng hắn lại cắn răng kiên trì. Ta muốn mạnh hơn, chỉ có cường đại hơn ta mới có thể sống sót được. Cho dù bại lộ thân phận cũng có lực lượng bảo vệ tính mạng ở trong màn hoàng. Khí tức của Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn bị hồng trần nữ kích thích. Hắn có cảm giác cái mạng nhỏ bị người ta nắm ở trong tay, cho nên hắn càng liều mạng hơn nữa. Trên người của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cố chấp và chấp nhất. Chấp nhất này từ năm đó hắn đã luyện dược tại Linh Khê Tông đã thấy được, càng không cần phải nói hắn liều mạng vì cái mạng nhỏ của mình. Dần dần đôi mắt của hắn đỏ lên, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Hồn Bạch Hạo vô cùng khẩn trương, hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng sư tôn như vậy. Sư tôn luyện hỏa cũng quá là liều mạng mà. Nội tâm Bạch Hạo do dự. Vào lúc hắn đang muốn liền tiếng khuyên bảo, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Hỏa diễm 15 màu ở trong tay hắn đang trong quá trình dung hợp xuất hiện một sai lầm. Hỏa diễm 15 màu bộc phát hào quang sáng ngời và ảm đạm thật nhanh, cuối cùng là nổ tung, sau đó hóa thành đánh lửa. Đáng chết! Bạch Tiểu Thuần gầm lớn. Hắn lại cầm hỏa diễm 15 màu ra luyện chế. Lần luyện chế này cần thời gian dài một chút. Vào lúc trời sáng, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tơ máu. Hắn thở dốc và thất thần. Cả đêm qua hắn ba lần luyện chế hỏa diễm 16 màu. Hắn muốn nhất cổ tác khí, nhưng rõ ràng không có phạm sai lầm. Nhưng hỏa diễm 15 màu ở trong tay hắn tỏa ra hào quang sau đó tắt ngấm. Tại sao lại như vậy? Bạch Tiểu Thuần vò đầu bứt tai. Hắn lại xuất cách điều chế và nghiên cứu. Bạch Hạo ở bên cạnh nhìn tất cả quá trình. Hắn trầm ngâm không biết bao lâu. Đột nhiên Bạch Hạo mở mắt và nói: Sư tôn, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ sát khí của quân doanh. Những sát khí vô hình này ảnh hưởng đến oan hồn. Bạch Hạo vừa nói câu này, đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Hắn cảm thấy có đạo lý. Đồ nhi ngoan, ngươi nói rất là hợp. Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi, hắn cười ha ha, sau đó bắt đầu luyện chế. Và lúc đang muốn luyện chế, Bạch Hạo lại lên tiếng: Sư tôn, nếu người không nghỉ ngơi một chút, ta thấy trạng thái của người không được tốt lắm. Hey, không sao, trạng thái của vi sư rất là tốt. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, hắn tiếp tục cầm hỏa diễm 15 màu luyện chế. Lần này thời gian cũng lâu hơn. Ban ngày đi qua, vào đêm khuya hôm sau, Bạch Tiểu Thuần vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt hắn đỏ như là mắt thỏ, tâm thần lo nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trong tay đang biến mất. Tại sao lại như vậy? Tại sao vẫn thất bại? Ta đã giải quyết vấn đề sát khí, lúc này đã xuất hiện vấn đề khác. Ta cũng không tin ta không giải quyết được vấn đề này. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, hắn đã tiến vào trạng thái vòng ngã. Lúc này bắt đầu luyện chế hỏa diễm lần nữa. Bạch Hạo đã ai hùng khiếp vía. Hắn ẩn ẩn cảm thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần rất không đúng. Hắn cảm thấy bất an, đồng thời hắn cũng khuyên bảo nhiều. Lúc bắt đầu Bạch Tiểu Thuần còn đáp lại, nhưng càng về sau Bạch Tiểu Thuần xem như không nghe thấy. Lúc này Bạch Hạo rất khẩn trương. Không thể luyện hỏa diễm 16 màu như vậy, nếu tiếp tục luyện sẽ xuất hiện biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hạo tâm tình bất định, cảm thấy trên người sư tôn tỏa ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Và lúc nội tâm đang xoắn xuýt, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần ngoan độc, hỏa diễm 15 màu trong tay đang thôn phệ oan hồn. Sau khi hoàn thành gần năm thành, nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Đột nhiên,
Vào lúc này hỏa diễm 15 màu trong tay hắn vừa hoàn thành 5 thành, liền rung động rất mạnh, chấn động khủng khiếp bộc phát. Hỏa diễm xuất hiện biến hóa vô cùng quỷ dị, lúc này nhiều ra một màu, trở thành 16 màu, sau đó lại giảm bớt một màu, lui trở về 15 màu. Rất là bất ổn. Trải qua quá trình biến hóa như thế, chấn động kinh khủng kia càng ngày càng trở nên rõ ràng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần kinh hoàng, nhưng lại không cam lòng buông tha, không ngừng áp chế hỏa diễm bất ổn. Sư tôn nhanh dừng lại, đây là hỏa diễm bất ổn, hậu quả không tưởng tượng nổi. Bạch Hạo rung động không nhỏ, hắn lập tức hoảng hốt hét to hơn. Và lúc hắn nói ra lời này, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hỏa diễm trong tay hắn không cách nào áp chế nổi, bên trong truyền ra chấn động kinh khủng và bạo phát ra ngoài. Lúc này ánh lửa từ lều vải bạo phát, hào quang của nó vô cùng chói mắt. Hồn Bạch Hạo run rẩy, trong mắt lộ ra thần thái tuyệt vọng. Dù hắn có hồn tháp, nhưng khoảng cách gần như vậy đã không thể ngăn cản ngọn lửa bất ổn. Xong hết rồi. Đầu óc của Bạch Hạo trống rỗng. Chỉ trong chốc lát, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần còn nhanh hơn cả tốc độ hỏa diễm bạo phát. Hắn lập tức bắt lấy hồn Bạch Hạo, sau đó trên người hắn xuất hiện hào quang màu đen, chính là Quy Văn Nồi. Quy Văn Nồi bao phủ hồn của Bạch Hạo và hắn ở bên trong, sau đó nằm phủ phục xuống đất. Có thể nói động tác như hành vân lưu thủy, nhanh không cách nào hình dung, càng thuần thục như diễn luyện vô số lần. Vào lúc Quy Văn Nồi nằm úp dưới mặt đất, một tiếng nổ mạnh ngập trời, còn lớn hơn cả thiên lôi nổ vang trên bầu trời. Tiếng nổ vang vọng bốn phương tám hướng. Lúc này đã là đêm khuya, vô số hồn tu đang nghỉ ngơi ở trong quân doanh. Tiếng nổ mạnh kinh người đã đánh thức vô số hồn tu. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, một biển lửa dùng lều vải của Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm đột nhiên lan tỏa ra xung quanh. Uy lực của biển lửa quá lớn, khi thì 15 màu, khi thì 16 màu. Nó không phải từ trên cao giáng xuống, mà là dùng nơi ở của Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, quét bốn phía. Đứng từ xa đã thấy biển lửa kinh thiên động địa, những nơi đi qua mặt đất khô cằn, tất cả lều vải đều hóa thành tro bụi. Phạm vi của nó càng ngày càng khổng lồ, không ngờ bao phủ một nửa quân doanh. Còn có vô số oan hồn gào thét thảm thiết trong biển lửa, đó là những oan hồn Bạch Tiểu Thuần không kịp thu hồi. Và lúc này oan hồn biến thành hỏa hồn, chúng không ngừng tiếp thêm nhiên liệu cho biển lửa. Phạm vi của biển lửa càng lúc càng lớn, vô số kiến trúc trực tiếp sụp xuống, vô số lều vải hóa thành tro bụi. Thậm chí hỏa diễm không tầm thường, nó thiêu đốt áo giáp thành tro tàn. Không ít hồn tu kêu la thảm thiết, bọn họ nhanh chóng ném áo giáp ra xa. Quân đội bị tập kích bất ngờ, bởi vì biển lửa xuất hiện quá đột ngột nên mọi người cho rằng có kẻ địch tập kích. Đã xảy ra chuyện gì? Lửa cháy. Trời ạ, xảy ra chuyện gì thế này? Vô số người xôn xao, từng thân ảnh bay lên, cả quân đoàn cự quỷ triệt để đại loạn. Có người cứu hỏa, có người gào thét bay xung quanh tìm kiếm kẻ phóng hỏa. Rất nhanh, trong nơi đóng quân xuất hiện nhiều tiếng thét như sấm. Lều vải của Bạch Tiểu Thuần đã hóa thành tro bụi, mặt đất biến thành đất cằn. Chỉ có một tấm nồi lớn đang nằm ở đó, nó chậm rãi nhấc một góc lên, có đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Sau khi đôi mắt chớp chớp, Quy Văn Nồi bị sốc lên hoàn toàn. Bạch Tiểu Thuần lộ đầu ra, hắn nhìn thấy quân đội đang huyên náo ồn ào. Hắn hít sâu một hơi. Hồn của Bạch Hạo bên cạnh cũng sợ lãi, hó đầu nhìn ra, hoảng sợ nhìn bốn phía, vừa nghĩ tới run rẩy vừa rồi kinh hồn tám đảo. Yên tâm, lúc trước ta đã nói vi sư rất có kinh nghiệm, người xem hai người chúng ta chẳng phải là không có việc gì sao? Bạch Tiểu Thuần hơi chột dạ khi nói câu này. Sư tôn, chúng ta gặp rắc rối. Bạch Hạo nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, hắn ngây ngốc. Bởi vì hậu quả việc này quá lớn, hắn khẩn trương bất an không cách nào hình dung được. Không có việc gì. Chuyện giải quyết hậu quả sau đó vi sư cũng rất có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng. Hắn nghĩ lại mà sợ, bởi vì trước mặt Đồ Nhi nên hắn giả vờ như phong đạm vân khinh, giống như là trí giả nằm mọi thứ ở trong tay. Đây không phải lửa bình thường, đây là luyện linh chi hỏa. Đáng chết, chẳng lẽ là địch tập kích? Nhưng nơi này là hoàng thành, làm sao có địch tập kích được? Nhanh đi cứu hỏa đi. Nhất định là có người làm ra. Là ai làm? Ta muốn bầm thây hắn ra thành vạn đoạn. Lúc này quân doanh đã đại loạn, vô số người bay ra tìm kiếm nguyên nhân ở khắp nơi, từng tiếng gào thét vang vọng ở các nơi. Bạch Tiểu Thuần nghe xong
liền hãi hùng khiếp vía. Thậm chí có không ít hồn tu đang bay về hướng Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ đã nhìn ra nơi ở của Bạch Tiểu Thuần mới là căn nguyên của biển lửa. Hồn Bạch Hạo càng khẩn trương. Lúc này hắn thở dài, ẩn ẩn cảm thấy sư tôn quả nhiên có chút không đáng tin cậy. Hắn lập tức suy nghĩ muốn tìm biện pháp giải quyết. Thời điểm những người này tới gần, Bạch Hạo vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần cầm hồn Bạch Hạo vào trong tay, hắn bằng theo sắc mặt dữ tợn phóng lên trời, dường như tức giận ngập trời giống to. Là ai? Đáng chết, là ai? Trời đánh, ta đang ngủ, suýt nữa bị chết cháy, thật là quá phận mà. Chư vị đồng tộc, đi theo ta đi tìm, chúng ta nhất định phải tìm ra hung thủ. Bạch Tiểu Thuần tức giận khôn cùng, lời nói còn mang theo lửa giận giống như quần lôi giáng xuống bốn phía. Lúc này có không ít người đang bay tới liền sững sờ, không kịp nghĩ nhiều, cũng theo Bạch Tiểu Thuần đi tìm kiếm bốn phía. Hồn Bạch Hạo ở trong hồn tháp, bởi vì hắn là hồn đặc thù, bộ dạng của hắn có thể vô hình hữu hình, người ngoài không thể nhìn thấy. Lúc này bị Bạch Tiểu Thuần cầm ở trong tay, hắn ngây ngốc nhìn sư tôn đang giận dữ tìm kiếm xung quanh, bộ dạng như là núi lửa sắp bộc phát, phối hợp với bộ dáng tóc tai bù xù và đôi mắt đỏ rực. Nếu không phải Hồn Bạch Hạo biết rõ tình huống thì hắn cũng bị lừa tuyệt đối. Hồn Bạch Hạo hít một hơi sâu, suốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao sư tôn lại nói hắn có kinh nghiệm giải quyết hậu quả. Sư tôn, đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên hắn gặp rắc rối, cũng tuyệt đối không phải lần đầu tiên giải quyết mầm tai vạ. Hắn quả nhiên rất có kinh nghiệm. Bạch Hạo giờ khóc giờ cười, hắn có cảm giác mình bái sai sư tôn. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần giả vờ tức giận bất bình tìm kiếm hung thủ, vào lúc các tu sĩ đang tìm kiếm xung quanh, đột nhiên trong quân doanh có một hồn tu quần áo tàn phá, tóc tai đốt không còn, bộ dạng hắn cực kỳ chật vật. Hắn chỉ vào Bạch Tiểu Thuần giữa không trung và gào thét: Bạch Hạo, chính là ngươi! Ta phụ trách tuần tra nơi này, vừa rồi từng nhìn thấy ánh lửa bạo phát trong trướng bồng của ngươi, ngươi lại giả vờ còn tìm kiếm hung thủ, hung thủ chính là ngươi! Vừa nghe nói câu này, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động. Hắn đang muốn giải thích nhưng đã có 7-8 người lục tục bay tới. Bọn họ gào thét với Bạch Tiểu Thuần: Chúng ta cũng nhìn thấy ánh lửa bộc phát từ trong lều của ngươi. Bạch Hạo, ngươi vô sỉ! Có lẽ tại thành Cự Quỷ mọi người còn sợ ngươi 3 phần, nhưng ở chỗ này không ai nuông chiều ngươi đâu. Những người này nói xong liền bộc phát sát khí kinh thiên động địa, lập tức xông thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí những hồn tu xung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng lựa chọn tin tưởng chiến hữu của mình. Bạch Tiểu Thuần chỉ là người ngoài, không đáng tin cậy. Lúc này nghe xong liền giận dữ nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng mang theo lửa giận tấn công. Mọi người nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi. Hắn vừa nói chuyện, ngay sau đó có một đạo pháp thuật giáng xuống, lúc nổ mạnh còn mang theo hào quang 5 màu, giống như là pháp vũ. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, hắn lập tức tránh đi. Và lúc hắn tránh đi, tại vị trí hắn đang đứng bị pháp thuật oanh kích xuất hiện khe nứt hư vô, dọa Bạch Tiểu Thuần sợ hãi. Hắn lập tức tránh ra sau, nhưng xung quanh có quá nhiều hồn tu, ánh mắt hắn nhìn sang có tới mấy trăm người, thậm chí phương xa còn có người đang chạy tới. Ta chưa bao giờ nhìn thấy gia hỏa nào vô sỉ như ngươi, giết hắn! Đại tổng quản thì thế nào, dám bất ngờ làm phản quân doanh, đây là tử tội! Mọi người gào thét ngập trời và đuổi giết. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, hắn sầu mi khổ kiềm, cấp tốc tránh đi. Nhìn thấy nhân số của đối phương không ngừng gia tăng, cho dù hắn là thiên đạo nguyên anh cũng phải sợ hãi. Mọi người đừng có xúc động, yên tĩnh một chút, nghe ta giải thích đây. Không có việc gì không thể thương lượng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn hô to, ý đồ làm mọi người bình tĩnh, nhưng trả lời hắn chính là pháp thuật của mọi người như sóng to gió lớn. Bạch Tiểu Thuần biết số pháp thuật kia khủng bố cỡ nào, dọa hắn thét lên một tiếng. Hắn lập tức tránh đi. Không chờ hắn tránh đi, lúc này trong quân doanh bộc phát trận pháp ngăn cản con đường tránh né của hắn. Các người khi dễ người, ta không phải không cẩn thận thôi sao? Lại không chết người, ngươi lại dám mở trận pháp đánh ta? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hắn cảm thấy đám người này điên rồi. Giờ phút này khóc lóc không ra nước mắt. Lúc này người tụ tập xung quanh nhiều hơn vạn, nội tâm của hắn hoảng loạn tới mức tận cùng. Lúc này giống to: Chu Tử Mạch, chúng ta đã có ước định, ta ở chỗ này 3 tháng không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Tiếng giống rất to, cho dù đám người xung quanh huyên náo và pháp thuật đổ mạnh cũng không thể che lấp được.
Bởi vì Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo nguyên anh cường đại, lực lượng thân thể kinh người, phối hợp với tiếng giống của hắn nên vang vọng cả quân doanh. Hồng Trần Nữ sớm biết chuyện ở bên ngoài, nàng cắn răng không nói gì. Nàng rất hận Bạch Tiểu Thuần. Vừa nghĩ tới chuyện ngày đó, kẻ có vốn nhu nhược nhưng sau đó lại hung hăng cản quấy, chuyện đã an ổn đến mức ước định 3 tháng. Trước mắt mới qua 2 ngày nhưng Bạch Hạo đã làm nàng không thể xuống đài. Mặc dù đã khống chế và dập tắt biển lửa, nhưng lần hỗn loạn này phá hư rất nhiều phương tiện, tính đơn giản đã là con số không nhỏ. Quân đoàn này thuộc về Hồng Trần Nữ, tất cả tổn thất cần chính nàng bổ sung, cho nên nội tâm Hồng Trần Nữ đã hối hận khi giữ Bạch Tiểu Thuần ở lại quân doanh. Chuyện đã ước định nên nàng không muốn đổi ý. Lúc này nghe Bạch Tiểu Thuần giống to, Hồng Trần Nữ tức giận thở hồng hộc. Lúc này cắn răng bước tới một bước, trong nháy mắt liền biến mất, và lúc xuất hiện đã ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Hồng Trần Nữ xuất hiện sinh ra tầng tầng gợn sóng. Bạch Tiểu Thuần và mọi người đều rung động, nhất là các hồn tu quân đoàn cự quỷ. Mặc dù có sát cơ với Bạch Tiểu Thuần nhưng vẫn phải nhịn xuống, lúc này bái kiến Hồng Trần Nữ. Bạch Tiểu Thuần rất thổn thức, hắn thật không cố ý phóng hỏa, thực sự chỉ là ngoài ý muốn, lại lo lắng Hồng Trần Nữ không dựa theo ước định, vì vậy tranh thủ thời gian mở miệng. Chúng ta có ước định đấy. Ai, ta nói người không thích thì để ta đi thôi, cần gì lưu lại ta ở nơi này. Bạch Tiểu Thuần thở dài, vẻ mặt đau khổ nhìn sang Hồng Trần Nữ. Hồng Trần Nữ nghe được câu này suýt nữa không nhịn được, ngực phập phồng, sắc mặt âm trầm. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nhìn mọi người xung quanh và ra lệnh: giải tán đi. Một câu này làm cho các hồn tu xung quanh im lặng. Cho dù hận Bạch Tiểu Thuần rất lớn nhưng đều cúi đầu quay người rời đi. Lúc này xung quanh an tĩnh lại, trận pháp cũng biến mất. Cảnh tượng này làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Hắn là vạn phu trưởng ở trong trường thành, biết rõ có thể bằng vào một câu nói ra lệnh cho cả quân đoàn. Ngoại trừ nguyên nhân dựa vào tu vi bản thân ra, quan trọng hơn là uy tín. Hiển nhiên uy tín của Hồng Trần Nữ trong quân đoàn cự quỷ đã cao tới mức người ta khiếp sợ. Lúc mọi người giải tán, Hồng Trần Nữ mới quay đầu lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo hàn ý, làm Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Hắn không nhịn được nói một câu: Ta thực sự không phải cố ý, là ngoài ý muốn mà, đây chỉ là việc ngoài ý muốn. Ta mặc kệ người có phải ngoài ý muốn hay không, nhưng ta cảnh cáo người, nếu có hỏa hoạn lần thứ hai, cho dù trái ước định thì ta cũng chém ngươi làm 8 khối. Hồng Trần Nữ nói một câu, mỗi một chữ đều mang theo sát khí rất lớn, oanh kích tâm thần của Bạch Tiểu Thuần. Nói xong, Hồng Trần Nữ không quan tâm tới Bạch Tiểu Thuần và rời đi ngay. Nàng lo lắng nếu mình nhìn Bạch Tiểu Thuần nhiều hơn vài lần sẽ không nhịn được mà ra tay giết hắn mất. Lần náo động này bị Hồng Trần Nữ xuất hiện hóa giải. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình ở quân doanh không có được tự nhiên, ánh mắt mọi người lạnh như băng làm hắn cảm thấy xấu hổ. Càng làm hắn khẩn trương đó là hắn không dám luyện hòa ở trong quân doanh. Hắn rất lo lắng xuất hiện biển lửa lần nữa, khi đó Hồng Trần Nữ sẽ thực sự ra tay giết hắn. Nếu như không luyện hòa, Bạch Tiểu Thuần không cam tâm. Hắn cảm giác mình luyện hòa 16 màu đã thành công 5 thành, chỉ cần cố gắng thêm một ít nữa là có thể luyện chế thành công. Bỏ đi, ta không thể chơi vào Hồng Trần Nữ, ta phải ra khỏi quân doanh luyện là được. Lúc ra khỏi quân doanh, cho dù luyện ra biển lửa cũng không có ảnh hưởng tới quân doanh, Hồng Trần Nữ cũng không có lý do gì tìm ta. Bạch Tiểu Thuần cảm khái một phen, trong mắt mang theo thần thái kiên định. Hắn lập tức ra khỏi quân doanh. Hắn vừa ra khỏi quân doanh, hắn phát giác trên người có thần thức tập trung, biết rõ dựa vào ước định của hắn cần ở trong quân doanh 3 tháng. Nghĩ tới chỉ cần mình không đi xa sẽ không có việc gì, cũng không có ý rời đi. Lúc này hắn chọn một ngọn núi nhỏ ở bên trong quân doanh. Quả nhiên hắn tới đỉnh núi thì thần thức trên người hắn cũng biến mất. Quá bá đạo, ta không phải chỉ luyện hỏa sao? Bạch Tiểu Thuần ngồi trên tảng đá tại đỉnh núi, nhìn xuống quân doanh ở xa và thở dài. Ta bị ép phải đi tới nơi này luyện hỏa, ta trước kia đâu có cố ý. Đồ nhi, ngươi thấy có đúng không? Vì sư là người vô tội mà. Bạch Tiểu Thuần nói thầm vài câu, hắn lấy hồn tháp chứa Bạch Hạo ra. Bạch Hạo trong hồn tháp như muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cuối cùng phải lắc đầu cười khổ. Hắn càng ngày càng hiểu tính cách của sư phó tiện nghi này rồi. Là người không đáng tin cậy, nhưng cuối cùng vẫn khuyên nhủ: sư tôn, ta cảm thấy chúng ta nên dừng luyện đi. Vạn nhất
vạn nhất lại xuất hiện biển lửa nữa thì làm sao bây giờ? Yên tâm, vì sư có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần lại vỗ ngực an ủi. Hắn không nói như vậy là khá tốt. Hắn vừa nói câu này, hồn Bạch Hạo cảm thấy lòng còn sợ hãi hơn. Sau đó nội tâm cũng sốt ruột, đang muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã xuất ra một hỏa diễm 15 màu ra luyện chế. Sợ trong quá trình luyện hỏa có chuyện gì đó ngoài ý muốn nổi lên, hồn Bạch Hạo chỉ có thể nuốt lấy lời khuyên bảo xuống. Nội tâm thở dài, hắn chỉ mong mọi chuyện vẫn có thể tốt. Thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Trong 3 ngày này, Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa rất ổn thỏa. Dường như hắn sợ hãi biển lửa xuất hiện, cho nên chỉ cần hơi có biến hóa một tí là sẽ dừng lại. Ngươi xem, ta đã nói không có việc gì, hôm nay đâu có biển lửa chứ. Bạch Tiểu Thuần đắc ý lên tiếng. Mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng hắn đã dung hợp được 7-8 thành. Cảnh này mới làm hồn Bạch Hạo thở ra một hơi. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mới có ý vui mừng. Cảm giác sư tôn cũng nghe lời của mình một lần, cũng không uổng công mình quan tâm hắn một phen. Sư tôn, luyện chế hỏa diễm 16 màu càng về sau càng khó, ngươi nên cẩn thận một ít, ngàn vạn đừng có xúc động. Yên tâm, yên tâm. Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại, tiếp tục luyện chế. Thời gian qua vài ngày, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm giống như điên cuồng. Hắn phát hiện mười mấy ngày qua, cho dù mình luyện chế thế nào cũng chỉ kẹt 7-8 thành, hắn không ngừng thất bại. Rốt cục xảy ra vấn đề ở nơi nào? Bạch Tiểu Thuần bứt tóc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trong tay. Trong mắt xuất hiện hào quang thôi diễn, tất cả đều lọt vào mắt của Bạch Hạo. Bạch Hạo suy nghĩ biện pháp giải quyết, cũng rất khẩn trương. Hắn còn nhớ chuyện Bạch Tiểu Thuần làm ra biển lửa ngày trước. Ta biết rồi, là hồn có quá nhiều tạp chất. Không đợi Bạch Hạo suy nghĩ cẩn thận vấn đề nơi nào, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Hắn bắt đầu luyện chế lần nữa. Bạch Hạo cảm thấy vấn đề không đơn giản như thế. Hắn muốn khuyên can, nhưng thấy bộ dạng kích động của Bạch Tiểu Thuần thì do dự. Cũng được, trước cứ để sư tôn nếm thử một lần, có lẽ hắn nói đúng cũng không chừng. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái phấn chấn. Vấn đề tạp chất là hắn nhớ tới luyện dược, biện pháp giải quyết xuất hiện trong đầu. Hắn mặt mày hớn hở tiếp tục luyện chế. Trong quá trình luyện chế lần này, đám hỏa diễm 15 màu không ngừng cắn nuốt oan hồn, sau đó có khói đen bay ra. Ban đầu còn không có vấn đề gì, sau khi số lượng oan hồn tăng lên, khói đen càng ngày càng phát triển, thì Bạch Hạo rất khẩn trương. Sư phụ dừng lại, khói đen bốc lên quá nhiều. Không đúng, chúng ta suy nghĩ một chút đi. Hồn Bạch Hạo dựa vào trực giác tự nói với mình. Trong quá trình luyện hỏa lại có khói đen bốc lên, không phải vật gì tốt. Hắn vội vàng khuyên can. Chút khói đen này không có vấn đề gì, Đồ Nhi không cần lo lắng, vị sư đặc biệt rất có kinh nghiệm với chuyện này rồi. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, rất đắc ý. Hắn tiếp tục luyện chế. Từ khi luyện chế khói đen bốc lên càng ngày càng nhiều, sắc mặt hồn Bạch Hạo càng khẩn trương. Đến cuối cùng hồn Bạch Hạo cũng không yên. Bạch Tiểu Thuần đang đắm chìm trong trạng thái vòng ngã. Hắn không ngừng luyện chế, không ngừng thôn phệ oan hồn, cho đến cả ngày đi qua. Vào hoàng hôn ngày hôm nay, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần cũng dung hợp 8 thành. Quả nhiên là hữu hiệu. Bạch Tiểu Thuần kích động, đang muốn tiếp tục thì đám hỏa diễm 15 màu xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Bên trong ẩn chứa chấn động vô cùng kinh khủng. Không chờ chấn động này biến mất, Bạch Tiểu Thuần quyết đoán siết tay lại. Hắn lập tức bóp tắt hỏa diễm 15 màu. Sau khi bóp tắt, vô số khói đen bay lên cao, chúng truyền ra khỏi kẽ tay của Bạch Tiểu Thuần và hóa thành đám mây hình nấm bay lên cao. Đồ Nhi nhìn thấy chưa, vi sư làm việc quyết đoán, nói không xuất hiện biển lửa thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện biển lửa, tối đa chỉ là một ít khói đen mà thôi. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ buông tay ra, nhìn một đám khói đen cuối cùng bốc lên. Hắn đắc ý nhìn sang Bạch Hạo. Bạch Hạo lúc này thực muốn sụp đổ. Hắn thở dài chỉ lên bầu trời. Sư phụ, chúng ta nên chạy trốn để khỏi chết đi, người nhìn bên trong. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Lúc trước hắn chuyên tâm luyện hỏa nên không có chú ý bầu trời biến hóa. Và lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt hắn mở to, sắc mặt biến hóa. Trong mắt hắn, bởi vì Bạch Tiểu Thuần bóp nát hỏa diễm cho nên sinh ra đám mây hình nấm. Đám mây không ngừng lan ra xung quanh, trong nhà mắt hình thành biển mây đen kịt. Mây đen chẳng chịt, chúng đang phiêu động và chìm xuống. Mà phương hướng đám mây bay và chìm xuống chính là hướng quân doanh. Mây đen này ta tại sao cảm thấy rất quen mắt? Không thể nào,
Năm đó ta luyện dược cũng xuất hiện mây đen, nhưng bây giờ luyện hỏa là cũng xuất hiện mây đen. Bạch Tiểu Thuần háo hốc mồm, thì thào nói nhỏ, nội tâm cũng lo sợ. Hắn nhìn chằm chằm đám mây đen chậm rãi bay về hướng quân doanh. Mây đen càng ngày càng chìm xuống, đến cuối cùng cách quân doanh trăm trượng chạm đất. Hồn tu quân doanh sớm chú ý đến đám mây đen. Lúc mây đen bay tới gần thì có người dùng pháp thuật oanh kích, ý đồ đánh tan mây đen. Cùng lúc đó có từng tiếng gào thét quanh quẩn quân doanh. Mặc kệ những người này oanh kích như thế nào, mây đen không có giảm bớt, ngược lại chìm xuống nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, hắn nhìn đám mây đen cuối cùng bao phủ quân doanh. Rất nhanh, có vô số tiếng khò khan, tiếng gào thét bén nhọn bao trùm cả quân doanh. Bạch Hạo, người đáng giết ngàn đao. Đây là cái gì? Bạch Hạo, lại là ngươi. Trời ơi, trước là biển lửa, bây giờ là mây đen. Ánh mắt ta, cuống họng của ta, Bạch Hạo, ta muốn giết ngươi. Tiếng gào thét kinh thiên động địa quanh quẩn bốn phía. Bạch Tiểu Thuần cũng sắp khóc. Lần này hắn cảm thấy mình quá là vô tội. Ta không tạo thành biển lửa, vì các ngươi nên ta mới làm như thế. Ta cũng không nghĩ không xuất hiện biển lửa, nhưng xuất hiện khói đen, không thể oán ta được. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần bất định, trái tim đập rộn ràng. Hồn Bạch Hạo bên cạnh lo lắng và thương lượng. Sư tôn, chúng ta thương lượng một chút, người có thể đổi tên hay không? Lúc ở thành cự quỷ ta đã muốn nói điều này, bây giờ ở nơi này người gặp rắc rối thì bọn họ đều hô tên ta, là muốn giết ta. Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình để ý tới Bạch Hạo. Hắn đang sốt ruột và hối hận. Tiếng hô và gào thét trong quân doanh càng lúc càng lớn, thậm chí còn nhìn thấy từng thân ảnh lao ra khỏi mây đen bay về phía mình, bộ dạng sát khí đằng đằng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng rung động. Xong rồi. Bạch Tiểu Thuần lui nhanh ra phía sau. Hắn lập tức dùng ngọc giản truyền âm cầu cứu cự quỷ vương. Đúng vào lúc này, trong quân doanh có tiếng gào thét, có càng nhiều người lao ra khỏi quân doanh, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần sợ hãi là hắn nhìn thấy thân ảnh hồng trần nữ bay nhanh như sấm sét giết ra khỏi mây đen. Nàng những mũi tên màu đỏ bay về phía hắn. Hồng trần nữ cảm giác mình sắp điên rồi. Lúc này nàng cũng hiểu vì sao phụ thân lại ném đối phương tới bên cạnh mình. Gia hỏa này chính là tai họa. Còn chưa tới nửa tháng, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã làm cho quân đoàn cự quỷ rối loạn hai lần. Hồng Trần Nữ cũng cảm thấy việc này không tưởng tượng nổi. Loại chuyện này, cho dù bảo nàng làm, sợ rằng cũng không làm được như Bạch Tiểu Thuần. Thực sự làm người ta phát điên mà. Bạch Hạo, người muốn chết sao? Trong tiếng gào thét, Hồng Trần Nữ thẳng tay bay tới đỉnh núi của Bạch Tiểu Thuần. Lần này ta không có phong hỏa. Bạch Tiểu Thuần vô cùng khiếp sợ, hắn lùi ra sau và lên tiếng giải thích. Hắn không giải thích thì thôi, vừa mới giải thích đã làm cho Bạch Hạo bên cạnh kêu không xong. Muốn ngăn cản thì cũng đã muộn. Chỉ thấy hồn tu của quân đoàn cự quỷ đang hùng hổ lao tới. Bọn họ giận dữ giống càng lớn, liên tục nghĩ tới sự kiện biển lửa lúc trước. Thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ, lập tức cuồng bạo. Bởi vì tốc độ của Hồng Trần Nữ nhanh hơn, nàng nâng tay phải vỗ vào đỉnh núi, cách không đánh một trường. Lúc này ý chí Hồng Trần Nữ hoàn toàn thay thế thiên địa, trở thành thiên ý. Trước mặt nàng ngưng tụ một bàn tay cực lớn, đánh thẳng vào đỉnh núi. Đại địa chấn động, đỉnh núi bị đánh nát, quét ngang tám phương. Thân thể Bạch Tiểu Thuần biến mất thật nhanh, lúc xuất hiện đã cách ở đó ngàn trượng. Hít thở dồn dập và quát lớn. Chu Tử Bạch, người có giảng đạo lý hay không? Ta không có phóng hỏa. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thay đổi thật nhanh, hắn nhanh chóng truyền âm cho cự quỷ vương. Hồng Trần Nữ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tránh được một kích của mình, phải biết rằng nàng là thiên nhân, một trường vừa rồi xem như thay thế thiên ý giáng xuống, lúc đánh ra chắc chắn sẽ đánh trúng Bạch Tiểu Thuần, nhưng đối phương lại tránh được. Chiến lược của người đúng như phụ vương đã nói, thật không tầm thường. Hồng Trần Nữ hừ lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng lúc này lại cau mày. Ngọc giản truyền âm trong túi trữ vật có tiếng giống giận của cự quỷ vương. Sắc mặt Hồng Trần Nữ âm trầm, sau khi cầm ngọc giản lên, đứng giữa không trung truyền âm cho cự quỷ vương. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng thở ra một hơi. Ta không thể ở lại nơi này, Hồng Trần lão nữ không giảng đạo lý, ta cũng đâu có muốn phong hỏa chứ. Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm giác mình mệnh khổ, đồng thời cũng chột dạ, vụng trộm dò xét Hồng Trần nữ.
Các hồn tu quân đoàn cự quỷ xung quanh nhìn thấy đại thống lĩnh ra tay cũng nhịn xuống. Bọn họ vây quanh Bạch Tiểu Thuần, phong hỏa đường lui quán, trong mắt bắt ra sát khí nồng đậm, làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Lại nói tới Hồng Trần Nữ, nàng nói chuyện với phụ thân có không thoải mái. Đến cuối cùng, Hồng Trần Nữ bóp nát ngọc giản truyền âm, lúc ngẩng đầu lên liền lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn đối phương bóp nát ngọc giản liền kinh ngạc. Nếu người có thể ngăn cản một kích của ta mà không chết, ta thả ngươi rời khỏi quân doanh, từ nay về sau đừng có xuất hiện trước mặt của ta. Giọng nói lạnh như băng của Hồng Trần Nữ vang lên. Lúc nói ra lời này, nàng bước về phía trước một bước, trong nháy mắt đã tới bên người của Bạch Tiểu Thuần và nâng tay phải đánh xuống. Một cơn cuồng phong màu đỏ bộc phát đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Các bạn vừa nghe xong tập số 171 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 172. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bạn nào mà yêu mến giọng đọc của Tiến Phong có thể donate cho Tiến Phong thì hãy theo những số tài khoản và các hình thức ở trên màn hình. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 172. Cuồng phong màu đỏ che phủ bầu trời, trong đó ẩn chứa ý chí của Hồng Trần Nữ. Đây là thủ đoạn của thiên nhân, đủ để áp chế Nguyên Anh. Nhất là cơn cuồng phong xuất hiện làm phong vân biến hóa, thiên địa đỏ rực, khí thế áp bách tới cực hạn. Hồng Trần Nữ rút sạch lực lượng của phiến thiên địa này, hóa thành ý chí bản thân, hình thành một kích diệt sát. Thậm chí trong cơn lốc màu đen đều xuất hiện một gương mặt cực lớn của Hồng Trần Nữ. Hình ảnh này làm các hồn tu xung quanh vô cùng phấn chấn. Bọn họ không cho rằng Bạch Tiểu Thuần có thể thừa nhận một kích này, dù sao đây chính là lực lượng của thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần cảm giác được uy áp vô cùng cường đại, khí tức của hắn ngưng tụ, đang muốn lui ra sau, nhưng nội tâm hắn rung động rất mạnh. Phát giác thiên địa xung quanh bị ý chí của Hồng Trần Nữ bao phủ, thiên địa bị phong tỏa, cho nên hắn không thể thuấn di rời đi. Phong bạo ập vào mặt, Bạch Tiểu Thuần không thể né tránh, nguy cơ sinh tử vô cùng mạnh. Trong mắt hắn xuất hiện tơ máu, hắn không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng. Chu Tử Mạch, ngươi thực sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Bạch Tiểu Thuần nói xong, liền không né tránh, hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Hắn không ngừng vận chuyển tu vi toàn thân, lực lượng thân thể bộc phát và ngưng tụ vào nắm tay phải. Một quyền này không phải một quyền bình thường. Trong nháy mắt đánh ra khí thế của hắn bành trướng, tạo thành vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy tròn thật nhanh, thậm chí còn nghiền nát và hấp thu ý chí Hồng Trần Nữ trong thiên địa xung quanh. Sau lưng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một hư ảnh cực lớn thay thế. Sắc mặt Hồng Trần Nữ biến hóa, nàng đánh giá cao Bạch Tiểu Thuần, nàng vẫn không nghĩ tới vẫn còn đánh giá thấp đối thủ. Một quyền này cường hãn tới mức độ tâm thần của nàng chấn động. Đây không phải là pháp thuật của Nguyên Anh, thậm chí nàng có thể cảm giác được trong quyền này ẩn chứa ý chí của Bạch Tiểu Thuần. Đây là tiêu chí đạo pháp thiên nhân. Nàng có thể cảm giác được ý chí của Bạch Tiểu Thuần. Hư ảnh sau lưng Bạch Tiểu Thuần mặc đế bào, đội đế quan, một bộ mặt mơ hồ, nhưng trong nháy mắt lại bị hút vào trong nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng hình thành bất diệt đế quyền. Một quyền này đánh thẳng vào gió lốc, chính là gương mặt của Hồng Trần Nữ trên bầu trời. Dầm một tiếng, tiếng nổ mạnh rung chuyển thiên địa, truyền khắp tứ phương, thậm chí Thành Khôi Hoàng cũng bị kinh động. Bạch Tiểu Thuần sớm biết rõ trong Thành Khôi Hoàng có người biết tới Bất Tử Trường Sinh Công, cho nên khi hắn ra tay một quyền và đế ảnh sau lưng cũng dùng mặt nạ che đậy khí tức, từ đó người ngoài không thể phát hiện chân tướng. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một quyền kinh thiên động địa mà thôi. Dầm một tiếng, song phương va chạm làm thiên địa run rẩy, tám phương rung chuyển, gương mặt sụp đổ đầu tiên, phong bạo tán loạn. Tuy nói Bạch Tiểu Thuần da dày thịt béo, toàn thân đều là chí bảo luyện đinh 14 lần, nhưng thân thể vẫn lùi ra phía sau. Sau khi lưu hơn ngàn trượng mới không thể không phun máu tươi, bản thân đã bị thương. Hồng Trần Nữ có tu vi thiên nhân nhưng không dùng toàn lực, một quyền vừa rồi có mức kinh diễm tuyệt luân, có uy lực vô thượng. Cho dù nàng vội vàng ngăn cản
nhưng vẫn bị một quyền vừa rồi đánh cho lui trăm trượng. Mặc dù không phun máu tươi, nhưng ngũ tạng lục phủ trong người vô cùng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của nàng vô cùng rung động, nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Cả đời nàng chỉ gặp được nguyên anh như thế, một là Bạch Tiểu Thuần, một là Bạch Hạo. Một quyền này nàng tin rằng cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng không thể đánh ra. Nàng không nghi ngờ thân phận của Bạch Hạo. Nàng biết rõ Bạch Tiểu Thuần có mặt nạ, nhưng khó có thể liên hệ với Bạch Hạo và Bạch Tiểu Thuần. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì Bạch Hạo được phụ thân của nàng đưa tới đây. Nàng không tin Bạch Tiểu Thuần có thể tránh được thần thức bán thần dò xét. Thân phận có thể được Cự Quỷ Vương tán thành đã nói rõ tất cả, chỉ có một nghi hoặc ẩn hiện trong lòng nàng mà thôi. Hồng Trần lão nữ, năm đó nàng bị ta giày vò rất thảm, không cần phải nói hiện tại ta cường đại như thế, há có thể sợ nàng? Cho dù đánh không lại, muốn giết ta cũng không có dễ dàng đâu. Ta cũng không phải là kẻ nằm đó mặc ai làm gì thì làm. Nhìn bộ dạng của nàng hiện tại cũng không nghi ngờ thân phận của ta. Tu vi Bạch Tiểu Thuần đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn đã đánh ra 9 thành uy lực của một quyền vừa rồi, giữ lại 1 thành, bởi vì hắn không thể chịu được 10 thành uy lực của quyền vừa rồi. Đấu một trận với Hồng Trần nữ, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm giác mình đã mạnh hơn trước quá nhiều. Phải biết rằng năm đó hắn còn dựa vào cấm chế ở trong cung điện áp chế đối phương, lại cửu tử nhất sinh, liều phân thân tự bạo, dùng hết tất cả thủ đoạn mới tranh thủ được một chút thời gian bỏ chạy. Nhưng bây giờ tất cả đã khác. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác Hồng Trần nữ cũng không đáng sợ như vậy. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm vào Hồng Trần nữ, nhưng không nói một lời. Trong nháy mắt, hồn tu của quân đoàn cự quỷ đang vây quanh nơi này cũng trợn mắt há mồm. Tất cả mọi người không tự chủ được hít khí lạnh, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo rung động khó nói thành lời. Nguyên anh có thể chiến thiên nhân? Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Bạch Hạo mạnh như vậy, đồn đãi hắn bắt tất cả thiên kiêu trong điện hồn hồ là có Cự Quỷ Vương tương trợ. Hiện tại xem ra chiến lược bản thân hắn là vô cùng kinh người. Một quyền vừa rồi chắc chắn là đòn sát thủ mà. Vào lúc mọi người đang kinh hãi, trong hoàng cung trên hoàng thành, Đại Thiên Sư đang ngồi trong Thiên Sư Điện mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng quân đoàn cự quỷ, ánh mắt như xuyên thấu hư vô, nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Đây là Minh Hoàng Quyền. Đại Thiên Sư động dung, ẩn ẩn nhận ra một quyền này có chút tương tự Minh Hoàng Quyền ở trong truyền thuyết. Minh Hoàng Quyền là Minh Hoàng truyền thừa, chỉ có người được Minh Hoàng tán thành mới có thể vận dụng. Nhớ tới Minh Hoàng trong truyền thuyết, cho dù Đại Thiên Sư gần như bán thần đỉnh phong, có thể hiệp thiên tử hiệu, hiệu lệnh thiên hạ cũng vô cùng kiêng kỵ. Bên cạnh thành Khôi Hoàng, ở ngoài quân đoàn cự quỷ đóng quân, Hồng Trần Nữ nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Uy áp thiên nhân của nàng có thể cải biến thiên địa bao phủ thân thể Bạch Tiểu Thuần. Uy áp vô cùng, nhưng lại tràn ngập ý chí của Hồng Trần Nữ. Dường như chỉ cần một suy nghĩ của nàng cũng đủ làm thiên địa nghiền nát. Uy áp này để ép lên người nguyên anh khác có thể làm cho người đó sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần thì vẫn như thường, theo thời gian dần qua cũng cảm giác có áp lực. Xảy ra chuyện lần này, Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ mình không thể lùi bước. Một quyền của ta có thể hù dọa người khác, đáng tiếc ta mới tu luyện tới thối cốt bát trọng thiên. Nếu như có thể đạt tới cửu trọng thiên thì có thể vận dụng bất để diệt đế quyền mạnh hơn gấp 3 lần. Đến lúc đó uy lực sẽ càng lớn, nhất định sẽ đánh nàng thổ huyết. Nó cũng thành đòn sát thủ cuối cùng của ta. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cũng có dũng khí. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Trần Nữ. Bốn phía yên tĩnh. Những hồn tu quân đoàn cự quỷ rung động không nhỏ, không dám tin nhưng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì một quyền của Bạch Tiểu Thuần vừa rồi quá kinh thiên động địa, dùng tu vi nguyên anh chiến thiên nhân, mặc dù không phải cân sức ngang tài, nhưng bất cứ kẻ nào cũng nhìn ra không thể dùng nguyên anh để cất nhắc Bạch Tiểu Thuần. Nhất là sau một quyền kia, Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung với khí thế không giảm bớt chút nào, ngược lại còn có khí thế thiết huyết ẩn chứa ở trong đó, làm cho người ta có cảm giác chiến ý kinh thiên. Nội tâm mọi người vô cùng kính nể Bạch Tiểu Thuần. Dù sao trong thế giới này, cường giả vi tôn. Đối với cường giả như Bạch Tiểu Thuần, mặc kệ trong tình huống nào cũng được tôn kính.
Lúc này ánh mắt nhiều người nhìn hắn đã cải biến. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, hắn nhìn Hồng Trần Nữ một lúc, càng trừng mắt với nàng. Đấu mắt với nhau, từ lúc ta đạt tới kết đan đã không sợ kẻ nào rồi. Hiện tại ta đã mạnh như thế, chỉ là đấu mắt thôi, ta không sợ người đâu. Dũng khí của Bạch Tiểu Thuần càng cường tráng, khí thế cũng bộc phát theo ý niệm của mình. Sau nửa ngày, Hồng Trần Nữ thở sâu, thu hồi ánh mắt. Lúc trước nàng đã từng nói Bạch Tiểu Thuần có thể tiếp một kích của nàng mà không chết thì nàng sẽ rời đi ngay. Đây là ước định giữa nàng và Cựu Quỷ Vương. Không nên để ta nhìn thấy người. Trong mắt Hồng Trần Nữ lộ ra hào quang thâm thúy, xoay người rời đi. Lúc này hắn đi ra khỏi quân doanh. Hồn tu bốn phía đưa mắt nhìn nhau. Hồng Trần Nữ đã nói như thế thì bọn họ cũng im lặng lui ra sau. Lúc này tất cả mọi người rời khỏi quân doanh, bên ngoài nơi đóng quân chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Hồng Trần Nữ rời đi, nâng tay áo lau mồ hôi ở trên trán. Hắn thở ra một hơi. Một quyền vừa rồi dùng chín thành lực lượng của hắn, hắn hiện tại đã mạnh hết đà. Mặc dù còn có tu vi trong người, nhưng cảm thấy trong phạm vi thành Khôi Hoàng có rất nhiều cường giả và lão quái vật tụ tập, rất nhiều thủ đoạn khó lòng phòng bị. Hắn không dám bày toàn bộ tu vi ra. Nếu hắn khai chiến trong bộ dạng này, hắn cũng rất có thể chế ngự thực lực bản thân. Giờ này nhìn thấy Hồng Trần Nữ rời đi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thả lỏng tâm thần, cũng hiểu chuyến đi thành Khôi Hoàng lần này sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện không tưởng tượng nổi. Việc này tính toán thế nào? Bạch Tiểu Thuần rất buồn rầu. Tuy hắn có thể rời khỏi quân đoàn cự quỷ, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói đây là chuyện tốt. Hắn lắc đầu và xoay người ra ngoài. Trời đất bao la, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mờ mịt, mình nên đi nơi nào? Vẫn là tu vi của ta không đủ, nếu không ta có thể trực tiếp vượt sông rời man hoang, trở lại Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Hắn nhìn thành Khôi Hoàng cách đó không xa, lại nhìn phương hướng thành Cự Quỷ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lấy ngọc giản truyền âm liên hệ với Cự Quỷ Vương. Vương gia, thành Khôi Hoàng quá là nguy hiểm, việc hôn nhân ta không muốn được hay không được. Ngươi ăn bài đón ta, ta muốn trở lại thành Cự Quỷ làm bạn với lão nhân gia. Cự Quỷ Vương lúc này cũng rất đau đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần đi quân đoàn cự quỷ mà thôi. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng cuối cùng đã xuất hiện nhiều biến hóa như vậy. Cho dù con gái của hắn cự tuyệt hay Bạch Tiểu Thuần tạo ra biển lửa, và tất cả đều làm hắn tức giận. Hiện tại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần truyền âm thì Cự Quỷ Vương đầu lại đau lần nữa. Bạch Hạo, lão phù khâm định việc hôn nhân thì không có việc đổi ý. Hiện tại ngươi nhanh chóng xin lỗi Tử Mạch, nói rõ ràng sau đó trở lại bên nàng. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hồi âm, lập tức cự tuyệt không chút do dự, lại đưa ra chuyện quay về Cự Quỷ, thì Cự Quỷ Vương cũng tức giận. Không có khả năng quay về thành Cự Quỷ, trừ phi các người kết hôn đi. Hiện tại lập tức đi xin lỗi Tử Mạch nhanh, làm nàng tha thứ cho ngươi. Không thể dàn xếp một nữ nhân, đó là lỗi của ngươi. Chuyện này lão vu mặc kệ, ngươi đừng có làm phiền nữa. Cự Quỷ Vương cũng hùng ác, dứt khoát trả lời một câu, tùy ý Bạch Tiểu Thuần truyền âm thế nào cũng giả vờ không thấy. Phụ nữ quá là xấu bụng mà. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, hắn mới không đi tìm Hồng Trần Nữ, đối phương cũng chưa chắc muốn gặp mình. Trời đất bao la, chẳng lẽ không có nơi cho Bạch Tiểu Thuần ta dung thân hay sao? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần bi thương, suy nghĩ nếu không có Cự Quỷ Chu, chính mình không có biện pháp sử dụng truyền tống trận, hy vọng muốn quay về thành Cự Quỷ cũng đã bị chém đứt. Bạch Tiểu Thuần thở dài, ánh mắt nhìn sang Khôi Hoàng cách đó không xa. Cho dù nội tâm của hắn không muốn, nhưng thực sự không có biện pháp. Sắc trời đã hoàng hôn, nếu như trì hoãn sợ không thể vào thành. Ta nhớ năm đó xét nhà ba đại gia tộc, bọn họ tặng ta một cửa hàng trong thành Khôi Hoàng. Bạch Tiểu Thuần xoa mi tâm, suy nghĩ một lúc liền nhớ tới việc này. Hắn tìm trong túi chữ vật, hắn nhanh chóng tìm được ngọc giản, hắn tìm được lạc ấn khế đất ở bên trong. Nhìn kỹ một lúc thì tâm tình Bạch Tiểu Thuần tốt hơn rất nhiều. Bỏ đi, bỏ đi, ta ở cửa hàng thời gian dài, không đi gây chuyện, an tâm tu hành, tranh thủ tăng tu vi nhanh chóng, sớm ngày vượt qua man hoang. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn bay về hướng thành Khôi Hoàng. Đúng vào lúc này,
Hồn Bạch Hạo trong túi chức vật bay ra ngoài, tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tiến vào quân đoàn cự quỷ, sau đó thuận lợi rời đi. Thở sâu, hắn dùng ánh mắt kính nể nhìn sư tôn của mình. Hắn bay tới bên người Bạch Tiểu Thuần, sau đó cúi đầu ôm quyền. Đại tử lúc trước hiểu lầm sư tôn, vừa rồi đã có hoảng sợ, cuối cùng cũng nhìn thấy thủ đoạn của sư tôn. Bội phục, bội phục. Bạch Tiểu Thuần sững sờ nhìn về phía hồn của Bạch Hạo. Hắn cảm thấy mơ hồ, không biết đệ tử này chúng ta cái gì, không ngờ lại nói như thế. Sư tôn người không nên che giấu, đệ tử đã hiểu ra. Trước kia người hai lần luyện hỏa xảy ra ngoài ý muốn, hiển nhiên là tận lực làm vậy, chính là muốn đại thống lĩnh quân đoàn cự quỷ đuổi ngươi ra khỏi quân đoàn. Bạch Hạo sùng bái, càng suy nghĩ càng cảm thấy sư tôn làm việc lỗ mãng, nhưng trên thực tế thì tâm tư lại sâu đậm. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn xem như đã hiểu. Hiển nhiên hồn Bạch Hạo vẫn không hiểu con người Bạch Tiểu Thuần. Tất cả không phải do Bạch Tiểu Thuần hắn cố ý làm vậy, thực sự là trời đưa đất đầy cho nên mới xảy ra việc này. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xoay tròn, hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ, vì vậy vội ho một tiếng và hất cằm lên. Cuối cùng thì người cũng nhìn ra rồi sao? Không tệ, không tệ. Đồ nhi ngoan, ngộ tính của người cũng tạm được đấy. Về sau nên học vi sư nhiều hơn mới được. Vi sư tính toán tường tận, đi một bước đã có thể nhìn thấy vạn bước thiên hạ, không có người nào có thể địch lại ta đâu. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc chí, vênh váo tự đắc. Hắn không như vậy còn tốt. Hồn Bạch Hạo nhìn thấy hắn như vậy thì liền đại do dự. Hắn cũng dao động với phán đoán lúc nãy. Vào lúc nói khoác, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần cũng bước vào thành Khôi Hoàng. Tòa thành này vô cùng khổng lồ, cho dù cửa hàng nào cũng có thị vệ kiểm tra, thậm chí người ra vào còn phải giao nạp hồn dược. Trên người Bạch Tiểu Thuần có không ít hồn dược. Tiến vào thành Khôi Hoàng cũng là lúc hoàng hôn, người trong thành ra vào hối hả. Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giản khí đất, dựa theo chỉ dẫn đi dạo trong thành Khôi Hoàng. Hắn hít khí lạnh đi trên đường. Thực sự là do thành Khôi Hoàng quá mức phồn hoa, mặt đất càng là thành trì đều là thanh ngọc chế thành. Ở nơi này hắn cảm nhận được linh khí đã lâu không gặp. Còn có cửa hàng bày bán hai bên đường, cái gì cần thì cũng đều có, cho dù là oan hồn hay là pháp bảo, thậm chí nước thông thiên hà cũng có bán không ít. Lúc này người tới người lui không dứt, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy quá nhiều cường giả, càng có thổ dân cự nhân, bọn họ quá áp súc thân thể đi lại trong thành. Xem như hắn được mở rộng tầm mắt. Thành Khôi Hoàng có rất nhiều kiến trúc phát ra bảo quang, cho dù ban đêm cũng tỏa sáng chiếu rọi tám phương. Cho dù thành Khôi Hoàng vào đêm cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một giờ sau, vào lúc ban đêm hoàn toàn hàng lâm, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đi rất xa. Trên thực tế hắn chỉ đi tới khu vực thật nhỏ ở trong thành Khôi Hoàng mà thôi. Hắn dựa theo khí đất tìm tới một cửa hàng. Đó là cửa hàng luyện đinh. Cả thành Khôi Hoàng, không tính cả hoàng cung, chia làm 97 khu vực. Trong 97 khu vực này, trung bộ chiếm cứ một thành, phía bắc lớn nhất chiếm cứ hai thành. Gian cửa hàng luyện đinh của Bạch Tiểu Thuần nằm ở biên giới khu vực 89. Mặc dù không tính là phồn hoa, nhưng chỉ cần có cửa hàng trong thành Khôi Hoàng đã là tài phú lớn rồi. Lúc Bạch Tiểu Thuần chật vật vất vả tìm tới nơi này, cảnh đêm đã hàng lâm. Trên đường đi đến đây, hắn nhìn thấy rất nhiều người ra ra vào vào mua bán các cửa hàng. Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần cảm thấy buồn bực. Hắn tìm được cửa hàng mình muốn. Cửa hàng này không lớn, nó chỉ rộng một trượng, hoàn toàn không thể so sánh với cửa hàng 3-4 trượng ở bên cạnh. Biển hiệu trước cửa hàng là ba chữ Luyện Linh Phô. Nhìn thấy ba chữ vô cùng đơn giản nhưng tàn phá không chịu nổi, làm cho Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm. Về phần bên trong dài hẹp, nhìn ra được bên ngoài là cửa hàng, bên trong có hậu viện, nhưng mà nhìn thế nào thì cửa hàng này cũng chẳng khác gì là cửa hàng bỏ túi. Tuy bên trong có một ngọn đèn dầu nhưng lại không có sáng bao nhiêu, hoàn toàn chênh lệch với cửa hàng xung quanh đèn đuốc sáng trưng, càng không cần nói tới người lui tới liên tục. Chỉ có một điểm làm cho Bạch Tiểu Thuần an ủi là cửa hàng này không phải không có khách. Lúc này có một thanh niên đang đứng ở nơi đó, bộ ngực của hắn không ngừng phập phồng, hít thở dồn dập. Không đợi Bạch Tiểu Thuần đi vào, hắn nhìn thấy thanh niên này lập tức giận giống to: Lưu Vân Châu của ta bị ngươi luyện 3 lần đã phế rồi sao? Đáng chết, ta chỉ yêu cầu các ngươi luyện linh 2 lần mà thôi. Ngươi... Thanh niên hét lên như điên,
Giọng của hắn truyền ra ngoài cửa hàng. Đám người xung quanh đứng lại và bàn tán với nhau. Chắc người này là người từ bên ngoài tới, nếu không cũng không có chuyện luyện linh ở nơi này. Luyện linh phô này nổi danh là phế vật mà, nó có thể mở tới bây giờ đúng là kỳ tích đấy. Nghe người xung quanh bàn tán với nhau, Bạch Tiểu Thuần cau mày. Thanh niên trong cửa hàng mang theo tức giận rời đi. Hắn đứng ở ngoài cửa hàng mắng chửi vài câu, lúc này mới phiền muộn rời đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn nhìn ra được trong gian hàng này, trừ giá trị bản thân của nó thì không còn giá trị nào khác. Bỏ đi, ta chỉ muốn tìm một nơi đặt chân mà thôi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Hắn đi về phía cửa hàng. Sau khi đi vào một gian phòng không lớn, chỉ có lão già đang tựa vào án dài, bộ dạng đang chán muốn chết. Về phần trên vách tường xung quanh đều trống trải, mặc dù cũng có một ít vật phẩm luyện đinh bày ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy những vật phẩm luyện đinh này đa số là 3-4 lần mà thôi. Lúc Bạch Tiểu Thuần tiến vào, lão già này ngáp dài, ánh mắt đào qua người Bạch Tiểu Thuần liền không để ý tới. Bạch Tiểu Thuần nhìn xung quanh một chút, hắn thở dài đi tới trước án dài. Hắn ném ngọc giản khế đất ra. Muốn luyện ngọc giản này, đầu tiên phải nói trước, cho dù có thành công hay không thì sẽ thu phí tổn trước. Sau khi thất bại cũng đừng có trách ta đấy. Lão già này hồ nghi ngẩng đầu lên. Hắn nói một câu sau đó nhìn ngọc giản, ánh mắt quét qua, sau đó sững sờ mở to mắt. Người là ông chủ? Lão già đứng lên dò xét Bạch Tiểu Thuần vài lần, sau đó lại ngồi xuống. Đây là cửa hàng của ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại, hắn còn giật mình xem có đi sai hay không nữa. Cũng được, người đã đến thì kết toán tiền công cho ta đi. 1 năm 3.000 hồn dược, còn có 3.000 hồn dược năm tiếp theo. Không cho thì lão phù sẽ bỏ đi đấy. Lão già ngồi đó với thần sắc kiêu căng, ánh mắt nhìn lên người của Bạch Tiểu Thuần. Hắn xem ra mình luyện linh không tốt, nhưng hắn quen thuộc cửa hàng và thành khôi hoàng. Trước mắt chỉ có một mình hắn trông coi cửa hàng, đối phương không thể để mình rời đi. Tiền công? Bạch Tiểu Thuần sững sờ một lúc, cẩn thận hỏi vài câu, sau đó xem như hiểu ra. Mặc dù sinh ý không tốt, nhưng tuyệt đối không phải không có. Chỉ có điều từ khi cửa hàng thuộc về Bạch Tiểu Thuần thì nhân viên thuộc gia tộc rời đi, chỉ để lại lão già này trông giữ. Lão già này luyện đinh rất phế vật, vì vậy làm sinh ý cửa hàng càng ngày càng kém. Hôm nay không nói tên xấu rõ ràng, nhưng không kém bao nhiêu. Ngày bình thường không có người tiến tới, ngẫu nhiên có người bên ngoài tới, nhưng bị hố vài lần sau đó đuổi đi. Bạch Tiểu Thuần im lặng. Hắn nhìn lão già trước mắt với bộ dạng không cho ta tiền công thì ta sẽ bỏ đi. Hắn vỗ túi chữ vật, ném 3.000 hồn dược ra ngoài. Đi nhanh lên. Ngươi bảo ta đi? Lão già sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hắn cầm 3.000 hồn dược, sau đó đứng dậy ra khỏi cửa hàng. Không quá 1 tháng, người này nhất định sẽ tới mời ta quay về. Trong thành khôi hoàng này có nhiều cửa hàng luyện linh, cạnh tranh với nhau cực kỳ kịch liệt. Muốn tìm tới luyện hồn sư đến tọa trấn, hắn còn phải trả giá cao hơn nhiều. Lão già cười lạnh vài tiếng, càng chạy càng xa. Lúc lão già rời đi, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn qua cửa hàng trống trải, dứt khoát đóng cửa hàng lại. Sau khi bố trí cấm chế, lại quét dọn một phen. Cho tới đêm khuya, rốt cục hắn cũng quét dọn từ trong ra ngoài, kể cả hậu viện và các gian phòng trống đều được sửa sang lại. Lúc này mới khoanh chân ngồi trong hậu viện, nhìn qua bốn phía thở dài. Tòa nhà này không sánh bằng đại viện trong thành Cự Quỷ. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Hắn càng hoài niệm thời gian mình ở thành Cự Quỷ, càng hối hận lúc trước không giao Trần Mạn Giao ra xem. Giao sớm thì chẳng phải là không có chuyện gì sao? Bạch Tiểu Thuần không hài lòng với cửa hàng. Bạch Hạo thì ngược lại, hắn cực kỳ thỏa mãn với cửa hàng. Hắn thân là quỷ tu, hồn thể đặc thù, sau khi phiêu đãng ở trong cửa hàng vài vòng, sắc mặt thỏa mãn. Hắn đi tới bên người của Bạch Tiểu Thuần và hưng phấn lên tiếng. Sư tôn, nơi này rất tốt. Dù sao chúng ta trong thời gian ngắn không thể quay về thành Cự Quỷ, an cư ở nơi này cũng tốt mà. Linh lực nơi này tầm bổ cho chúng ta, ta tu hành ở nơi này còn nhanh hơn nhiều ở nơi khác. Hồn Bạch Hạo phấn chấn nói ra, thân thể cải biến bộ dạng, hình thành một trung niên, cảm xúc hưng phấn dạt dào.
Chút linh lực này thì có tính là cái gì? Chờ sau này vi sư mang ngươi đi tới một nơi tốt hơn, linh khí còn nồng đậm hơn nơi này vô số lần. Bạch Tiểu Thuần nói ra. Sư tôn không cần nhụt chí, ta cảm thấy nơi này không tệ. Ngày bình thường sư tôn có thể tu hành, về phần chuyện tiểu nhị cửa hàng sẽ do ta làm. Bạch Hạo nói tới đây thì liền hưng phấn. Hắn ngày bình thường đều ở trong hồn tháp của Bạch Tiểu Thuần, mặc dù bởi vì hồn thể đặc thù và có lực lượng mặt nạ của Bạch Tiểu Thuần bảo hộ, cho nên không sợ người khác nhìn ra mánh khóe. Đáng tiếc tu vi khi sống chỉ là trúc cơ mà thôi, nơi đi xa nhất chính là mễ hồn lâm trước khi chết mà thôi. Hiện tại hắn đi vào thành Khôi Hoàng, càng có một gian cửa hàng, tâm tình hắn vô cùng kích động. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Bạch Hạo vui vẻ, tâm tình của hắn cũng đỡ hơn một chút. Ánh mắt nhìn hồn Bạch Hạo và có điều suy nghĩ, nhìn ra đối phương có một ít lòng trung thành với nơi này. Cũng được, vận mệnh đồ nhi của ta không quá tốt. Sau khi trở thành quỷ tu, bởi vì ta dùng thân phận của hắn làm việc, cho nên hắn dù muốn tiếp xúc người khác cũng không dám hiển lộ quá mức, là ta ủy khuất hắn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm vào hồn của Bạch Hạo. Lực lượng mặt nạ bộc phát và tăng thêm không ít lực lượng ngưng tụ trong hồn Bạch Hạo. Sư tôn. Bạch Hạo khẽ giật mình. Về sau thời điểm có người, người ủy khuất cải biến thành hồn nô của vi sư, với tài nghệ luyện đinh của vi sư, lật tay cũng có thể giúp cửa hàng khởi tử hồi sinh. Bạch Tiểu Thuần cười cười. Rất nhiều luyện hồn sư trong man hoang đều giữ hồn nô ở bên cạnh. Những hồn nô này khô khan, chỉ có thể làm chút chuyện đơn giản. Sau khi hồn Bạch Hạo giả thành hồn nô là có thể giải quyết vấn đề tồn tại cửa hàng. Hắn là quỷ tu vô hình, cải biến bộ dạng không làm cho người khác chú ý. Nội tâm hồn Bạch Hạo cảm động, hắn nhìn sư tôn, sau đó ôm quyền cúi đầu. Cứ như vậy, sư đồ hai người ở trong cửa hàng chờ mấy ngày, cửa hàng lại mở cửa. Mặc dù bên ngoài nhìn không khác gì lúc trước, nhưng thực lực luyện linh chênh lệch trời và đất. Đáng tiếc danh khí cửa hàng quá thối, mở cửa hơn nửa tháng nhưng người bên ngoài đi lại hối hả. Người đi vào cửa hàng xung quanh rất đông, nhưng không có ai hỏi thăm tới nơi này. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thế, hắn nghĩ tới mình mạnh miệng cho nên có chút ngồi không yên, trầm ngâm sau đó phân phó Bạch Hạo. Đồ nhi, ta cần nhắc cửa hàng chúng ta không có người tới là vì cái tên không vang dội. Người đi đổi tên đi, gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Luyện Linh Phổ. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng. Hồn Bạch Hạo do dự một chút, cảm thấy cái tên này quá lớn. Sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Bạch Tiểu Thuần thì hắn cúi đầu đi xử lý. Rất nhanh, bảng hiệu của cửa hàng đã được thay đổi. Thiên Hạ Đệ Nhất Luyện Linh Phổ. Bảng hiệu này vừa ra đã làm kinh động cửa hàng xung quanh. Có điều người qua lại con đường này nhìn thấy bảng hiệu liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn vào. Bạch Tiểu Thuần đã đổi bảng hiệu nên hắn không như ngày thường đi nghiên cứu hỏa diễm 16 màu. Hắn hào hứng bừng bừng ngồi ở sau quầy, đôi mắt trông mong nhìn nhìn cửa lớn, mong có người đi vào. Hồn Bạch Hạo đứng bên cạnh hắn, biết rõ sư tôn rất hưng phấn. Mặc dù nội tâm cảm thấy cái tên này quá lớn, nhưng vẫn đứng cạnh Bạch Tiểu Thuần chờ khách nhân tới. Chờ suốt một giờ, trước cửa ra vào có mấy trăm người qua lại, nhưng không có ai đi vào. Ngược lại còn không ít người đứng ngoài chỉ trò cười đùa. Đệ nhất thiên hạ, cái tên này đúng là quá lớn rồi. Ta biết nơi này là luyện linh phô, trước kia thảm đạm đến cực điểm, không có người hỏi thăm, cũng luyện chế hỏng không ít pháp bảo của người ta. Bởi vì không sống nổi cho nên đổi tên tiếp tục lừa người đây mà. Làm những mánh lưới này thì có ý nghĩa gì chứ? Ta thấy làm hồn tu còn hơn. Lúc những lời này truyền tới, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần dần dần từ chờ mong trở thành tái nhợt, đến cuối cùng cực kỳ khó coi. Hắn thở sâu tự nói mình phải kiên trì một chút. Vì vậy ngày hôm sau, ngày thứ ba, cho đến qua 7 ngày, Bạch Tiểu Thuần đã không chịu nổi. 7 ngày qua không có ai đi vào. Ban đầu còn có người xem náo nhiệt cười đùa, đến cuối cùng cũng còn không còn hứng thú. Làm cho Bạch Tiểu Thuần không chịu được chính là ngay cả tiếng cười nhạo cũng không có nữa. Lại quay về bộ dạng không người hỏi thăm, điểm này làm Bạch Tiểu Thuần tức giận và không phục. Ta cũng không tin,
ta là thiên tài, tới nơi nào cũng có thể dẫn động phong vân. Một cái cửa hàng nho nhỏ không thể làm khó ta được. Bạch Tiểu Thuần nói thế, Lâm Hồn Bạch Hạo cười khổ. Hắn đã phân phó xuống: Đồ nhi, ta cần nhắc chúng ta chỉ đổi tên cũng không đủ, cần phải có thêm câu đối ở bên ngoài, dùng biểu hiện chúng ta ngông nghênh. Thậm chí ta đã nghĩ xong câu đối rồi đây. Đơn giản cứ trực tiếp ghi: Luyện linh một lần ngàn dược tới, không có vạn dược chớ có vào. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo và nói chuyện đầy khí phách: Vậy Hoành Phi là gì? Bạch Hạo bị câu đối của Bạch Tiểu Thuần làm rung động, hắn ngơ ngác hỏi: Thích luyện hay không luyện? Bạch Hạo trợn mắt há mồm, hắn không biết nên khóc hay là nên cười, nói thầm trong bụng: Chỉ cần sư tôn cao hứng là được. Vì vậy hắn ra ngoài cửa dán hàng câu đối Hoành Phi. Câu đối vừa ra và phối hợp với biểu hiện lập tức oanh động trong phạm vi nhỏ. Các cửa hàng bên cạnh và người đi đường nhìn thấy thì khiếp sợ cửa hàng này cản rỡ. Luyện linh một lần ngàn dược, hơn nữa còn là bắt đầu. Các cửa hàng khác mấy trăm dược là tối đa, ngàn dược tới, cái giá này ít nhất cũng là luyện hồn sư huyền phẩm. Đúng là điên rồi, muốn gãy bẫy một lần thật lớn sao? Cửa hàng này thực là thú vị nha. Lại gây ra oanh động lần nữa, tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Lúc đang chờ đợi thì ánh mắt Bạch Hạo sáng lên, bỗng nhìn hắn nói vài lời bên tai Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy lần, sau đó vỗ đùi đồng ý. Không biết phương pháp của Bạch Tiểu Thuần thực có hiệu quả hay không, hoặc giả hắn nói khoác quá lớn cho nên người ta bất mãn. Tóm lại là ngày hôm sau, khi hắn treo câu đối lên, trong thiên hạ đệ nhất luyện linh phô đã có khách nhân đầu tiên. Đó là một đại hán thổ dân, cho dù áp xúc thân thể thì hắn cũng cao hơn một trượng, khôi ngô phi phàm. Lúc đi vào cửa hàng cũng là mặt đất chấn động. Thế có người tiến vào, Hồn Bạch Hạo bay tới. Lúc muốn lên tiếng thì đại hán kia vung tay lên, trực tiếp ném một thanh chiến phủ khổng lồ tới. Chiến phủ nặng nề nện vào mặt đất. Mặc dù chiến phủ tầm thường nhưng cũng có sáu đạo ngân vân, nhìn uy thế cũng không nhỏ. Các người ghi ở bên ngoài quá là cản rỡ. Chiến phủ của ta đã luyện linh 6 lần, các người luyện lần thứ 7 cho ta. Nếu luyện tốt, đừng nói là ngàn dược, ta cho các người 3000 dược. Nếu luyện không tốt, hôm nay ta hủy cửa hàng này. Giọng nói của đại hán truyền ra ngoài cửa hàng, lập tức làm không ít người ở cửa hàng bên ngoài chú ý tới. Lúc này đưa mắt nhìn sang, Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, vẻ mặt cao ngạo bước ra khỏi án dài, nhìn cây búa kia. Có tài liệu thì 3000 dược, không có tài liệu thì 10000 dược. Đại hán kia trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Được, 10000 hồn dược, ta sẽ đứng chờ ở đây. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới gật đầu. Hắn nâng tay phải hư không một trào, lập tức cầm chiến phủ đi vào bên trong. Sau khi hắn vào bên trong, bên ngoài có không ít người tụ tập xem náo nhiệt, đều bị thủ bút vạn dược của đại hán thổ dân làm rung động. Luyện linh vạn dược, trong cửa hàng nhỏ thế này thực sự hiếm thấy đấy. Đại hán kia không phải là kẻ lừa gạt chứ? Nhưng ta chưa từng thấy qua kẻ nào lừa gạt rõ ràng như vậy cả. Bất kể có lừa gạt hay không, thành công mới là thật. Luyện linh 7 lần cũng dám tiếp, nếu thất bại thì thanh danh cửa hàng cũng bị hủy. Cửa hàng này có thanh danh gì đáng nói? Nếu luyện linh không thành, xem ra cửa hàng này cũng không mở được. Vào lúc người bên ngoài không ngừng nghị luận, qua chừng một nén nhang đã có chấn động mênh mông xuất hiện. Chấn động từ hậu viện truyền ra, mọi người mở to mắt nhìn chấn động, hô hấp lập tức ngừng lại, nhìn sang Bạch Tiểu Thuần đang đi ra. Trong tay hắn cầm thanh chiến phủ kia, phía trên chiến phủ xuất hiện ngân văn thứ 7. Thành thật! Trời ơi! Đây chính là luyện linh 7 lần, thời gian một nén nhang là thành công. Vào lúc mọi người xôn xao không dám tin, Bạch Tiểu Thuần ném chiến phủ trước mặt đại hán thổ dân, chính mình chắp tay sau lưng, làm ra bộ dạng cao thâm mà chắc. Thân thể thổ dân run rẩy, trên mặt đầy kích động. Sau khi hắn nhìn thanh chiến phủ, trong mắt hắn mang theo thần thái không dám tin, hô hấp dồn dập, dường như đã ngây ngốc. Bạch Tiểu Thuần lập tức bất mãn, hò khan một tiếng. Tiếng ho này làm đại hắn chấn động, hắn lập tức kịp thời phản ứng,
lúc này dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Hắn dùng tiếng nói thật lớn giống lên: thần kỳ, quá là lợi hại. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người có thể luyện linh thần kỳ như thế. 6 lần đến 7 lần, không ngờ chỉ là 1 lần đã thành công. Bạch đại sư, ta phục. Người không hổ là thiên hạ đệ nhất luyện linh phô. Này, thiên hạ đệ nhất luyện linh phô, hoàn toàn xứng đáng. Mọi người đến đây xem đi. Chiến phù của ta luyện linh 7 lần thành công. Nơi này quá vô địch, lần sau ta sẽ tới. Tiếng la này rất lớn, người bên ngoài nghe rõ ràng, nhưng trên mặt mang theo thần sắc cổ quái và buồn cười. Hành động của tên đại hán này quá kém. Lời này nghe thế nào cũng giống như là tuyên truyền cho cửa hàng. Ngay cả luyện linh sư họ Bạch cũng biết. Hồn Bạch Hạo cười khổ. Đại hán này thực là kẻ lừa gạt. Là hắn nghĩ ra chủ ý nói cho sư tôn, sau đó mình đi tìm. Còn nói những lời này thì không phải chủ ý của hắn, mà là Bạch Tiểu Thuần yêu cầu nói như vậy. Sau này hắn cải biến một ít. Nếu quả thực là dựa theo lời Bạch Tiểu Thuần nói, còn khoa trương hơn không ít. Dựa theo cách làm của Bạch Hạo, sẽ để đại hán này biểu hiện uyển chuyển một chút, giấu giếm quá nhiều dấu vết, nhưng bây giờ lại nói trắng ra trước mặt mọi người. Bạch Tiểu Thuần cũng không hài lòng. Hắn nhíu mày, cảm thấy đại hán này nói chưa đủ. Dựa theo cách hắn nói lúc trước là phải ca tụng mình nhiều hơn nữa, lại ca tụng cửa hàng, cuối cùng là ca tụng luyện linh, ít nhất là phải nói tới thời gian 1 nén nhang mới đúng. Nhưng bây giờ nhiều người, mặc dù Bạch Tiểu Thuần bất mãn nhưng không nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục ngẩng đầu, bảo trì tư thế cao thâm mặt chắc, duy ngã độc tôn như vậy, hai mắt nhìn lên bầu trời. Đại hán kia hô to một phen, lại giao nộp hồn dược, lúc này mới vui vẻ rời đi. Sau khi hắn đi xa, mọi người đứng bên ngoài nhìn ra tâm tình do dự. Không bao lâu, không ngờ có một người cắn răng bước vào trong cửa hàng. Mặc dù đại hán kia lừa gạt quá rõ ràng, dù sao cũng luyện linh 7 lần thành công, đối với hồn tu mà nói, như vậy cũng là đủ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 120 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn vừa nghe xong tập số 172 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 173 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Một tập không dài nhé. Anh em nãy đang kêu là ngắn quá. Ok, mình sẽ đọc thêm một đoạn nữa. Mời mọi người nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 173. Thời gian cả ngày, tổng cộng có 6 khách nhân tiến vào luyện linh 6 vật, nhưng chỉ có 1 lần thất bại. 5 người khác đều thành công. Người bên ngoài đều rung động. Xác suất thành công này làm cho người ta động dung không thôi. Từ ngày hôm sau khai trương đã có hơn 20 người tới. Trong vòng nửa tháng sau, thiên hạ đệ nhất luyện linh phô đã triệt để oanh động khu vực này, thành danh khôi phục, hơn nữa còn oanh động hơn trước rất nhiều. Thậm chí còn truyền bá ra ngoài, cũng có danh khí không nhỏ tại khu vực 8-19. Vì vậy người tới không ít, tuy không phải thành công nhiều lần, nhưng vẫn bảo trì tỷ lệ 5 lần luyện 3 lần thành công. Tỷ lệ này làm các hồn tu kinh hỉ và truyền miệng. Một tháng sau, Bạch Tiểu Thuần bận rộn không dứt. Vì vậy hắn thương nghị với Bạch Hạo, định ra quy củ mỗi ngày chỉ tiếp 10 đơn. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa cần đại lượng oan hồn. Mặc dù trong hồn tháp của hắn có không ít, dù sao số lượng có hạn, thời gian ngắn còn đủ, thời gian dài khó tránh khỏi hao phí không còn. Vì vậy trong cửa hàng xuất hiện nghề nghiệp thứ hai, chính là bán hồn dược. Dùng oan hồn mua sắm hồn dược, dùng hồn dược ở trong man hoang là dùng tu luyện. Thời gian ngắn còn đủ dùng, thời gian dài khó tránh khỏi hao phí không còn. Vì vậy trong cửa hàng xuất hiện nghề nghiệp thứ hai, chính là bán hồn dược. Dùng oan hồn mua sắm hồn dược, mà hồn dược trong man hoang là dùng để tu luyện, là thứ phải có. Nó trải rộng khắp man hoang, cũng là sinh ý cần thiết nhất. Nhất là Bạch Tiểu Thuần bán hồn dược trung phẩm và hồn dược thượng phẩm liền hình thành sức cạnh tranh đầy đủ. Dù sao cửa hàng hồn dược cả khu 8-19 hiếm khi bán hồn dược thượng phẩm. Bạch Tiểu Thuần chỉ cần có hồn dược thượng phẩm muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Kể từ đó cửa hàng cũng có thanh danh, muốn không náo nhiệt cũng khó khăn.
lúc này danh tiếng oanh động cả khu 89. Vào lúc sinh ý càng ngày càng tốt, mỗi ngày cửa hàng vừa khai trương đã có không ít người chờ đợi, trong đó có một nửa là mộ danh mà đến luyện linh, còn lại đa số là vì hồn dược thượng phẩm. Dù sao hồn dược thượng phẩm có quá nhiều chỗ tốt với hồn tu, vượt xa hồn dược hạ phẩm có thể so sánh. Nhất là trong thiên hạ đệ nhất luyện linh phô có tồn trữ không ít hồn dược thượng phẩm, lúc này có không ít người động lòng. Từ đó cửa hàng càng ngày càng náo nhiệt, trong 2 tháng ngắn ngủi đã hình thành danh tiếng cực tốt tại khu vực 89, thậm chí danh tiếng còn lan tới mấy vùng gần đó. Tiếp tục như vậy, nói cửa hàng ngày thu đấu vàng cũng không kém. Nhất là tích trữ oan hồn nhiều tới mức Bạch Tiêu Thuần hưng phấn. Hắn cảm thấy cứ như vậy, mình không cần phát sầu vì oan hồn không đủ. Về phần Bạch Hạo cũng rất thỏa mãn. Mấy tháng qua, lúc có người ngoài, hắn đều dùng thân phận hồn bộc của Bạch Tiêu Thuần, có cảm giác khô khan, nhưng nội tâm lại vô cùng hưng phấn. Dù sao, khi còn sống hay khi đã chết, hắn đều sống một mình, nội tâm rất khát vọng tiếp xúc với người khác. Trước mắt cửa hàng náo nhiệt, mỗi ngày hắn chỉ nhìn thấy rất nhiều người ra vào. Mặc dù trở ngại thân phận, cho nên hắn chỉ có thể câu thông đơn giản, vẫn cảm thấy thỏa mãn. Sinh ý cửa hàng càng ngày càng náo nhiệt, tự nhiên sẽ có người cố kỵ, càng có các cửa hàng làm chung sinh ý áp bách. Vì vậy trong mấy tháng qua, có không ít người tới gây phiền toái. Tuy Bạch Hạo câu thông và giải quyết, đại đa số là hóa giải. Cách làm của Bạch Hạo là thà rằng ăn chút thiệt thòi, chỉ cần không ảnh hưởng sinh ý là tốt rồi. Lúc bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần còn không để ý. Sau khi người gây phiền toái càng ngày càng nhiều thì hắn không vui, nhất là nghĩ đến tu vi và thân phận của mình liền không vui. Ta đường đường vạn phu trưởng, trường thành, đại tổng quản thành cự quỷ, lại là đạo lữ đại thống lĩnh quân đoàn cự quỷ. Khốn kiếp, ta còn dám trói cự quỷ vương, trói hơn trăm thiên kiêu trong luyện hồn hồ. Ta thành thành thực thực buôn bán không khi dễ người khác là không tệ rồi. Đám tôm tép nhỏ này dám khi dễ ta sao? Đồ nhi, bắt đầu từ ngày mai, kẻ nào tới gây sự lập tức gọi ta, ta sẽ đi giải quyết với bọn chúng. Bạch Tiêu Thuần hừ lạnh một tiếng. Ngay trong đêm hôm đó, hắn nói với Bạch Hạo. Hắn quan sát mấy ngày qua, kẻ tới gây phiền toái phần lớn có tu vi nguyên anh, trong đó có không ít là kết đan, cho nên hắn yên tâm, dũng khí cũng mạnh hơn nữa. Lúc này nhìn thấy sư tôn bất mãn, Bạch Hạo cười khổ, cân nhắc một chút liền tận tình khuyên bảo. Sư tôn, chúng ta cứ ăn ổn làm ăn, không tệ đâu. Chúng ta nên ít gây chuyện đi, người yên tâm, ta sẽ xử lý được. Bạch Hạo nhanh chóng an ủi. Hắn thực sự sợ năng lực gây chuyện của sư tôn. Vừa nghĩ tới quân đoàn cự quỷ gây ra thành thế lớn như vậy, còn có những chuyện nghe nói trong thành cự quỷ, Bạch Hạo vô cùng khẩn trương. Hết lần này tới lần khác, sư tôn nói chuyện như là vô cùng ủy khuất. Hắn có cảm giác giờ khóc giờ cười và bất đắc dĩ. Như vậy sao được? Vi sư là người có thể nén giận khi bị ức hiếp sao? Bạch Tiêu Thuần trừng mắt. Sư tôn, người xem chúng ta đang ở hoàng thành, đều là địch nhân đấy. Những thiên kiêu quyền quý người bắt đều ở nơi này, chúng ta nên nhịn một chút đi. Tăng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Bạch Hạo thở dài. Hắn xuất ra đòn sát thủ, nhắc tới những thiên kiêu quyền quý bị Bạch Tiêu Thuần bắt ngày trước. Những lời này vừa ra liền có tác dụng. Sắc mặt của Bạch Tiêu Thuần biến hóa. Hắn nhớ tới đám thiên kiêu ngày trước bị mình thu thập rất thảm. Nếu mình ở thành cự quỷ cũng bỏ đi, trước mắt là ở địa bàn của người ta. Hắn lập tức chột dạ, biểu hiện cũng ảm đạm không ít, lại vỗ vai Bạch Hạo và cười nói. Vi sư chỉ nói đùa thôi. Không tệ, không tệ. Đồ nhi người có tính cảnh giác rất tốt, có phong phạm của vi sư nằm đó. Ta cho rằng người nói đúng. Trên thực tế ta cũng nghĩ như vậy đấy. Bạch Tiêu Thuần mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ánh mắt vui mừng và thay đổi chủ đề. Lúc Bạch Tiêu Thuần bỏ ý niệm ở trong đầu, Bạch Hạo an tâm đi không ít, cũng không đi vạch trần. Hắn cười nói với Bạch Tiêu Thuần. Thời gian tiếp tục như vậy. Lúc ban ngày, Bạch Hạo tiếp đãi khách bên ngoài. Bạch Tiêu Thuần nghiên cứu phương pháp luyện chế hỏa diễm 16 màu. Lúc buổi tối, Bạch Tiêu Thuần tiến hành luyện lên những pháp bảo nhận ở ban ngày, sau đó tiếp tục nghiên cứu phương pháp luyện chế hỏa diễm 16 màu. Lại qua nửa tháng, và ngày hôm nay được Bạch Hạo phối hợp, Bạch Tiêu Thuần cũng hoàn toàn sở rõ cách luyện chế hỏa diễm 16 màu rồi.
lúc này muốn bắt đầu luyện chế, lo lắng có chuyện ngoài ý muốn, cho nên Bạch Tiểu Thuần không tiếc một cái giá lớn, đi ở trong thành Khôi Hoàng mua không ít trận pháp cấm chế. Thậm chí hắn tài đại khí thô, còn mua hồn trận phòng hộ một gia tộc bố trí xung quanh luyện hỏa quán, chế tạo như tường đồng vách sắt, lúc này miễn cưỡng an tâm luyện chế. Bạch Hạo biết rõ đúng mực, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu luyện hỏa, hắn đóng cửa hàng không kinh doanh, không tiếp nhận bất cứ sinh ý luyện linh nào, hắn toàn lực phụ trợ Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa. Luyện chế hỏa diễm 16 màu cũng không phải thuận lợi, dù Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu cách luyện chế thấu triệt, lại có Bạch Hạo tương trợ, cũng đã nhiều lần thất bại. Cuối cùng qua một tháng sau, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần đã luyện hỏa diễm 15 màu hấp thu oan hồn vô cùng thuận lợi. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, hắn phấn chấn không chế tâm tình, không sinh ra kích động. Hắn tập trung tâm thần luyện chế, cho dù lúc điều khiển biển lửa xung quanh áp xúc vào lòng bàn tay, sau khi nắm chặt và mở ra lần nữa, trong lòng bàn tay quán chính là hỏa diễm 16 màu. Thành công rồi! Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, nội tâm kích động không thể ức chế. Vì luyện chế hỏa diễm 16 màu đã tiêu hao thời gian suốt nửa năm, tổn hao vô số oan hồn, công lao của Bạch Hạo thật lớn. Trong lần luyện chế này, nếu như đổi thành người khác, đừng nói nửa năm, chỉ sợ là cho dù mấy chục năm cũng khó có thể thành công. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thành công luyện chế hỏa diễm 16 màu, mặc dù Bạch Hạo mệt mỏi nhưng vô cùng vui sướng. Hắn cũng hiểu tính cách của Bạch Tiểu Thuần không ít, biết rõ sư tôn thích nghe người khác thổi phồng, vì vậy cười nói chúc mừng. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, cảm thấy mỹ mãn, muốn tiếp tục luyện chế. Dần dần phát hiện xác suất luyện chế hỏa diễm 16 màu không cao, thường thường 7-8 lần mới có thể thành công một lần. Mặc dù hắn không vừa ý, nhưng trước mắt đã tới cực hạn. Cũng được, oan hồn của ta nhiều, mặc dù tiêu hao lớn nhưng cuối cùng cũng nắm giữ được phương pháp luyện chế. Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại cũng không soi mói cái gì, cũng còn chuyện luyện linh nguyên anh, Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một lúc và bỏ qua. Tuy nói luyện chế nguyên anh giúp tăng cao tu vi, nhưng động dạng sẽ làm man hoang coi trọng. Chuyện trùng hợp xuất hiện lên bảng cũng có kẻ hoài nghi, cho dù chính là bản thân hắn cũng tự hoài nghi mình. Chờ ta luyện ra hỏa diễm 18 màu hoặc là cao hơn, có thể duy nhất một lần luyện linh nguyên anh và đột phá tu vi sẽ ổn thỏa hơn. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, sau đó nghỉ ngơi một lúc. Về sau hắn bắt đầu nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Đồng thời Bạch Hạo cũng mở cửa hàng buôn bán lần nữa, không cần phải nói, bởi vì không kinh doanh mấy tháng cho nên sinh ý bạo tăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sinh ý rất tốt, nhìn thấy bộ dạng thỏa mãn của Bạch Hạo liền cao hứng thay hắn, cảm giác mình đi tới nơi nào cũng có thể quật khởi, trừ cảm khái nhưng lại có hưởng thụ bình tĩnh hiếm có. Có bộ dạng cao thâm ẩn núp trong phàm tục, chỉ tiếc núi không có sinh cơ tu luyện bất tử cốt cho nên dừng lại không tiến. Tuy cây muốn lặng nhưng gió không ngừng, Bạch Tiểu Thuần ý định bình tĩnh, nhưng trên thực tế khi danh tiếng quán truyền ra đã làm nhiều người chú ý tới. Trong một khu vực ở thành Khôi Hoàng, tại vùng thứ 9, trong lầu các xa hoa có vài chục người đang ngồi. Những người này là tuấn lãng phi phàm, tu vi cực kỳ không tầm thường, yếu nhất cũng là nguyên anh trung kỳ, còn có mấy người là nguyên anh đại viên mãn. Nếu có người quen thuộc bọn họ sẽ nhận ra những người này là thế hệ thiên kiêu, nhà quyền quý ở trong thành Khôi Hoàng. Một người trong đó là Tiểu Lăng Thần, còn có Lý Thiên Thắng, ngay cả Diệu Lâm Nhi cũng có mặt. Sắc mặt những người có mặt đều âm trầm, bọn họ im lặng suốt nửa ngày. Tiểu Lăng Thần cắn răng lên tiếng: "Mọi người đều biết Bạch Hạo đáng chết kia đã đến thành Khôi Hoàng chúng ta. Nếu hắn ở quân đoàn cự quỷ thì cũng bỏ đi, chúng ta không gây được. Hiện tại hắn mở một cửa hàng luyện linh tại khu vực 819. Ta cũng nghe nói hắn bị đuổi ra khỏi quân đoàn cự quỷ." Mọi người nói chuyện với nhau, bọn họ hận Bạch Tiểu Thuần không thể dùng lời lẽ hình dung. Chuyện ở trong luyện hồn hồ là ác mộng của bọn họ, càng là sỉ nhục. Vừa nghĩ tới bị người ta bắt làm hút sinh cơ, suýt nữa biến thành người khô, cũng thiên kiêu này sinh ra sát ý mãnh liệt. Bạch Hạo vô sỉ tới cực điểm, tiếng xấu rõ ràng. Lúc ở thành cự quỷ đã có đạo đức bại hoại, đoạt thê tử người khác, cướp gia sản, hắn chính là cặn bã mà. Sau đó ta còn nghe ngóng qua, người này lục thân không nhận, giết phụ thân, diệt huynh đệ cùng huyết thống, bức tử dưỡng mẫu, thành cự quỷ biến quấy loạn,
có thể nói nơi đó sẽ sinh linh đổ thán. Hôm nay hắn tới thành Khôi Hoàng, ta có thể nghĩ hắn sẽ gây ta tai họa. Hết lần này tới lần khác, loại người này được Cự Quỷ Vương yêu thích. Chỉ cần quân đoàn Cự Quỷ không che chở hắn, trong thành Khôi Hoàng này ta sẽ báo thù nhục nhã trong Luyện Hồn Hồ. Mọi người ngươi một lời, ta một câu và liên tục chửi bới. Vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần cường hãn, còn có bối cảnh sau lưng, thì bọn họ cảm thấy biệt khuất. Tuy nhiên thiên kiêu trong Lầu Các không phải ai cũng từng đi Luyện Hồn Hồ, còn có một chút gia tộc không tham gia Luyện Hồn Hồ. Sau khi nghe người khác kể lại, liền nghiến răng thống hận Bạch Hạo, cũng có hiếu kỳ. Các vị nên cẩn thận, ta thừa nhận Bạch Hạo vô cùng lợi hại, nhưng các vị không nên quên, nơi này không phải Luyện Hồn Hồ, nơi này chính là thành Khôi Hoàng, thế lực của chúng ta. Một thanh niên áo trắng cầm cây quạt lớn ở trong tay lên tiếng. Hắn vừa nói xong, đã thấy mọi người nhìn sang. Trần huynh có biện pháp, Lý Mộ nhất định dâng một phần tạ lễ. Lý Thiên Thắng đứng dậy ôm quyền nói ra. Đúng vậy, Bạch Hạo chưa từng gặp qua Trần huynh, nếu người có thể thu thập hắn, Tiểu Lăng thần ta thiếu nợ nhân tình của ngươi. Trần Hùng đạo hữu thủ đoạn siêu quần, vậy mời đạo hữu ra mặt. Trần huynh, kính xin làm chủ thay Lâm Nhi. Mọi người có khách tướng, có âm dương khí quái, có trực tiếp cảm tạ. Sau khi mọi người nói chuyện, thanh niên nhìn thấy Diệu Lâm Nhi dùng ánh mắt ngập nước nhìn mình thì tâm thần rung động. Chỉ cần chúng ta dựa theo quy củ, có lẽ giết hắn khó khăn, nhưng đuổi hắn ra khỏi thành Khôi Hoàng vẫn rất dễ dàng. Thanh niên áo trắng cười cười, hắn dùng cây quạt gõ lên bàn, trong mắt lộ ra thần thái tự tin mãnh liệt. Chư vị, ta mượn hồn dược dùng một chút, như vậy trong vòng một tháng ta sẽ làm hắn cút khỏi thành Khôi Hoàng. Ánh mắt đám người Tiểu Lang Thần sáng lên, nhưng không nói chuyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, khu 89 bên ngoài thiên hạ đệ nhất Luyện Linh Phô đã có 7-8 người ở nơi đó chuẩn bị chờ cửa hàng khai trương và sẽ hẹn luyện linh. Không bao lâu, Bạch Hạo đẩy cửa ra, 7-8 người lập tức tinh thần chấn động, cất bước đi vào. Bạch Hạo đã sớm quen tiếp đãi, hắn không nhanh không chậm bàn sinh ý luyện linh. Trong cửa hàng, sau án dài, Bạch Tiểu Thuần lười biếng gục ở chỗ đó, khi thì ngẩng đầu nhìn khách nhân tới, đại đa số thời gian đều cân nhắc cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Lúc này, qua phân nửa buổi sáng, hồn tu tiến vào cửa hàng không ít. Lúc Bạch Hạo chiêu đãi, ngày ngắn trật tự, tất cả như thường. Bạch Tiểu Thuần cũng ngáp dài, suy nghĩ có nên đi ra ngoài dạo một vòng hay không. Vào lúc này ở cửa lớn có một thanh niên đi tới. Thanh niên này mặc áo dài màu trắng, trong tay cầm cây quạt, một thân tu vi nguyên anh hậu kỳ, làm tâm thần mọi người trong cửa hàng rung động. Khí thế của người này thực nặng không nói. Hai người đi theo sau lưng hắn đều có tu vi không tầm thường, giống như người hộ đạo, thủ hộ hai bên, bọn họ đi vào cửa hàng. Thiên hạ đệ nhất luyện linh phố. Khẩu khí thực là lớn. Thanh niên áo trắng lãnh đạm nói ra, giọng nói truyền khắp cửa hàng. Mọi người xung quanh đều hiểu kẻ này tới tìm việc, vì vậy đứng xem náo nhiệt. Nội tâm Bạch Hạo thở dài, hắn nhanh chóng tiến lên. Về phần Bạch Tiểu Thuần, hắn ghé vào án đài cũng ngẩng đầu lên, nhìn sang thanh niên áo trắng một lúc, hắn cảm giác quen thuộc. Cảm giác này có chút tương tự đám thiên kiêu của nhà quyền quý trong Luyện Hồn Hồ. Bạch Tiểu Thuần đang cân nhắc, cũng không biết Bạch Hạo nói cái gì. Ánh mắt thanh niên áo trắng lộ ra thần thái tàn khốc. Hắn hất tay áo lên, một cơn cuồng phong quét qua Bạch Hạo. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần trầm xuống, hắn biến mất khỏi án dài, xuất hiện bên người Bạch Hạo, tay phải ấn một cái và cuồng phong biến mất. Sắc mặt Bạch Hạo tái nhợt, thân thể cũng mơ hồ một ít, hiển nhiên bị tên thanh niên hất tay làm bị thương không nhẹ. Hồn Bạch Hạo suy yếu, Bạch Tiểu Thuần tức giận nhìn sang tên thanh niên áo trắng, ánh mắt đầy hàn ý. Dễ nói chuyện được không? Thích động thủ đúng không? Ánh mắt làm tên thanh niên áo trắng rung động, nghĩ đến các nghe đồn về người trước mặt, trái tim hắn đập mạnh, khí thế yếu đi không ít. Trần Mỗ cũng không ỷ thế hiếp người, nếu cửa hàng của ngươi đối ngoại khai trương,
lại xưng là thiên hạ đệ nhất luyện đinh phô. Ta tới luyện linh, không ngờ còn nói danh ngạch đã đủ. Đây là xem thường ta. Thanh niên áo trắng vừa lên tiếng, giọng nói truyền khắp bốn phía. Chẳng những người trong cửa hàng vây xem, không ít người bên ngoài cửa hàng cũng tới xem náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, đang muốn nói chuyện thì hồn Bạch Hạo nhanh chóng bắt lấy cánh tay Bạch Tiểu Thuần, hiển nhiên nhìn ra người này đang tới gây sự. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nhớ tới lúc nói chuyện với Đồ Nhi, đối phương khuyên bảo, lại nghĩ dù sao nơi này cũng không phải thành cự quỷ, vì vậy mới nhịn xuống. Muốn luyện cái gì? Bạch Tiểu Thuần cứng rắn nói ra. Bạch Tiểu Thuần có ý thỏa hiệp, đôi mắt thanh niên áo trắng sáng ngời, hắn cười lạnh, tay phải vỗ túi chứa vật, sau đó lấy một ngọc bội màu tím ra. Ngọc bội vừa xuất hiện liền có sương mù lượn lờ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hư ảo giao long ở trong đó đang gào thét, bị thanh niên vung tay liền hóa thành ánh sáng tím. Hắn đưa ngọc bội tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Càng kinh người hơn, trên ngọc bội có 10 đạo ngân vân, nhìn thấy mà giật mình. Đám người xung quanh nhìn thấy cũng khiếp sợ. Ngọc bội phong ấn hồn hồ của một con giao long, loại hồn bảo này rất khó luyện linh. Đã luyện linh 10 lần, lần thứ 11 xem như cải biến bản thân bảo vật, cũng là khó luyện nhất. Sợ là cho dù luyện hồn sư hoàng phẩm cũng không dám thử, xác suất thất bại quá lớn. Âm thanh mọi người quanh quẩn, nội tâm Bạch Tiểu Thuần sinh ra ý niệm khác, cũng giả vờ làm ra bộ dạng hèn mọn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng mỉm cười, mọi người xung quanh xôn xao, hắn sớm đoán trước được như vậy. Lúc nhìn thấy gia hòa làm khó các thiên kiêu khác phải nhăn nhó như vậy, hắn càng thấy nội tâm mình đắc ý. Ta luyện ngọc bội này, vật ấy giá trị thật lớn, người cũng không phải luyện phế. Thanh niên áo trắng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng nói ra lời này lại lộ ra thần thái đắc ý. Bạch mỗ luyện linh thu phí ta suốt lần luyện linh của bảo vật tăng nhiều. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, cắn răng mở miệng, nội tâm đang suy nghĩ làm sao lừa đối phương vào trong. Thanh niên áo trắng nghe vậy cười cười, hắn trực tiếp ném hồn tháp ra. Trong đó có hồn dược đầy đủ, ngươi luyện đi, cứ dựa theo tiêu chuẩn của ngươi. Nếu luyện phế của ta, ngươi cần phải bồi thường. Nếu ngươi có thể luyện làm ta thỏa mãn, ta có thể trả ngươi gấp 10 lần hồn dược. Thanh niên áo trắng nói ra một câu, làm người xem náo nhiệt bốn phía khiếp sợ không nhỏ. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần luyện linh giá cao, mà thanh niên áo trắng lại chịu tăng gấp 10 lần. Giá tiền này cũng không cách nào có thể hình dung. Đồng dạng cái giá bồi thường khi thất bại cũng sẽ cực lớn. Xem như là đánh bạc lớn. Mặc dù nói thất bại phải bồi thường, một khi thắng thì sẽ có thu hoạch lớn đấy. Trận đánh bạc này cũng công bằng, phải xem ông chủ cửa hàng này có dám hay không đã. Thanh niên áo trắng tươi cười càng đậm, nội tâm hừ lạnh. Hắn đã nói ở trong một tháng sẽ làm Bạch Tiểu Thuần cút ra thạch hành khôi hoàng, tự nhiên có nắm chắc. Ngọc bội kia nhìn như bình thường, giá trị không lớn, trên thực tế nó lại có giá trị không nhỏ. Đây chính là đồ hoàng tộc ban thường, nếu thực bồi thường, nói bao nhiêu cũng có thể. Cho dù đối phương thành công một lần, hắn có thể yêu cầu lại luyện một lần. Cứ như thế, sớm muộn gì thì cũng nát. Xem ra mình thắng rất dễ, một khi nát thì hắn sẽ làm khó dễ. Mà hắn tính cách âm độc, rõ ràng là một hồi đánh bạc, nhưng hết lần này tới lần khác không nói như vậy, mà là từng bước ép sát đào hố Bạch Tiểu Thuần nhảy vào. Lại nói đánh bạc cũng chẳng khác gì là ngôn từ đấu nhọc. Cho dù hôm nay Bạch Tiểu Thuần cự tuyệt, hôm sau hắn lại tới, thậm chí an bài xong xuôi, mỗi ngày hắn cầm cùng một vật tới, chỉ cần tiếp một lần thì hắn thắng. Nếu như không tiếp, cửa hàng này cũng không cách nào luyện linh cho người khác. Với hắn mà nói cũng là thắng. Dù sao hắn không ỷ thế hiếp người, mặc dù yêu cầu thất bại bồi thường, việc này trong luyện linh giới không phải là không có, mà hắn chịu giả gấp 10 lần. Kể từ đó, Bạch Tiểu Thuần cũng không nói được lời nào. Hơn nữa trọng yếu nhất, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn mà thôi. Còn bước thứ hai, bước thứ ba, tầng tầng đan xen, hắn tin tưởng 10 phần. Người có dám hay không? Thanh niên áo trắng nói lời mỉa mai. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn nghĩ thầm đối phương đang đào hố chờ mình nhảy vào. Nhưng bản thân gia hỏa áo trắng cũng nhảy vào hố với hắn, nói chung là chưa biết ai gài bẫy ai. Gia hỏa này
thực là âm độc. Xem ra giá trị ngọc bội này rất lớn, mà hắn nói thỏa mãn với không hài lòng, cũng nói rõ cho ta thành công một lần, hắn cũng có thể bảo ta tiếp tục. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ánh mắt lóe sáng, sắc mặt lập tức đại biến, thân thể run rẩy vài cái, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt còn xuất hiện tơ máu. Có cái gì không dám nhận đâu. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thở hổn hển, dường như đang cố gắng che giấu bản thân chột dạ. Nhưng ta luyện đinh cho ngươi, thành công một lần sẽ thu phí một lần, sẽ không tính gộp giao một lần. Nếu ngươi không đủ hồn dược, ta... Bạch Tiểu Thuần tiếp tục nói chuyện cho người ta cảm giác không dám nhận. Hắn giả vờ làm ra vẻ, nếu ngươi không trả nổi thù lao, chứ không phải là do ta không chịu luyện. Có thể, ngươi thành công một lần, ta sẽ toán một lần. Thanh niên áo trắng nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Trước mắt là hắn bức bách Bạch Tiểu Thuần, nhưng mà cũng bức mình vào góc tường. Ánh mắt tỏa sáng, hắn cân nhắc một chút, sau đó cười lạnh. Hẳn là Bạch Hạo đã đoán ra suy nghĩ của ta. Hắn lại không đoán được ta quyết tâm dương danh trước mặt mọi người, càng không đoán được ta đã có chuẩn bị nếu hắn luyện linh thành công 14 lần. Huống hồ từ 11 lần tới 14 lần, hắn nói không chừng sẽ thất bại. Thanh niên áo trắng nhíu mắt lại, lúc này nhìn hắn có vẻ lỗ mãng, nhưng trên thực tế hắn đã có điều tra, biết rõ trên người trước mặt đều là luyện linh chi bảo 14 lần. Đáng tiếc, ta không thể xuất ra pháp bảo làm hắn bồi thường, không nổi. Phần lớn là bảo vật luyện linh 10 lần. Cho dù thực lấy ra bảo vật luyện linh 14 lần, người ta có thể lấy lý do ta đưa bảo vật không hợp lý, thủ đoạn này sẽ thất bại. Hắn cười lạnh, thanh niên áo trắng quyết đoán đồng ý. Nhất là nhìn thấy sau khi mình đồng ý, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt như tro tàn, nội tâm của hắn cũng thoải mái không ít. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần đau khổ, nhưng trong lòng thì vui như nở hoa. Hắn giả vờ cắn răng cầm lấy ngọc bội và đi vào bên trong. Không bao lâu, hắn đi ra ngoài, ngân vân trên ngọc bội đã biến mất, đã biến thành một đạo kim vân, bộ dạng cũng cải biến, rõ ràng là co lại nhỏ một chút, nhưng linh lực tỏa ra kinh người, chấn động khuếch tán tứ phương. Đám người đứng trong và ngoài cửa hàng đều há hốc mồm. Thật sự thành công, luyện linh 11 lần. Sắc mặt thanh niên áo trắng như thường, ánh mắt nhìn ngọc bội trong tay Bạch Tiểu Thuần liền thở dài. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ ngẩng đầu, hắn nhìn thanh niên áo trắng và lên tiếng nói. Linh hồn nhỏ bé, người nói phí luyện linh của ta cho vị công tử này nghe, tính tính toán toán, hắn phải trả cho ta bao nhiêu hồn dược? Pháp khí, hồn khí, luyện linh lần thứ nhất 1000 hồn dược, lần thứ hai là 2000, lần thứ ba là 4000, dùng thế mà suy ra, lần thứ tư 8000, lần thứ bảy là 64000, lần thứ chín là 256000, lần thứ 10 là 512000. Về phần luyện linh 11 lần, cần phải trả 102004000 hồn dược. Lời của Bạch Hạo quanh quẩn, đám người xung quanh hít khí lạnh. Trong bọn họ có một ít trước kia có tính toán, cho dù có chuẩn bị, sau khi nghe số thì nội tâm vẫn rung động cực mạnh. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng trầm mặc ít nói, sau đó lại mỉm cười, một ngón tay điểm vào hồn tháp nói. Trong hồn tháp này có 500000 hồn dược, người có thể tiếp tục đi luyện, chỉ với luyện linh 11 lần, ta còn chưa hài lòng. Hắn nói xong làm đám người xung quanh oanh động. Giờ phút này người ở các cửa hàng xung quanh cũng tụ tập lại, lập tức đánh bạc lớn như thế. Sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa, cũng rất kích động. Sau đó xuất ngọc giản truyền âm, bắt đầu triệu hắn hảo hữu của mình tới đây. Sau đó chuyện này oanh động cả khu 89. Vô số thân ảnh bay tới nơi này, bởi vì người quá nhiều nên không vào được, cũng thả thần thức chú ý mật thiết. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Lúc trước hắn biết đối phương cố ý nhắm vào mình, hiện tại hắn cười lạnh, cũng không cần che giấu cái gì. Hắn cầm ngọc bội đi vào trong phòng. Không bao lâu sau lại đi ra, ngọc bội trong tay xuất hiện hai đạo kim văn. Lúc kim văn này xuất hiện, làm người trong và ngoài cửa hàng không ngừng kinh hô cùng xôn xao. 12 lần, trời ạ, loại đánh bạc này đã rất nhiều năm không nhìn thấy. Mau gọi người đến đây, chuyện này chắc chắn là oanh động cả thành Khôi Hoàng thôi. Lúc mọi người lên tiếng, thanh niên áo trắng cũng cảm thấy áp lực. Trong mắt hắn không chút do dự, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần và hạ quyết tâm.
ta không hài lòng, tiếp tục luyện. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được quyết tâm của thanh niên áo trắng, nội tâm hắn hừ hừ. Hắn nói thầm, ngươi chờ đó cho ta, xem ta hù chết ngươi hay không. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần quay người đi vào trong phòng. Lúc hắn đi ra, ngọc bội trên tay xuất hiện kim văn thứ 13. Linh hồn nhỏ bé, báo giá đi. Lúc này đây không đợi mọi người xôn xao, Bạch Tiểu Thuần đã nói một câu rất bén nhọn truyền khắp bốn phía. Thân thể hồn Bạch Hạo hư run rẩy, bởi vì việc này vượt quá tưởng tượng quán, nhưng lại không chút nào do dự lên tiếng. Lần lượt đinh này cần trả 409.006.000 hồn dược. Hồn Bạch Hạo lên tiếng làm anh động bốn phương. Và lúc này chẳng những khu 89 chấn động, thậm chí tại những người khác truyền bá tin tức nên người của các khu khác cũng chạy tới. Nếu từ trên không trung nhìn xuống sẽ phát hiện khu 49 có chỉ ít mấy vạn hồn tu đang chạy tới. Thanh niên áo trắng cũng run rẩy, ánh mắt của hắn hoảng loạn, đầu óc của hắn rung động. Hắn miễn cưỡng bảo trì chấn định, dù sao tất cả không theo chuẩn bị của hắn, nội tâm của hắn cũng đắng chát. Dựa theo hắn hy vọng, tốt nhất trong lần luyện chế thứ 14 sẽ làm ngọc bụi nát. Tạo nghệ luyện đinh của kẻ này quá là kinh người. Thanh niên áo trắng hung hăng cắn răng một cái, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, sau đó lại nói, ta vẫn chưa hài lòng, ngươi tiếp tục đi. Lúc này người đứng xem trong và ngoài cửa hàng đều hoảng sợ không nhỏ, khiếp sợ tới cực hạn, kinh thiên động địa. Bọn họ sớm nhìn ra đánh bạc có chút không đúng, lần lượt nhìn thanh niên áo trắng nói không hài lòng cũng hiểu rõ hàm ý trong đó. Còn không hài lòng, tên tiểu tử áo trắng này xem ta hù chết người như thế nào. Bạch Tiểu Thuần quay người đi vào bên trong. Lúc hắn vào phòng chừng một nén nhang, sau khi hắn bước ra, mọi người nhìn ngọc bội và hò hét rung động trời đất. 14 lần, luyện linh 14 lần, điều này sao có thể chứ? Trong lúc mọi người xôn xao, vô số người lập tức hò hét như điên cuồng. Rất nhiều người từ xa chạy tới cũng khiếp sợ. Không chờ hồn Bạch Hạo báo giá, Bạch Tiểu Thuần đã đắc ý nói trước, 819.200.000 hồn dược. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ, cảm thấy mình mở miệng nói câu này thực là khí phách. Bạch Tiểu Thuần hiện tại vô cùng đắc ý. Thanh niên áo trắng nghe không khác gì tiếng chuông tang, tâm thần hắn như bị thiên lôi giáng xuống, sắc mặt của hắn tái nhợt, giống như bị lực lượng thực lớn oanh kích. Thân thể hắn lảo đảo lùi ra sau vài bước, hắn hít thở mấy lần, hai mắt đỏ rực. Cho dù hắn cố tình chuẩn bị, nhưng tâm thần cũng vô cùng rung động, bởi vì số hồn dược này quá khổng lồ, nhất là nghĩ đến tổng các con số sau đã vượt quá 1.500 vạn hồn dược. Vào lúc này hắn đã hối hận vì mình xuất đấu, đã có ý lùi bước, nhưng hắn đâm lao thì phải theo lao, đáy lòng xoắn xuýt không ngừng. Bởi vì trận đánh bạc này có quá nhiều người chú ý, người ở các khu khác xung quanh đang chạy tới vượt qua vạn người, thậm chí còn rất nhiều tu sĩ ở các khu khác đang chạy tới. Vị khách nhân này thỏa mãn không? Hồn dược trong hồn tháp không đủ, ngươi tổng cộng phải trả cho ta 819.200.000 hồn dược. Ngươi thanh toán xong, nếu như ngươi không hài lòng, Bạch Mỗ có thể tiếp tục luyện cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần vút cầm, sau đó đắc ý lên tiếng. Bạch Hạo lại há hốc mồm, hắn ngơ ngác nhìn sư tôn của mình, đáy lòng do dự, suy nghĩ dường như sư tôn tính sai, chỉ tính toán giá luyện linh một lần cuối cùng, không có tính toán con số mấy lần trước cộng lại. Hắn cố tình nhắc nhở, nghĩ tới trước mắt còn có quá nhiều người, chính mình biểu lộ bộ dáng hồn bộc ngơ ngác, thực sự không thể nhắc nhở, vì vậy đáy lòng thở dài có cảm giác muốn che mặt. Vô số người hít thở ồ ồ, đều bị chấn động, nhưng có không ít người cảm thấy cổ quái, phát giác Bạch Tiểu Thuần đã tính sai, nên thanh niên kia lại là quyền quý, bọn họ không nghĩ đắc tội. Bạch Tiểu Thuần tính toán sai chướng, cả đám vụng trộm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tên thanh niên áo trắng cũng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, cũng sửng sốt, cũng thấy bộ dạng đắc ý của Bạch Tiểu Thuần thì khó hiểu, nhưng lại đoán không ra suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần. Hắn không tin đối phương tính toán sai. Sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên, vỗ túi chứa vật, sau đó ném ra một hồn tháp ra ngoài. Bên trong có 400 vạn hồn dược. Ta vẫn không hài lòng, người có thể tiếp tục. Thanh niên áo trắng thăm dò, lúc này hắn tập hợp lực lượng của các thiên kiêu, thậm chí còn tăng thêm hồn dược của bản thân mình vào. Đây đã là cực hạn, thậm chí còn tăng thêm hồn dược của bản thân mình vào.
thậm chí số hồn dược này đã có thể so với nội tình của một đại gia tộc. Luyện linh 14 lần, lên 15 lần sẽ có giá khác, không phải tăng gấp đôi, mà là tăng gấp 10. Lúc này Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ lên tiếng. Nói cách khác, nếu lần này ta thành công, ngươi phải thanh toán hồn dược cho ta gấp 10 lần, là 8.192 vạn. Bạch Tiểu Thuần cũng hãi hùng khép vía, hắn cũng nhắc nhở. Ngươi xác định không hài lòng? Bạch Tiểu Thuần hảo tâm nhắc nhở một câu. Hắn vừa nói ra con số, chẳng những thanh niên áo trắng rung động và chóng mặt, ngay cả các hồn tu bên ngoài cũng hít khí lạnh. Trên thực tế luyện linh 14 lần lên luyện linh 15 lần không tầm thường. Phải biết rằng 15 lần là có lực lượng của thiên nhân, thậm chí có thể giúp tu vi nguyên anh đại viên mãn dùng cảm ngộ thiên địa. Cho nên luyện linh chi bảo cấp bậc này có giá trị cực lớn, thậm chí còn vượt qua tất cả bảo vật luyện linh khác, đều nằm trong tay các đại gia tộc, các quyền quý, sẽ không dễ dàng truyền lưu ra bên ngoài. Mặc dù số lượng rất ít, dù sao tỷ lệ luyện linh thành công cũng cực thấp, như cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần lập tức công lao lớn như thế, thậm chí còn lãnh trách nhiệm đi luyện hồn hồ, vì liên quan tới chỗ thiếu hụt trong công pháp cự quỷ vương, cho nên mới cấp một cây thương luyện linh 16 lần. Không phải hắn keo kiệt, mà hắn bảo vật luyện linh 15 lần cũng không có bao nhiêu, càng không cần phải nói thích hợp cho thiên nhân sử dụng. Cho nên chuyện luyện linh 14 lần lên 15 lần, nếu dùng hồn dược đi tính toán, không ai có thể nói bao nhiêu thì thích hợp. Bạch Tiểu Thuần ra giá hơn 8.000 vạn hồn dược. Giá tiền này thực là khoa trương, nhưng cẩn thận tưởng tượng, mọi người đều hiểu. Điều này dù không đơn thuần chỉ là luyện linh chi bảo, nó còn là cơ hội tấn chức thiên nhân. Màn hoàng tấn chức thiên nhân cần nhận được lượng của pháp bảo luyện linh 15 lần, cảm ngộ thiên địa, từ đó giúp mình đạt được tới thiên nhân hợp nhất. Người nên cân nhắc một chút đi. Người xem, cho dù bây giờ người không thỏa mãn, dựa theo cái giá gấp 10 lần để tính toán thì người không cầm nổi đâu. Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm thấy thanh niên áo trắng quá đáng thương, hảo tâm nhắc nhở một câu. Hắn còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn thanh niên áo trắng. Hồn Bạch Hạo nghe được gấp 10 lần thì đáy lòng thở dài, nói thầm sư tôn của mình thực là phá sản mà, tính toán đã sai giảm hơn 6.000 vạn hồn dược đấy. Thanh niên áo trắng nghe xong liền hét lớn. Người câm miệng! Hắn như phát điên, đôi mắt đỏ như máu. Bạch Tiểu Thuần nói những lời này chẳng khác gì là đang giễu cợt bản thân hắn. Ta không hài lòng, người tiếp tục luyện cho ta, tiếp tục luyện, ta cũng không tin người có thể luyện tới lần thứ 15 thành công. Nghỉ nha các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 173 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Bây giờ thì nghỉ. Chào mọi người nhé, chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 174. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video, cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 174. Thanh niên áo trắng giống to như bệnh tâm thần. Hai người bên cạnh hắn hiện tại sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn cảm thấy trong lòng run sợ, lúc này tiến lên khuyên can thanh niên áo trắng. Cút ngay cho ta, Bạch Hạo, ta tiếp tục đánh bạc với người. Thanh niên áo trắng đã phát điên, hắn không thể không đánh bạc. Đánh bạc thì hắn biết mình có khả năng thắng, còn nếu như thua thì hắn đại bại. Cái giá quá lớn làm hắn không chịu nổi, chết cũng không thể nói thỏa mãn. Bạch Tiểu Thuần nhìn thanh niên áo trắng thật sâu, không nói thêm câu nào. Hắn cầm ngọc bội bước vào trong phòng, có vô số ánh mắt tập trung vào thân ảnh của hắn. Lúc này sắc mặt mọi người đại biến, bọn họ nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần đi vào trong phòng, muốn tiếp tục quan sát, lại phát hiện ở trong phòng Bạch Tiểu Thuần có hào quang cấm chế sáng người, chẳng những ngăn tất cả thần thức, thậm chí ngăn tất cả hào quang phát ra, cho dù có người vận dụng thủ đoạn đặc biệt cũng không thể nhìn thấy. Lực lượng mặt nạ ngăn cản tất cả. Nếu có người đủ thực lực bài trừ ngăn cách này, sẽ có thể nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hình ảnh luyện linh bình thường. Chỉ có điều người làm được phải có tu vi là bán thần. Đây là Bạch Tiểu Thuần tận lực làm ra. Dù cấm chế ngăn cách bị phá, cũng nhìn thấy những hình ảnh hắn muốn người khác nhìn thấy, từ đó bỏ qua nghi kỵ của các cường giả. Từ lúc bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần đã biết thiết lập bố trí như vậy,
dựa vào lực lượng mặt nạ yểm hộ với hắn tốt nhất. Trước mắt lúc này Bạch Tiểu Thuần luyện linh, số hồn tu chạy tới bên ngoài càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt. Chẳng những người ở khu 89, cho dù là ở trên không trung cũng có người quan sát. Các lời nghị luận và huyên náo xôn xao, ngay sau đó hình thành tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Bạch Hạo nhất định là luyện hồn sư huyền phẩm, hơn nữa còn là huyền phẩm đỉnh phong. Bất cứ luyện hồn sư huyền phẩm nào cũng có một ít thủ đoạn đặc thù, gia tăng xác suất thành công thật lớn. Chỉ có lần luyện đinh từ 14 lần lên 15 lần, cần thủ đoạn lợi hại mà thôi, hơn nữa còn phải đụng đại vận. Trên thực tế, lần đánh bạc này không phải dùng thủ đoạn luyện hồn sư, mà là so vận khí. Bất kể thế nào, sau lần này luyện, thiên hạ đệ nhất luyện linh phô sẽ biến thành danh xưng với thực, nhất là sẽ oanh động thành khôi hoàng. Vào lúc tất cả mọi người nghị luận, thân thể thanh niên áo trắng run rẩy, sắc mặt tái nhợt không chút máu, đầu óc trống rỗng. Chuyện này quá lớn, hắn đã sắp sụp đổ không chịu nổi. Tại sao lại như vậy? Dựa theo kế hoạch thì đúng, nhưng tại sao hắn thành công nhiều lần? Ta đã chuẩn bị nhiều hồn dược như thế, có lẽ đã đủ, hắn lại không bại lần nào. Lần này hắn nhất định sẽ thất bại, chỉ cần thất bại thì ta sẽ thành công. Thời gian chậm rãi trôi qua, người tụ tập bên ngoài cửa hàng càng ngày càng nhiều. Không có ai không kiên nhẫn, bởi vì luyện linh 14 lần, linh 15 lần, phải nhận thức trong mọi người đều rất hao phí thời gian. Mặc dù đang nghị luận, nhưng bọn họ vẫn dùng thần thức bao phủ gian phòng. Sắc mặt hồn Bạch Hạo biểu tình không thay đổi, đứng qua một bên. Nội tâm hắn không ngừng thở dài. Hắn cảm giác sư tôn mình quá hấp dẫn, thù hận, hơn nữa cũng am hiểu tuyệt địa phản kích. Lần này chính là như thế. Nhìn thấy bộ dạng thanh niên áo trắng tóc tai bù xù, hồn Bạch Hạo cảm thấy đồng tình. Người tìm ai gây phiền toái không tốt, hết lần này tới lần khác lại cứ thích đắc tội với sư tôn của ta. Qua một giờ, nhưng Bạch Tiểu Thuần không ra đi. Thực tế khi đi vào trong phòng, hắn đã khoanh chân thổ nạp, không có đi luyện. Sau khi trôi qua 3 canh giờ, Bạch Tiểu Thuần phun ra một ngụm trọc khí mới mở mắt ra. Suy nghĩ thời gian đã tới, liền lắc đầu than thở. Ta thực không muốn bẫy người, cũng không có biện pháp. Ta đã khuyên ngươi đừng có tiếp tục, ngươi không nghe mà còn kiên trì. Một khi ta đã ra tay, chính ta còn sợ ta nữa. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình quá lương thiện thuần khiết. Hắn bắt đầu luyện đinh. Lúc này ngọc bội trong tay đã xuất hiện kim văn thứ 15, lực lượng thiên nhân bao phủ thiên địa. Con dao long bên trong cũng rõ ràng hơn trước, thậm chí nó còn cho người ta ảo giác là thiên nhân hồn. Là bảo bối tốt. Bạch Tiểu Thuần động tâm. Sau khi luyện linh ngọc bội, hắn đã cân nhắc thấu triệt, biết rõ một khi phát động sẽ huyễn hóa hư ảnh giao long, có thực lực không tầm thường. Vuốt vuốt một phen, Bạch Tiểu Thuần đứng lên. Hắn giả vờ bộ dạng suy yếu tinh lực xói mòn, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, thậm chí trên người cũng đầy mồ hôi, đi ra bên ngoài. Vào lúc hắn đi ra, thần thức và vô số ánh mắt ngưng tụ nhìn vào, nhất là nhìn ngọc bội trên bàn tay hắn. Người bên ngoài yên tĩnh. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, đã bộc tiếng kinh hô và xôn xao kinh thiên động địa. Trời ạ, 15 lần ta nhận được khí tức thiên nhân của nó. Thành công, hắn thực là thành công. Đây chính là pháp bảo luyện linh 15 lần đấy. Vô số người thèm muốn và tham lam. Pháp bảo luyện linh 15 lần, bất cứ món nào đưa lên đấu giá hội cũng sẽ có giá trên trời. Bạch đại sư lại tự tay luyện ra. Xung quanh có tiếng nghị luận như sấm nổ vang khắp một nửa thành khôi hoàng. Huống chi thanh niên áo trắng không còn gì để nói. Không có khả năng, không có khả năng, đây không phải thực. Ánh mắt thanh niên áo trắng tàn rã. Hắn run rẩy lùi ra phía sau, giống như tuyệt vọng. Hắn thất hồn lạc vách thì thào lẩm bẩm, sau đó gào to. Ngươi xem, vừa rồi ta hảo ý khuyên ngươi dừng lại có đúng không? Ngươi còn muốn tiếp tục? Bỏ đi. Hey, ta cũng là người mềm lòng, giảm số lẻ cho ngươi. Ta chỉ lấy 800.000 hồn dược mà thôi. À không đúng, còn giá gấp 10 lần nếu làm ngươi thỏa mãn nữa. Là 8 ức hồn dược. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái. Hắn cũng choáng váng khi nói ra con số này. Ánh mắt trông mong nhìn tên áo trắng kia. Ngươi ngàn vạn đừng có tiếp tục, bằng không
Cảnh này làm nội tâm Bạch Hạo sinh ra cảm giác cổ quái. Hiện tại hắn không hiểu sư tôn mình đang tính sai hay là cố ý gài bẫy. Hắn chỉ cảm thấy sư tôn cao thâm mặt chắc, suy đoán bình thường rất không thấu. Bạch Hạo, ngươi bịp ta, ngươi nhất định không tính toán sai, ngươi cố ý bịp ta. Thanh niên áo trắng phun ra một ngụm máu tươi, nội tâm rất hối hận. Lúc trước hắn vốn định lùi bước, bởi vì Bạch Tiểu Thuần tính sai, cho nên hắn tiếp tục yêu cầu luyện đinh. Lúc này hắn mới biết đối phương đã đùa nghịch mình, nội tâm tức giận ngập trời, thân thể run rẩy lùi ra phía sau. Hắn chạy ra khỏi cửa hàng, hắn không dám đánh cược, cái giá này quá lớn, đừng nói là hắn, cho dù là gia tộc của hắn cũng gánh không nổi. Vừa nghĩ ra cái giá 8 ức hồn dược, tâm thần như thoát ly thân thể, trong đầu chỉ là một suy nghĩ muốn rời khỏi nơi này. Ta gài ngươi, có ý tứ gì chứ? Ngươi đừng có chạy, thanh toán hồn dược, ngươi định quỵt nợ sao? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cân nhắc đối phương có ý gì, chính mình tính toán sai sao? Hắn vẫn chưa ý thức được bản thân mình đã tính sai. Đang buồn bực, mắt nhìn đối phương muốn chạy, hắn sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trầm xuống. Hắn tức giận, hắn cảm giác mình trước kia hảo tâm khuyên bảo, gia hỏa này không lĩnh tình cũng bỏ đi, hiện tại lại còn vu oan mình tính sai, thực là khi dễ người mà. Ta hận kẻ chơi xấu nhất. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, lúc này bước tới một bước. Hai người theo sau thanh niên áo trắng đã sớm lo lắng hãi hùng nên bày trận đón địch, lúc này tiến lên ngăn cản. Vào lúc va chạm, hai người này phun máu tươi bay ra xa. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, hắn không dừng lại chút nào, trực tiếp xuất hiện trước mặt thanh niên áo trắng, sau đó nâng tay phải tát một cái. Oanh một tiếng, thanh niên áo trắng phun máu tươi như suối, thân thể bay ra xa, mặt của hắn cũng đẫm máu, bộ dạng như kẻ tâm thần. Người dám động thủ trong thành Khôi Hoàng? Ta động thủ đấy thì sao? Người thiếu nợ hồn dược của ta không trả, đi tới nơi nào ta cũng chiếm đạo lý. Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn còn đá một cước. Một cước này đá thanh niên áo trắng bay ra xa. Oanh một tiếng, gia hỏa này khảm vào vách tường. Thanh niên áo trắng phun máu tươi như không cần tiền, xương cốt đứt gãy nhiều nơi, giận dữ công tâm, hơn nữa tu vi hỗn loạn nên đã hôn mê. Hừ, còn dám quỵt nợ ta? Nãi nãi của ngươi, sổ sách của Bạch Gia Gia có quỵt là quỵt được sao? Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn cảm thấy tiểu tử áo trắng không phải thứ tốt. Chính mình đánh cuộc thua lại chạy trốn, làm thế là xem thường mình. Cả đời này Bạch Tiểu Thuần chán ghét nhất là kẻ xem thường mình. Bạch Hạo, ngươi thật lớn mật. Trần Hùng là kỳ lân tử Trần Gia, lão tổ Trần Gia chính là thiên công đấy. Hai lão già hộ đạo cho thanh niên áo trắng, lúc nhìn thấy thanh niên áo trắng bị khảm trên vách tường liền nổi giận gầm lên. Thiên công? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, biết rõ trong man hoang có thể xưng là thiên công thì chỉ có thiên nhân đỉnh phong mới được, như vô thường công, cho dù là thiên nhân cũng chỉ có vị địa vị địa công. Trước mắt tới bước này, Bạch Tiểu Thuần nghĩ chính mình chiếm cứ đạo lý, cho dù đối phương tới gây phiền toái cho mình, đối phương cũng là kẻ đưa ra đề nghị đánh cược, sau đó cũng là đối phương thua cuộc chạy trốn, chính mình đâu có sai ở chỗ nào, tự nhiên không thể kinh sợ. Vì vậy nội tâm tuy không ổn, nhưng đối mặt với người bốn phía, hắn phải mạnh miệng. Hừ, thiên công thì đã là cái chim gì chứ, lão tử tại thành cự quỷ đã trói cả bán thần đấy. Lúc này Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, một đạo cuồng phong quét qua tên thanh niên áo trắng và hai lão già hộ đạo. Sau đó hai lão già hộ đạo bị đánh bay vào trong vách tường ngất đi. Tất cả những việc này đều bị người bên ngoài cửa hàng nhìn thấy, cả đám hít khí lạnh, cũng bị Bạch Tiểu Thuần bưu hãn dọa sợ. Việc này nếu truyền bá khắp thành Khôi Hoàng sẽ tốc độ rất nhanh. Linh hồn nhỏ bé, đóng cửa lại. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng và lên tiếng. Bạch Hạo hãi hùng khiếp vía bay ra, vội vàng đuổi khách nhân ra ngoài và đóng cửa lại. Hồn tu bên ngoài cửa hàng đứng xem náo nhiệt, cả đám cảm thấy hôm nay xảy ra chuyện kinh thâm động phách. Bọn họ cũng không lập tức giải tán, hiển nhiên biết rõ thiên công của Trần gia sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn chờ ở nơi này xem chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ cửa hàng luyện đinh này về sau có danh tiếng bao phủ khắp thành Khôi Hoàng. Luyện linh 15 lần, chỉ điểm này thôi cũng đã đủ vang danh khắp nơi rồi. Không nghĩ tới tại khu vực 89 lại có cao nhân như vậy. Người này tên là Bạch Hạo, tại sao ta cảm thấy cái tên này quen quen?
mọi người nghị luận với nhau, cũng nghe được tên thanh niên áo trắng hô hai chữ Bạch Hạo. Và lúc này suy nghĩ một lúc, ngay sau đó có rất nhiều hồn tu kinh hồn. Bạch Hạo, ta nhớ ra rồi, hắn là Bạch Hạo thành cự quỷ, chính là kẻ giết phụ thân của mình, trợ giúp cự quỷ vương chống lại phản loạn, sau đó trói tất cả thiên kiêu trong luyện hồn hồ, là Bạch Hạo đây. Trời ạ, ta cũng nhớ ra rồi, là hắn. Nghe đồn người này tâm ngoan thủ lạn, lục thân không nhận, thượng đội hạ đạp, làm cho người ta khinh thường. Việc này đã tính là cái gì? Ta còn nghe người ta nói, người này có sở thích đoạt thê tử của người khác, vô sỉ tới cực điểm. Hắn đã tới thành khôi hoàng của chúng ta, không ngờ còn biến hóa nhanh chóng, trở thành luyện linh đại sư. Tin tức truyền bá ra ngoài, càng ngày càng nhiều người nhớ tới thân phận Bạch Tiểu Thuần, tiếng nghị luận càng ngày càng lớn. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần đứng chắp tay sau lưng ở trong cửa hàng. Hắn nhìn thanh niên áo trắng và hai lão già hộ đạo, lại nhìn qua khe cửa sổ, nhớ tới hành vi quỵt nợ và càn rỡ của đối phương, hắn càng ngày càng tức giận. Hừ, khinh người quá đáng. Ta đã trốn tới nơi này rồi, không có đi trêu chọc người khác, cũng đã nén giận, không ngờ cái tên gia hỏa này còn dám khỉ dễ ta nữa. Bạch Tiểu Thuần dùng lực lượng mặt nạ che giấu nói với Bạch Hạo. Hạo nhi, việc này không có bao nhiêu quan hệ với vi sư, người cũng nhìn thấy đấy, bọn chúng là quá phận mà. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói ra. Bạch Hạo cười khổ lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Hiện tại đã xông tai họa, hơn nữa không quan hệ tới Bạch Tiểu Thuần, bởi vì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sư tôn, trước mắt phải nghĩ biện pháp, gia tộc của kẻ này sẽ tới đây tìm chúng ta đấy. Bạch Hạo trầm ngâm mở miệng. Bạch Tiểu Thuần cũng chột dạ, lúc trước hắn nhìn như hung hăng càn quấy, nhưng nội tâm rất lo sợ. Dù gia tộc đối phương có thiên nhân, nơi này không phải thành cự quỷ, vì vậy hắn đến Ngọc Giản truyền âm nói với cự quỷ vương tình hình nơi này. Không bao lâu sau, giọng nói bá đạo của cự quỷ vương vang lên trong Ngọc Giản. Sợ cái gì? Không phải là thiên công sao? Bạch Hạo, ngươi là đại tổng quản thành cự quỷ, lại là con rể của lão phù, người này đã dám trêu chọc ngươi, đánh thì đánh. Trần Hảo Tùng dám lấy lớn hiếp nhỏ, lão phù cũng có thể. Bạch Tiểu Thuần đã lâu không cảm động, giờ phút này nghe cự quỷ vương truyền âm, hắn cảm giác không khác gì là âm thanh của thiên nhiên, tâm tình kích động, cảm thấy ở trong lòng vương gia vẫn có mình, vì vậy thở sâu, áp lực biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn ba người thanh niên áo trắng, càng nhìn càng không vừa mắt. Hừ, ta tính sổ sách, đầu tiên phải thu chút tiền lãi, dù sao ta có cự quỷ vương làm chỗ dựa rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, liền liếm liếm bờ môi, suy nghĩ tại sao mình không quá phận hơn một chút. Hắn nghĩ tới tám ức hồn dược liền tức giận, vì vậy lấy vĩnh dạ tán ra đâm vào người thanh niên áo trắng. Ta hút một chút. Bạch Tiểu Thuần thì thào một câu. Hắn vừa đâm vào người thanh niên áo trắng, hắn liền mở mắt ra, trên mặt nổi gân xanh, hắn không thể khống chế phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra bên ngoài, làm tất cả mọi người sững sờ. Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình, vội vàng thu hồi cây rồi. Cứ như vậy, mỗi lần hắn gần như hấp thu một ít sinh cơ của tên thanh niên dung nhập vào trong cơ thể mình. Bất tử trường sinh công thối cốt cảnh đã tăng cao thêm một chút. Bạch Hạo, ngươi làm gì? Ngươi chết không yên lành đâu. Thân thể thanh niên áo trắng gầy gò đi một chút. Hắn gào thét với Bạch Tiểu Thuần, càng dễ dụa, càng muốn rời khỏi nơi này. Cầm miệng, ta chỉ hút một chút thôi, có bao nhiêu việc chưa? Ngươi còn thiếu nợ ta tám ức hồn dược đấy, ngươi còn dám mắng lại ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, suy nghĩ nếu đã hút rồi, hơn nữa tên thanh niên là la to như vậy, có lẽ không có việc gì, như vậy cứ hút nữa thì tốt. Nghĩ tới đây, hắn lại cầm vĩnh dạ tán đâm tiếp lần nữa. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tiếng chửi bới không dứt. Bạch Tiểu Thuần đã đâm cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Bạch Hạo há hốc mồm, hắn lập tức tiến tới khuyên can. Sư tôn, đâm nữa hắn ta chết đấy. Hey, yên tâm, vi sư có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần càng đâm càng cảm thấy kích thích. Trong lúc bất chi bất giác, thân thể thanh niên áo trắng chỉ còn da bọc xương, tiếng kêu la vô cùng suy yếu, đến cuối cùng cũng đã hấp hối. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần chỉ còn sợ hãi chưa từng có, thậm chí đáy lòng quá hối hận gần chết. Rốt cuộc hắn hiểu vì sao đám đồng bạn kia mắng là lợi hại như vậy, nhưng không kẻ nào dám dây sự với Bạch Tiểu Thuần.
đâm tên thanh niên áo trắng xong, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn sang hãi lão già hộ đạo, cân nhắc một chút, sau đó quay đầu nhìn sang Bạch Hạo. Đồ nhi, ngươi nói đi, ta có nên đâm hai tên gia hỏa này mỗi người một cái hay không? Bạch Hạo cười khổ, hắn nhìn thấy thanh niên áo trắng bị sư tôn hút quần da bọc xương, bộ dạng vô cùng thê thảm, hắn nhìn còn cảm thấy đáng thương. Nếu sư tôn đã hỏi thì hắn cũng trả lời. Nếu đã đâm rồi, chúng ta cũng đắc tội với Trần Thiên Công, như vậy có đâm hai lão già này thì cũng không có gì khác nhau đâu. Người cũng rất có kinh nghiệm nha. Vì sư cũng nghĩ vậy đấy. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, sau đó cầm vĩnh dạ tán đâm tới. Lúc này hai lão già ốm đi trông thấy, tuy Bạch Tiểu Thuần có chừng mực, nhưng chỉ hút một phần sinh cơ của hai người này, bởi bọn hắn không phải là chủ mưu. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần hấp thu sinh cơ rất sung sướng, cánh cửa hàng bị đá văng ra, một đạo khí thế thiên nhân bộc phát dữ dội. Bạch Hạo! Khí thế ập vào mặt, Hồng Trần Nữ nghiến răng nghiến lợi, mang theo tức giận quát lớn, nàng từ trên trời bay xuống. Tiếng quát quá đột ngột, Bạch Tiểu Thuần đã giật mình, hắn thu hồi vĩnh dạ tán ở trong tay. Lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy thân ảnh tuyệt mỹ của Hồng Trần Nữ từ ngoài cửa đi vào bên trong. Tuy nàng rất đẹp, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không có tâm tình thưởng thức. Nếu nói hắn sợ nhất gặp ai ở trong man hoang này, như vậy người đó chính là Hồng Trần Nữ. Bởi vì thù hận của hai người quá lớn, Bạch Tiểu Thuần lòng dạ biết rõ, nếu để đối phương biết mình là Bạch Tiểu Thuần, sợ rằng Hồng Trần Nữ sẽ đuổi giết lên trời xuống đất không tha. Tử Mạch, ngươi tới rồi. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, mặt ngoài lại giả thành bộ dạng chấn định, hắn lập tức lớn mật kêu gọi Hồng Trần Nữ. Bạch Hạo, ngươi làm chuyện tốt. Hồng Trần Nữ tức giận, nghe hai chữ Tử Mạch đã làm nàng buồn nôn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng mới không muốn tới nơi này. Thực sự bởi vì Cự Quỷ Vương truyền âm cho nàng, sau đó là Thiên Công Trần Gia cũng truyền âm tới. Dù sao hôm nay rất nhiều người cũng biết Bạch Tiểu Thuần chính là đại tổng quản thành Cự Quỷ, cũng là người được Cự Quỷ Vương khâm định hôn sự. Kể từ đó Bạch Tiểu Thuần gây phiền toái, Thiên Công Trần Gia cũng trực tiếp đòi người từ Hồng Trần. Dù sao vị Thiên Công Trần Gia cũng biết nguyên nhân và kết quả của sự việc, 8 ức hồn dược cho dù là hắn cũng không cầm ra được. Nội tâm của Hồng Trần Nữ vô cùng tức giận, nhưng không có biện pháp, dù không muốn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nhưng cũng phải đi đòi người. Hiện tại nhìn thấy ba người thanh niên áo trắng có một bộ dạng da bọc xương ở trong cửa hàng, Hồng Trần Nữ càng tức giận. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần còn mang theo chán ghét tới cực điểm. Đã biết rõ gây chuyện, thật không biết phụ thân ta vừa ý ngươi ở điểm nào nữa. Về sau nhớ kỹ cho ta, ngươi lại gây chuyện thì sẽ như pho tượng này đấy. Hồng Trần Nữ không kiên nhẫn quát lớn. Nói xong nàng lấy một pho tượng ra khỏi túi chứa vật và bóp nát. Tiếng răng rắc vang lên, pho tượng trên 5 xe 7. Vốn Bạch Tiểu Thuần nghe thấy Hồng Trần Nữ tức giận răn dạy còn có chút mâu thuẫn, sau khi nhìn thấy pho tượng kia, tính tình hắn lại bộc phát. Cũng không phải bởi vì pho tượng, mà bởi vì tướng mạo của pho tượng chính là Bạch Tiểu Thuần. Trời ạ, Hồng Trần lão nữ hận ta nhiều năm như thế, không ngờ tùy thân còn mang theo pho tượng của ta nữa. Bạch Tiểu Thuần run rẩy hít sâu một hơi. Hắn không sợ hãi Hồng Trần nữ này uy hiếp, nhưng sợ cái thái độ của đối phương. Nhắc tới cũng kỳ, hắn sợ hãi nhưng càng không thể áp chế kích thích trong nội tâm mình. Cảm giác giống như đứng trước mặt Hồng Trần nữ, phụ thân nàng còn cố ý tác hợp hai người. Hết lần này tới lần khác, Hồng Trần nữ thực không biết mình chính là Bạch Tiểu Thuần. Thật sự quá là kích thích đi. Nếu một ngày thực sự có cơ hội động phòng, Ta tháo mặt nạ ra, không biết Hồng Trần nữ có bị hù chết hay không. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần hơi loạn, hắn cảm giác mình đã hiểu sai, nhưng không thể khống chế suy nghĩ này, càng nghĩ càng cảm thấy kích thích. Nhìn thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, Hồng Trần nữ chán ghét không thể áp chế nổi. Nếu không phải vì Cự Quỷ Vương, hiện tại nàng có xúc động tiêu diệt Bạch Hạo ngay lập tức. Bạch Hạo hạ lưu vô sỉ, ánh mắt của hắn chắc chắn là không phải ý tốt. Nội tâm Hồng Trần nữ phiền muộn, sau đó nàng cố ép xuống, nàng vung tay một cái, lập tức thu thanh niên áo trắng và hai lão già kia. Bạch Hạo, ta cảnh cáo ngươi, ta có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi, nhưng cũng có điểm mấu chốt. Nếu ngươi gây phiền toái cho ta lần nữa, đừng có trách ta thực đến diệt ngươi. Hồng Trần nữ nói câu cuối cùng, trên gương mặt tuyệt mỹ còn mang theo sát khí,
Việc này không thể oán ta, là hắn đến tìm việc, lại chủ động đánh cược, cuối cùng còn thua ta 8 ức hồn dược nữa. Bạch Tiểu Thuần bị những suy nghĩ loạn thất bát tao kia làm cho rối loạn, hắn ủy khuất nói ra. Câm miệng! Hồng Trần Nữ trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, quay người muốn đi. Nhìn bộ dạng của nàng là không muốn giúp Bạch Tiểu Thuần thu số hồn dược đánh cược. Sau khi Hồng Trần Nữ bước vào cửa hàng tới bây giờ, đám người bên ngoài cửa hàng đều nhìn rõ ràng, nhất là biết rõ Bạch Tiểu Thuần có thân phận đại tổng quản thành cự quỷ. Rất nhiều người cũng đã tìm hiểu một chút, nghe nói Bạch Tiểu Thuần có hôn sự với đại thống lĩnh Hồng Trần Nữ của quân đoàn cự quỷ, hơn nữa còn là hôn nhân do cự quỷ vương khâm định. Kể từ đó mọi người sinh ra hứng thú càng lớn. Nhưng từ đầu tới cuối, bọn họ nhìn thấy Hồng Trần Nữ bá đạo, về phần Bạch Tiểu Thuần biểu hiện làm bọn họ bĩu môi. Cũng không thể trách Bạch Hạo, dù sao đạo lữ của hắn chính là thiên nhân. Hồng Trần tiên tử là vô cùng bá đạo, ta thực sự đồng tình với Bạch Hạo. Những tiếng nghị luận khắp bốn phía lọt vào tai Bạch Tiểu Thuần, hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn thực không đau lòng số hồn dược kia, hắn không quan tâm những vật ngoài thân đó. Huống hồ trong túi trữ vật của hắn còn có ngọc bội luyện linh 15 lần của thanh niên áo trắng. Có thể nói hắn không có thiệt thòi. Lúc này nhìn thấy Hồng Trần Nữ lúc đến bá đạo ngông cuồng rời đi, Bạch Tiểu Thuần nhớ tới câu nói của cự quỷ vương với mình: không thể giải quyết nữ nhân. Những lời này quanh quẩn ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình có chút mất mặt. Nếu như nơi này không có người khác thì cũng bỏ đi. Chẳng những Bạch Hạo đang ở bên cạnh hắn, bên ngoài cửa hàng còn có một đống người lớn đang bàn tán. Cũng tận mắt nhìn thấy tất cả, bọn họ thấp giọng nghị luận làm Bạch Tiểu Thuần không có chút thể diện nào nữa. Nghĩ đến mình là tình thánh sáng tạo doanh tự quyết, trước mặt lại tuyệt đối không thể mất mặt. Đứng lại! Bạch Tiểu Thuần tức giận không nhỏ. Hắn nhìn bóng lưng Hồng Trần Nữ rời đi còn mang theo sát khí thì quát lớn: người dám nói chuyện với ta như vậy? Hồng Trần Nữ dừng bước và quay đầu nhìn lại, trong mắt còn mang theo hàn quang, có uy áp thiên nhân bộc phát. Nàng đã sớm nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt, lúc này mượn cơ hội Bạch Tiểu Thuần nói năng lỗ mãng, mặc dù nàng không giết người nhưng cũng có thể làm cho hắn đau khổ. Vào lúc ánh mắt Hồng Trần Nữ xuất hiện hàn mang, Bạch Tiểu Thuần run rẩy và kêu khổ, biết rõ chính mình xúc động, nhưng hiện tại hắn giống to hấp dẫn mọi người chú ý. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nhiều ý niệm và kiên định hơn. Hắn chắp tay sau lưng, xoay người, dùng tư thái hắn cho là uy vũ nhất, từ một bên mặt nhìn Hồng Trần Nữ. Đồng thời bên mặt còn lại, mang theo thần thái cao ngạo, trên người hắn có khí thế đặc biệt sinh ra. Nhìn hắn lúc này hoàn toàn khác với bộ dạng thường ngày, ẩn ẩn có khí chất của thiết huyết sinh ra. Vương gia đã gả ái nữ cho ta, Bạch Mỗ hà đức hà năng gì? Biết rõ thân phận và địa vị của mình, cho nên lúc người không thừa nhận việc này, ta không có bất kỳ oán hận nào. Lần này ta tới thành Khôi Hoàng cũng không phải bàn việc hôn nhân với người, còn có một việc quan trọng là vương gia bảo Bạch Mỗ phụ tá người. Ta biết rõ người không thích ta, ta cũng không xuất hiện trước mặt người, nhưng vương gia có ân với ta, hắn yêu cầu ta phải cố gắng hoàn thành. Số hồn dược kia là ta đánh cược thắng được, ta có suy nghĩ mang số hồn dược này tặng cho người. 800 triệu hồn dược đối với kẻ nào mà nói cũng là tài phú cực lớn. Cho dù ngươi không muốn khoản tài phú này, cũng có thể làm thiên công Trần gia thiếu ngươi một đại ân tình. Cho dù như thế nào, ta đã tuân theo vương gia phân phó, đó là phụ tá ngươi. Cho nên có muốn hay không là do chính ngươi tuyển chọn. Nói hay không nói, nói thế nào là tự do của ta, không cần ngươi dạy ta làm cái gì. Ta không hy vọng lại nghe hai chữ câm miệng từ ngươi. Không tiễn. Bạch Tiểu Thuần vì muốn mình diễn rất thật, đã không tiếc vận chuyển bất diệt đế quyền, xúc thế không phát, trên người hắn sinh ra ý chí bá đạo đỉnh thiên lập địa. Đám người ngoài cửa hàng cũng phải kinh hãi khi cảm nhận được ý chí này. Hồng Trần Nữ sững sờ một lúc, nàng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại nói ra những lời này. Mặc kệ là thật hay giả, 8 bức hồn giờ kia có tác dụng rất lớn với nàng. Nếu muốn thì đó là một bút cự phú, nếu không muốn có thể đổi nhân tình cực lớn. Mà nhân tình của thiên công cho dù là nàng cũng rất quan trọng. Ánh mắt Hồng Trần Nữ sinh ra phức tạp, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng không nói gì. Nàng quay người rời đi. Lúc nàng rời khỏi cửa hàng thì Bạch Tiểu Thuần lên tiếng:
linh hồn nhỏ bé đóng cửa lại. Thân thể Bạch Hạo run lên. Chuyện hôm nay đã kết thúc, hắn vô cùng kinh hãi. Nhất là lúc Hồng Trần Nữ xuất hiện, sư tôn đột nhiên sinh ra bá ý, làm cho hắn thực sự không hiểu rõ về sư tôn của mình. Vừa nghe, hắn liền bay ra phóng đóng cửa lại. Bạch Tiểu Thuần đã chắp tay sau lưng đi vào trong phòng. Trong nháy mắt đi vào trong phòng, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy mình diễn quá là đạt. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy thỏa mãn. Hồng Trần lão nữa, ta đường đường là tỉnh thánh Bạch Tiểu Thuần còn không hàng phục được ngươi. Sự kiện biến hóa liên tục. Từ khi Hồng Trần Nữ rời đi đã kết thúc, người bên ngoài mang theo suy nghĩ khác nhau rời đi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng in sâu thân ảnh Bạch Tiểu Thuần vào đầu bọn họ. Cho dù xác suất luyện linh thành công vô cùng kinh người, hay số tiền cược 8 ức hồn dược kinh thiên, sau đó Hồng Trần Nữ tiến tới, Bạch Tiểu Thuần bộc phát thân ảnh đầy khí phách, tất cả việc này cũng làm mọi người rung động mạnh. Bọn họ biết rõ, sau ngày hôm nay, cái tên Bạch Hạo sẽ truyền khắp thành Khôi Hoàng, cũng làm rất nhiều người chú ý. Ngay sau đó, tin tức về Trần Hùng Kỳ, lân tử của gia tộc Trần Thiên Công thê thảm cỡ nào, từ chuyện bắt đầu đánh cược cho tới lúc kết thúc đánh cược đã truyền khắp thành Cự Quỷ, cũng bị vô số người biết tới. Đám người Tiểu Lăng Thần nghe xong không hẹn cùng hít khí lạnh. Bạch Hạo quá là ác mà, 8 ức hồn dược quá khoa trương. Ta nghe nói không chỉ hồn dược, sinh cơ của Trần Hùng cũng bị hút đi, biến thành da bọc xương rồi. Sắc mặt của đám người Tiểu Lăng Thần, Lý Thiên Thắng, Diệu Lâm Nhi biến hóa. Mặc dù lúc trước bọn họ không cho rằng Trần Hùng có thể đuổi Bạch Hạo rời đi, thế nhưng trong lòng vẫn chờ mong. Dù sao nơi này là thành Khôi Hoàng, không phải luyện hồn hồ. Chuyện xảy ra sau đó làm cho bọn họ có cảm giác không rét mà run. Nghĩ tới bộ dạng thê thảm của Trần Hùng, bọn họ không tự chủ nghĩ tới việc luyện hồn hồ. Bạch Tiểu Thuần hung tàn làm cho người ta sợ hãi. Gương mặt dữ tợn mang theo ánh mắt hung tàn, lúc hấp thu sinh cơ của bọn họ chính là ác mộng lớn nhất trên đời. Cho dù đám người Tiểu Lăng Thần lập tức phân rõ giới hạn với Trần Hùng, đồng thời cho dù nội tâm đáng chát, càng biệt khuất, nhưng cũng bỏ đi suy nghĩ gây phiền toái cho Bạch Tiểu Thuần. Đáng chết, thù hắn trong luyện hồn hồ thì cũng bỏ đi, nơi này là thành Khôi Hoàng, là thế lực của chúng ta đấy. Đều do Trần Hùng không có bản lĩnh, lần này hết lần này tới lần khác, qua việc này cũng chứng thực Bạch Hạo hung tàn. Đối phó với hắn phải bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không làm việc lỗ mãng. Những thiên kiều quyền quý bị Bạch Tiểu Thuần hút sinh cơ trong luyện hồn hồ đều nghiến răng nghiến lợi. Vào lúc uể oải ảo não, chuyện này đã truyền khắp thành Khôi Hoàng, trở thành tiêu điểm bàn luận của vô số người. Thời gian dần trôi qua, chuyện Bạch Tiểu Thuần làm ở Bạch Gia, ở thành Cự Quỷ đều bị đào móc ra, chậm rãi truyền bá rộng rãi. Đến cuối cùng không có ai là không biết. Hồng Trần Ứ bên kia cũng nhân cơ hội này vơ vét một số, mặc dù không chiếm được 8 ức hồn dược, nhưng vẫn làm Thiêm Công Trần gia trả giá nhân tình. Bạch Tiểu Thuần không phải hồn tu bình thường, hắn có địa vị và bối cảnh, các quyền quý không thể vận dụng quá nhiều thủ đoạn, chỉ có thể tính toán trong quy tắc. Kể từ đó cũng đúng như đám người Tiểu Lăng Thần phán đoán, cần bàn bạc kỹ hơn. Sau khi trải qua đại sự hôm nay, thiên hạ đệ nhất luyện linh phô của Bạch Tiểu Thuần có danh khí bao phủ khắp thành Khôi Hoàng. Trong cuộc sống sau này, mỗi ngày đều có đại lượng hồn tu từ các khu vực trong thành Khôi Hoàng chạy tới luyện linh, có là hồn dược. Càng nhiều người hơn nữa muốn tận mắt nhìn thấy Bạch Hạo kinh thiên động địa ở trong lời đồn có phải ba đầu sáu tay hay không. Vì vậy trong những ngày đó, khu 819 rất náo nhiệt, sinh ý các cửa hàng xung quanh cửa hàng Bạch Tiểu Thuần tăng hơn trước rất nhiều. Về phần cửa hàng Bạch Tiểu Thuần cũng như vậy, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, hồn Bạch Hạo khẩn trương và cảnh giác. Sư tôn, chúng ta quá rêu rao, như vậy không phù hợp với kế hoạch của chúng ta. Hồn Bạch Hạo đang phát sầu, hắn thở dài nói với Bạch Tiểu Thuần. Hey, vì sư cũng không muốn đâu, nhưng ngươi phải học làm quen đi. Bởi vì sư tôn của ngươi đi nơi nào cũng có thể quật khởi, là đại nhân vật kinh thiên động địa, quá ưu tú cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn bày ra bộ dạng cảm khái và sầu khổ. Sắc mặt Bạch Hạo không thay đổi, hắn nhìn một cái là biết sư tôn sẽ nói cái gì. Qua nửa ngày sau đó, hắn cũng chỉ lắc đầu mà thôi, biết rõ chuyện này không thể thương lượng với sư tôn,
hắn yên lặng suy nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ tiến tới. Một lát sau, Bạch Hạo suy nghĩ và đi bố trí. Lúc này có người cố ý dẫn đạo bối cảnh Bạch Tiểu Thuần, trong đó trọng điểm nhắc tới cự quỷ vương, thưởng thức Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn có nói tu vi và chiến lược của hắn. Kể từ đó, mọi người càng hiểu Bạch Tiểu Thuần một cách toàn diện. Ánh mắt mọi người vô cùng ngưng trọng. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, cũng thường xuyên ra khỏi cửa hàng, hắn chắp tay sau lưng, hưởng thụ ánh mắt của mọi người, diễu võ dừng oai vài ngày, sau đó cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên quay về phòng, tiếp tục cân nhắc luyện chế hỏa diễm 17 màu. Về phần kẻ thức gây sự, sau sự kiện Trần Hùng cũng biến mất, hôm nay không có bất cứ kẻ nào dám gây sự với cửa hàng Bạch Tiểu Thuần. Cũng biết Bạch Hạo cũng không dễ chọc vào. Một khi bộc phát, ngay cả gia tộc Thiên Công cũng dám ra tay, càng không cần nói tới những người khác. Bên ngoài đồn đãi càng ngày càng nhiều, cuộc sống Bạch Tiểu Thuần dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn đắm chìm trong phương pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu, khi thì nếm thử luyện chế một chút, sau khi thấy không ổn thì dừng tay. Dù sao nơi này là khu vực náo nhiệt, Bạch Tiểu Thuần rất lo lắng mình không cẩn thận sẽ xuất hiện thiên hỏa hay được khói đen gì đó, sợ rằng sinh hoạt bình tĩnh cũng bị nghịch chuyển. Lúc này hắn cảnh giác, sau khi luyện hỏa thất bại cũng không xảy ra biến cố gì. Thậm chí trong lúc nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm 17 màu, hắn phát hiện khống chế hỏa diễm 16 màu dễ hơn không ít. Nhất là Bạch Hạo quan sát quá trình Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa, đưa ra nhiều suy nghĩ. Càng trợ giúp Thôi Diễn trợ giúp Bạch Tiểu Thuần cải cách luyện chế hỏa diễm 16 màu, mỗi lần đều giải thích nghi hoặc của Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù vẫn tìm kiếm biện pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu, nhưng xác suất luyện chế hỏa diễm 16 màu tăng lên không ít, đã có thể trong 3 lần thành công một lần, tỷ lệ này là rất kinh người. Nếu nói tỷ lệ thành công này ra ngoài, nhất định sẽ làm người ta không tin. Cho dù điều chế cách gì, khó có xác suất thành công như vậy. Công lao của Bạch Hạo rất lớn. Sư tôn, ta Thôi Diễn phương pháp này là bắt đầu từ biện pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu. Nếu muốn cải tiến hỏa diễm 17 màu, trước hết phải cải tiến hỏa diễm 16 màu mới được. Mấy ngày này, Bạch Hạo rất mệt mỏi vì trợ giúp Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa. Hắn suy nghĩ liên tục, đồng thời lúc nghỉ ngơi cũng cân nhắc cải tiến hỏa diễm 17 màu, Thôi Diễn phương pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu. Hắn nghĩ, cho dù Thôi Diễn phương pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu hay là 18 màu đều là sáng tạo độc đáo, gia tăng màu sắc lúc trạng thái biển lửa, cứ không cần ngưng hỏa, sau đó lại ngưng tụ thành hỏa diễm 18 màu. Bạch Hạo tiêu hao tâm thần không nhỏ. Sau đó hắn nhiều lần thương nghị với Bạch Tiểu Thuần. Những việc này nếu do Bạch Tiểu Thuần tự mình làm sẽ rất khó khăn, cho dù có thể hoàn thành cũng rất mất nhiều thời gian, cũng không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Ngay vào lúc Bạch Tiểu Thuần đang chìm ở trong luyện hỏa, các nghị luận về hắn ở bên ngoài truyền ra như gió. Đám người Lăng Thần đang lựa chọn bàn bạc kỹ hơn, nhưng vẫn có hai người dùng ánh mắt âm lãnh quan sát từ xa. Bọn họ nhìn về hướng cửa hàng Bạch Tiểu Thuần ở khu 89. Đám người Tiểu Lăng Thần là một đám phế vật, chỉ có một Bạch Hạo, bọn chúng cố kỵ quá nhiều, chân tay cỏ cắm. Trong khu vực thứ ba thành Khôi Hoàng, tại một lầu các cao cao, sắc mặt Thế tử Chu Hoành thành Cửu U âm trầm nhìn về hướng đó. Hắn vốn đang ở thành Cửu U, sau khi biết tin tức Bạch Tiểu Thuần đi vào thành Khôi Hoàng, lại không nuốt trôi được ác khí ở trong luyện hồn hồ nên chạy tới. Lúc chạy tới lại nghe chuyện thê thảm của Trần Hùng. Chu huynh nói đúng, Bạch Hạo chỉ ưa vào cự quỷ vương mà thôi. Cho dù bản thân hắn có chiến lực không tầm thường, hắn cũng chỉ là một mình mà thôi. Hơn nữa không phải là con nối dõi của cự quỷ vương. Chu Tử Mạch lại chán ghét hắn, loại người này muốn đối phó không khó khăn. Bên cạnh Chu Hoành là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên tướng mạo tuấn lãng, quần áo xa hoa, nhìn tướng mạo có chút giống với Hứa San. Sau khi nghe vậy liền cười nói: Hứa huynh, ta nghe nói Hứa San có hảo cảm với Bạch Hạo, dường như rất có ý thì phải. Chu Hoành quay đầu nhìn sang nam tử trung niên: Muội muội của ta không hiểu chuyện, sau khi về nhà liền nói lời hữu ích thay Bạch Hạo, từ đó phụ thân tức giận biến mất không ít. Nàng không hiểu chuyện, ta là huynh trưởng của nàng, thành Linh Lâm hiện tại ăn thiệt thòi, không có khả năng không đáp trả. Cho nên lần này Chu huynh mời, ta buông mọi việc liền tới đây tường kiến. Nam tử trung niên nói ra, hắn là thế tử Thành Lâm Minh, Hứa Bằng. Không biết Chu huynh có biện pháp gì đối phó với Bạch Hạo này. Ánh mắt Hứa Bằng tỏa sáng, hắn chậm rãi lên tiếng:
Trên thực tế hắn không có thù hận gì với Bạch Tiểu Thuần, nhưng vương vị ở trong man hoang không phải loại truyền nam không truyền nữ. Linh Lâm Vương có nhiều con nối dõi, cả man hoang đều biết. Cho nên trong thành Linh Lâm hắn có rất nhiều đệ đệ muội muội, những người cực kỳ uy hiếp lại là Hứa Sàn. Hắn cũng thăm dò và biết Hứa Sàn có tâm tư với Bạch Tiểu Thuần, cho nên mới đáp ứng Chu Hoành mời. Tuy hắn còn chưa gặp qua Bạch Tiểu Thuần, nhưng đã sinh ra mâu thuẫn trực tiếp ở trong đầu. Hắn ý định biết thời biết thế, dựa thế mà làm. Đương nhiên nếu kế hoạch của Chu Hoành là mạo hiểm, hắn sẽ không do dự mà cự tuyệt. Chu Hoành nhìn Hứa Bằng, hắn cũng hiểu tâm tư của Hứa Bằng, bởi vì hắn hiểu nên không đi cải biến. Mà hắn chẳng những mời Hứa Bằng tới đây, còn mời Tiểu Thắng Vương Công Tôn Dịch. Đáng tiếc Công Tôn Dịch không những không tới, thậm chí còn lạnh lùng mỉa mai. Hắn khinh thường dùng âm mưu quỷ kế tính toán đối thủ, hắn có ý định dựa vào chiến lực bản thân tìm mặt mũi. Chuyện này làm Chu Hoành không vui, hắn càng cố kỵ Tiểu Thắng Vương, cho nên nhịn xuống không để ý làm gì. Lúc này tới gặp mặt Hứa Bằng. Hứa huynh yên tâm, Bạch Hạo đã ra hồn, muốn động thủ giết hắn là ít có khả năng. Chu Mỗ cũng không muốn việc này, ta chỉ nhìn kẻ này không thoải mái, không muốn hắn ở lại thành Khôi Hoàng, ý định đá hắn chạy về thành Cự Quỷ mà thôi. Chu Hoành mở miệng, đây cũng là suy nghĩ thực của hắn. Dù sao co đầu rụt cổ tại thành Cự Quỷ và phong sinh khởi tùy tại thành Khôi Hoàng là hai khái niệm khác nhau. Người phía trước chẳng khác gì bị hạn chế, người phía sau đi lên lôi đài khiêu chiến, tương lai có thể đi rất xa. Chu Hoành rất lo lắng, nếu Bạch Tiểu Thuần chính thức đứng vững ở trong thành Khôi Hoàng, thậm chí còn ngưng tụ thế lực bên cạnh, như vậy sẽ khó thu thập hắn. Xin lắng tai nghe. Hứa Bằng cười cười, hắn làm ra bộ dạng lắng nghe. Chu Mỗ còn chưa nghĩ ra biện pháp chu toàn, cũng không thể để hắn cự tại. Không phải cửa hàng kia rất náo nhiệt sao? Chu Mỗ ý định mời một vị luyện hồn đại sư ở trong thành Kiều U tới mở một cửa hàng bên cạnh cửa hàng của Bạch Hạo. Đấu chiến lực, Bạch Hạo thực sự lợi hại, nhưng đây là chuyện sinh ý. Ta không tin hắn có thể sắc bén như thế. Đoạn tài lộ của hắn như vậy, hắn sẽ chủ động sai lầm. Hắn sai càng nhiều, chúng ta càng chủ động. Chu Hoành bình tĩnh lên tiếng. Thực ra trong lòng hắn đã có kế sách vô cùng nguyên vẹn, nhưng không nói. Trong nội tâm cũng phẫn uất. Nếu thực sự có thể đánh thắng Bạch Tiểu Thuần thì hắn đã sớm ra tay. Bởi vì đánh không lại, nếu muốn báo thù cũng chỉ có thể dùng tâm cơ thủ đoạn. Hứa Bằng như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát, như cười mà không cười, nhìn sang Chu Hoành. Suy nghĩ Chu Hoành nhất định là còn kế hoạch khác. Bản thân mình cũng không cần tìm hiểu cụ thể làm gì, hắn chỉ biết thời biết thế mà thôi. Mở cửa hàng, không ai có thể nói mình sai lầm, bản thân mình cũng đạt được mục đích. Hắn gật đầu. Cũng tốt, Hứa Mộ cũng mời một vị luyện hồn đại sư ở trong thành Linh Lâm cùng mở cửa hàng tới với Chu Hoành tại khu 89. Hai người nhìn nhau cười cười, cũng không nói nhiều, bắt đầu an bài. Thời gian đi qua, qua nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần vẫn nghiên cứu cách điều chế hỏa diễm 17 màu. Bạch Hạo luôn luôn cải biến hoàn thiện phương pháp luyện chế 17 màu. Cho dù muốn quen thuộc một ít, cũng cần thời gian và kiểm tra thực tế mới có thể tìm ra vấn đề để giải quyết. Sinh ý luyện linh càng tốt, người lui tới không ít. Cùng lúc đó, cửa hàng hai bên trái phải của Bạch Tiểu Thuần bị người khác dùng cái giá xa xỉ thu mua. Cũng không phải là cửa hàng luyện linh của Bạch Tiểu Thuần, mà là người khác mua. Sau khi sửa sang một phen, hai cửa hàng cùng khai trương với nhau, quy mô của nó xem như rất lớn, trình độ sao hòa cũng như thế. Về phần sinh ý trong đó cũng là bán hồn dược và luyện đình. Kinh người nhất là bên trên biển hiệu cửa hàng viết hai cái tên, một là Tư Mã Đào, một là Tôn Bất Phàm. Các bạn vừa nghe xong tập số 174 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 175 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video nhé. Và comment cảm xúc của các bạn nữa. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn một nút đăng ký kênh, cũng như là biểu tượng nút chuông, để có thể nghe những tập truyện mới nhất của Phong. Và giúp Phong đạt được con số 10.000 sub. Hiện tại đã sắp đạt rồi. Rất cảm ơn các bạn. Bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký nhé. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 175. Khi chữ của hai gã này xuất hiện, tâm thần của người trong khu vực 89 rung động.
Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần bị người chú ý, cho nên rất nhiều người ở trong thành Khôi Hoàng đều biết có kẻ cạnh tranh với Bạch Tiểu Thuần. Từ Mã Đào, đó là đại trưởng lão Từ Mã Gia ở thành Linh Lâm, hơn nữa là luyện hồn sư huyền phẩm, thực tế am hiểu luyện định chi pháp, được vinh dự là luyện linh đệ nhất nhân thành Linh Lâm. Người này có danh tiếng thật lớn, truyền thuyết người này có hy vọng đột phá huyền phẩm, là một trong những người có thể bước vào luyện hồn sư địa phẩm. Tôn Nhất Phàm cũng không phải thế hệ tầm thường, hắn không có gia tộc, đã từng là một vị tán tu, nghe nói được Cửu U Vương coi trọng, cho nên về sau một bước lên mây, thể hiện tư chất luyện hỏa kinh người, thành tựu luyện hồn sư huyền phẩm. Ta từng nghe nói Tôn Nhất Phàm vì báo đáp Cửu U Vương, cam nguyện trở thành gia thần Chu gia, tạo nghệ luyện hồn quán tương xứng với Tư Mã Đạo. Đây là hai cái tên oanh động hoàng thành, mặc dù không bằng đánh bạc lớn như Bạch Tiểu Thuần và Trần Hùng, nhưng cũng làm nên nhiều người coi trọng. Dù sao nơi này là khu 89, cũng không phải là trong hoàng thành, mà là khu vực xa xôi. Nơi này tụ tập hai vị đại sư, ý vị trong đó thế nào thì mọi người hiểu rõ. Đây chính là nhắm vào Bạch Hạo. Một là thành Cửu U, một là thành Linh Lâm. Hảo thủ đoạn, đây là đánh lôi đài, làm người không nói được, là dương mưu. Khi việc này truyền ra, Bạch Tiểu Thuần biến thành phụ gia của bọn họ, danh khí hai tên luyện hồn sư không nhỏ, đức cao vọng trọng. Một khi bọn họ tọa trấn ở cửa hàng thì lập tức làm nhiều người chú ý. Tuy nói Bạch Tiểu Thuần cũng có thể luyện ra pháp bảo luyện đinh 15 lần, cho dù tu vi, bối cảnh hay là danh khí cũng chỉ là vãn bối của người ta mà thôi. Từ đó sinh ý của Bạch Tiểu Thuần bị phân lưu nghiêm trọng. Dù sao trong cửa hàng của hai đại sư cũng có hồn dược thượng phẩm, hơn nữa trên mỗi hồn dược như vậy đều có ấn ký danh gia, phẩm chất có thể đảm bảo, đồng thời còn có giá trị cất chứa. Đồng thời luyện linh cũng như thế, hai người bọn họ đều là luyện ra vài món pháp bảo luyện đinh 15 lần. Nhất là Tôn Nhất Phàm, tác phẩm Đình Phong Quán là luyện cho Cửu U Vương một pháp khí luyện linh 16 lần. Hai cửa hàng này kẹp cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần vào giữa, hiệu quả cũng rất mạnh. Thời gian 3 ngày làm sinh ý của Bạch Tiểu Thuần giảm bớt. Tất cả đều bị Bạch Tiểu Thuần nhìn vào trong mắt. Hắn không vui. Sau khi đi ra khỏi cửa hàng thì nhìn qua hai bên, nội tâm tức giận càng lớn. Hai cửa hàng này lớn hơn hắn nhiều, thế nào cũng đảm bảo hơn nhiều. Cửa hàng quán quá nhỏ, nhìn qua cũng rất đơn sơ. Đây là đạo lý gì? Võ không đánh tới đấu văn sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn hai cửa hàng có người ra vào hối hả. Mặc dù cửa hàng của mình cũng có người tới, nhưng so sánh ra lại quá khó coi. Thành Cửu U, đây là Chu Hoành ra tay, mà thành Linh Lâm lại không đúng. Ta cũng không hút sinh cơ của Hứa Săn, tại sao lại đối phó ta? Bạch Tiểu Thuần đứng đó nhìn một lát. Hắn đi ra làm không ít người chú ý, nhất là Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm. Hai người đồng loạt chú ý, nhưng không có hiện thân, đồng thời mang theo một chút khinh thường. Đồng hành là oan gia. Bọn họ xem ra, mặc dù chiến lược của Bạch Tiểu Thuần không tầm thường, lại có tu vi nguyên anh, phương diện luyện linh và luyện hồn, mặc dù hắn có tư chất, nhưng hai người bọn họ đắm chìm vào trong đạo này nửa đời, càng có tích lũy và kinh nghiệm luyện hồn vững chắc, cũng không phải tiểu tử mới giáo máu lần đầu có thể sánh được. Bạch Tiểu Thuần nhìn nửa ngày, cuối cùng hắn tức giận quay về bên trong. Tuy hắn không xem nặng cửa hàng luyện linh, nhưng vì nghiên cứu hỏa diễm, hắn biết rõ mình tu hành ngày sau cần số lượng hồn càng lớn, có thể đạt tới mức nhiều không kể xiết. Hắn không thể quay về thành cự quỷ, lại không có cơ hội xét nhà. Hồng Trần Nữ không trông cậy vào được, muốn đạt được hồn, trừ phi hắn đi ăn cướp. Bạch Tiểu Thuần hiểu chuyện này quá nguy hiểm, chỉ làm được vài lần và không ổn thỏa. Hắn phát dầu. Một khi khuyết thiếu hồn, thì hắn không thể luyện hỏa, tu vi cũng khó tăng lên, là biện pháp duy nhất rời khỏi man hoang. Hơn áp lực từ Hồng Trần Nữ làm nội tâm của Bạch Tiểu Thuần gấp gáp. Hắn chỉ có một người, không có gia tộc, cự quỷ vương không thể ủng hộ hắn vô hạn, cho nên muốn luyện hỏa đề cao tu vi cũng chỉ có thể dựa vào oan hồn. Từ cửa hàng này, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hy vọng, cảm giác mình có thể duy trì được, trèo trống tới lúc tu vi tăng lên mà rời khỏi man hoang. Bây giờ xem ra hai nhà cửa hàng xuất hiện chẳng khác gì là phá hư kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp đâm hắn hai đao. Mà hắn lo lắng, một khi tiếp tục như vậy, đám thiên kiêu quyền quý khác sẽ tham gia vào. Đến lúc đó, hắn không thể làm sinh ý trong thành Khôi Hoàng,
kể cả kế hoạch cũng tan vỡ. Không được, phải nghĩ biện pháp. Sau khi quay về cửa hàng, Bạch Tiểu Thuần cau mày, trong lòng có nhiều suy nghĩ, nội tâm cảm khái. Chính mình quá yếu ớt, mỗi lần gặp phải phiền toái đều phải nghĩ biện pháp. Bạch Hạo ở bên cạnh nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn người đi trên đường, phần lớn là đi vào hai cửa hàng kia. Trầm ngâm một phen, bỗng nhiên mở miệng. Sư tôn, ta có hai sách có thể hóa giải việc này. Sao? Hai sách? Bạch Tiểu Thuần đang phát sầu, nghe được Bạch Hạo nói thế liền sửng sốt không nhỏ. Trên thực tế, trong khoảng thời gian tiếp xúc với Bạch Hạo tới bây giờ, hắn cũng nhìn ra đồ nhi của mình có thiên phú với hỏa cực cao, thậm chí đủ để chấn động cả man hoang. Nếu không có Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần muốn luyện hỏa, độ khó sẽ tăng lên vô số lần. Trừ tư chất luyện hỏa ra, tâm trí của Bạch Hạo càng không tầm thường. Có thể nói kinh doanh cửa hàng này trọng yếu với Bạch Tiểu Thuần, những chuyện thị phi chi tiết đều là Bạch Hạo xử lý. Bất kể chuyện gì giao cho hắn đều làm Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn. Bạch Tiểu Thuần xem đồ nhi của mình cũng có khuyết điểm, chính là thói quen tiến hành mọi thứ trong quy củ, tư duy không phóng khoáng bằng mình, giống như là thiên mã hành không, huy sái tự nhiên. Sư tôn, hai sách này thô ráp, nếu không gấp thì cho ta chút thời gian, ta sẽ hoàn thiện biện pháp thực hành. Trong mắt Bạch Hạo trầm ngâm nói. Không có việc gì, người cứ nói ra đi. Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại, hắn chờ mong nhìn đồ nhi của mình. Sư tôn, Thành Cửu U Tôn Nhất Phàm và Thành Linh Lâm Tư Mã Đạo, hai người này đều là luyện hồn sư huyền phẩm, một là gia thần Cửu U Vương, một là xuất thần thế gia luyện hồn. Hai người nhìn như hòa thuận, nhưng trên thực tế cũng là luyện hồn đại sư, tầm cao khí ngạo, bọn họ trong âm thầm cũng có không phục nhau. Bạch Hạo chậm rãi lên tiếng, trong mắt cũng mang theo suy tư. Trên thực tế cũng không phải hắn nói cho có, mà là âm thầm điều tra và quan sát suốt một thời gian ngắn. Cho nên mặc kệ kẻ giật dây là ai, chỉ cần không phải đạt tới cấp độ vương gia, như vậy quả quyết không cách nào hoàn toàn áp chế được hai người này, cũng không thể làm bọn họ nghe lệnh hoàn toàn. Kể hai người này mang thanh danh và chiêu bài áp chế chúng ta là không thỏa đáng. Trên thực tế đúng là không thỏa đáng. Hai người này cực kỳ xem trọng danh tiếng bản thân, tuy có khắc chế nhưng nội tâm cũng đấu với nhau ở trong bóng tối. Chỉ cần chúng ta ném một mồi lửa sẽ làm hai người này tự loạn trận cước. Ánh mắt của Bạch Hạo lóe sáng và dần dần âm lãnh. Nếu sư tôn có thể ủy khuất một chút, ngài tự mình cung kính đi bái phòng một người, tự nhận là không bằng, tuyên bố ra ngoài thành tựu thanh danh quán, khinh miệt đả kích tên còn lại, thủ đoạn ngoài sáng trong tối phối hợp, đồ nhi sẽ đi an bài. Kể từ đó qua một thời gian ngắn sẽ có thể nhìn ra hiệu quả. Bạch Hạo nói xong liền nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, cảm thấy bảo hắn giả ý bái phòng một tên và tỏ ra yếu thế cũng không phải là không thể làm. Đồng thời Bạch Hạo nói làm cho Bạch Tiểu Thuần nhớ tới một chuyện, đó là chuyện lúc ở Tinh Không Đạo Cực Tông. Còn có một sách đơn giản mà trực tiếp, làm như vậy vô cùng cao điệu, chỉ sợ sẽ dẫn đến nhiều việc. Đó là sư tôn tự thân xuất mã khiêu chiến Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo, nghiền ép bọn họ ở phương diện luyện hồn và luyện linh. Nhưng làm thế sẽ rất nhiều hậu hoạn. Nếu như nghĩ biện pháp làm cho bọn họ tức khiêu chiến sư tôn, chúng ta ở vào thế yếu, tuyệt địa phản kích thì sẽ có thu hoạch lớn hơn. Bạch Hạo nhìn thấy sắc mặt sư tôn hơi hoảng hốt, chần chờ một chút liền nói ra cách thứ hai. Chờ hắn nói xong, Bạch Tiểu Thuần vẫn đắm chìm trong hồi ức. Qua một lúc lâu, ánh mắt sáng người tỉnh táo lại, bộ dạng hưng phấn và kích động. Ha ha, đồ nhi ngoan, hai biện pháp của ngươi không tồi. Ở chuyện lần này, vì sư còn có biện pháp tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha nói ra. Sư tôn... Bạch Hạo khẽ giật mình. Hắn cảm thấy trái tim đập mạnh, bởi vì phương pháp làm việc của Bạch Tiểu Thuần làm hắn cảm thấy rất không yên tâm. Hơn nữa còn được kiểm chứng nhiều lần rồi. Đồ nhi, ngươi yên tâm, vì sư rất có kinh nghiệm xử lý việc này, ngươi cứ xem là được. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy sảng khoái tinh thần, trong lòng tràn ngập tự tin. Hắn cảm thấy bầu trời sáng sủa hơn không ít. Bạch Tiểu Thuần không nói là có kinh nghiệm thì còn tốt. Vừa nói những lời này thì Bạch Hạo có cảm giác toàn thân không tốt, có cảm giác không yên. Vừa muốn khuyên bảo, Bạch Tiểu Thuần đã vô cùng hăng hái. Hắn kích động cầm ngọc giản truyền âm. Hừ, nếu bàn về thương chiến, ta sợ các người chắc.
Ban đầu ở tinh không đạo cực tông, Bạch Gia Gia ta đã là thiên hạ vô địch. Cái loại thủ đoạn không cần đánh nhau này, ta chưa bao giờ sợ ai. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngạo nghễ, cầm ngọc giản truyền âm cho Chu Nhất Tinh ở thành cự quỷ. Chuyện hắn muốn cần là cần Chu Nhất Tinh hoàn thành. Thực sự do hắn dùng Chu Nhất Tinh rất thuận tay. Trong người Chu Nhất Tinh còn có cấm chế quán, sinh tử quán chỉ bằng một ý niệm trong đầu. Sở dĩ sau khi đi vào thành Khôi Hoàng vẫn không liên hệ với Chu Nhất Tinh là bởi vì chuyện Lý Phong tử vong. Sau đó Bạch Tiểu Thuần cũng biết được chuyện bộ lạc hình bị tiêu diệt. Việc này làm hắn suy nghĩ sâu xa. Hắn nghĩ liền hiểu đây là Chu Nhất Tinh tỏ thái độ và quăng đầu danh trạng với mình. Bởi vì việc này cũng làm Bạch Tiểu Thuần cảnh giác rất nhiều. Vì vậy hắn ném Chu Nhất Tinh ở thành cự quỷ, chuẩn bị quan sát một thời gian ngắn, lại quyết định có lưu lại hay không. Chu Nhất Tinh hiện tại đang ở trong một đại viện trong thành cự quỷ, sắc mặt tối tăm phiền muộn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, hắn ở lại thành cự quỷ rất không thuận lợi. Có một ít thế lực ngày thường khách khí với hắn, hôm nay khi Bạch Tiểu Thuần rời đi cũng không nhiệt tình nữa, cho tới bây giờ còn không bằng lúc trước. Mặc dù không phải toàn bộ đều như vậy, thế lực quán tại thành cự quỷ không thể khuếch trương rộng hơn, thậm chí có nhiều chuyện hắn bó tay bó chân. Nhất là trong lòng hắn có mâu thuẫn về việc mình ở lại thành cự quỷ. Hắn không muốn ở lại thành cự quỷ, muốn đi theo Bạch Tiểu Thuần tới thành Khôi Hoàng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đi vội vàng giống như quên hắn vậy. Chuyện này mới làm Chu Nhất Tinh phiền muộn. Chẳng lẽ ta lựa chọn sai? Chu Nhất Tinh thường xuyên tự hỏi những vấn đề này không có đáp án. Hắn chỉ có thể kiên định với suy nghĩ của mình lúc trước. Suy nghĩ thêm một thời gian ngắn, nếu như Bạch Tiểu Thuần còn không liên hệ với mình, như vậy chỉ có thể chủ động đi tìm tới. Vào lúc hắn đang cân nhắc, bỗng nhiên ngọc giản truyền âm trong túi trữ vật sáng lên. Chu Nhất Tinh xuất ra, xem xét đến hít thở dồn dập, thần thức tiến vào ngọc giản. Hắn nghe được Bạch Tiểu Thuần truyền âm: Chu Nhất Tinh, nhanh chóng tới thành Khôi Hoàng. Chu Nhất Tinh đã kích động, hắn cầm ngọc giản, sau đó hít sâu mấy hơi, tâm tình phấn chấn, cũng không trì hoãn, lập tức an bài liền đi thẳng tới truyền tống trận. Chu Nhất Tinh thông qua truyền tống trận đến thành Khôi Hoàng. Đây là lần đầu tiên hắn tới đây, hắn cũng bị thành Khôi Hoàng bàng bạc trấn nhiếp, áp chế tâm tình bản thân, dựa theo Bạch Tiểu Thuần yêu cầu đi tới một gian khách sạn. Vào lúc chạng vạng tối, trong một gian khách sạn, Bạch Tiểu Thuần âm thầm tiếp gặp Chu Nhất Tinh. Chủ tử. Chu Nhất Tinh lập tức đứng dậy ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần, nội tâm kích động, trên mặt lộ ra thần sắc chỉ cần Bạch Tiểu Thuần một câu, chính mình sẽ lên núi đào xuống biển lửa không chối từ. Ta cho ngươi đầy đủ oan hồn, đầy đủ tài nguyên, ngươi đi tới cửa hàng của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm mua hồn dược thượng phẩm có ấn ký của bọn họ. Bạch Tiểu Thuần hàn huyên vài câu, sau đó hắn giao cho Chu Nhất Tinh một túi chữ vật. Chu Nhất Tinh lập tức ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn vừa tới thành Khôi Hoàng, nhưng cũng tìm hiểu chuyện xảy ra với Bạch Tiểu Thuần trong thành Khôi Hoàng. Mặc dù hắn biết không toàn diện, nhưng cũng hiểu đại khái. Bạch Tiểu Thuần nói một câu làm cho hắn hiểu ý của đối phương. Chủ tử yên tâm, ta nhất định cam đoan làm tốt. Chu Nhất Tinh nói rất chắc chắn. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần tươi cười, cảm giác mình ngự hạ có phương pháp. Vì vậy là an ủi vài câu, sau đó cân nhắc một lúc, hắn giao cách điều chế hỏa diễm 13 màu cho Chu Nhất Tinh, lại chỉ điểm một ít bí kíp riêng trong đó. Lúc ở thành cự quỷ, Bạch Tiểu Thuần cũng sai khiến Chu Nhất Tinh làm đủ chuyện, cũng chỉ dạy đối phương. Chu Nhất Tinh đã sớm trở thành luyện hồn sư hoàng phẩm, hắn nắm giữ thủ đoạn luyện chế hỏa diễm 12 màu. Lúc này có hỏa diễm 13 màu, trọng yếu nhất chính là những việc cần chú ý lúc truy luyện chế hỏa diễm. Những kinh nghiệm này cực kỳ quý giá, nội tâm Chu Nhất Tinh kích động và cảm động. Mặc dù có kinh nghiệm chỉ điểm, cũng không có ý nghĩa luyện chế thành công, cũng tránh đi nhầm đường. Mà Chu Nhất Tinh coi trọng nhất chính là thái độ của Bạch Tiểu Thuần với mình. Nhất là lúc Bạch Tiểu Thuần hứa hẹn, nói hắn sau khi nắm giữ hỏa diễm 13 màu sẽ truyền thụ cho mình kinh nghiệm luyện chế hỏa diễm 14 màu, hắn càng cảm giác lựa chọn lúc trước không sai. Sau khi an bài Chu Nhất Tinh một phen, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới hai cửa hàng nữa, mà là quay về trong cửa hàng chờ đợi, hào hứng bừng bừng suốt nửa ngày mới cảm khái. Về sau gặp một ít lão gia hòa không thể xem thường, quả nhiên là kinh nghiệm càng nhiều lại càng cơ trí. Ví dụ như ta, nếu không phải trải qua chuyện ở tinh không đạo cực tông, ta cũng không có ngày hôm nay.
biện pháp này mặc dù đơn giản nhưng có tác dụng nhất định. Bạch Tiểu Thuần cười hằng hắc. Kế hoạch của hắn là dùng chiêu tổn hại từng diễn ra ở trên người mình trên tinh không đạo cực tông. Bạch Tiểu Thuần đến nay còn nhớ rất rõ, lúc trước thiên không hội rất ác độc, lợi dụng tích cốc đan làm cho mình ăn đủ bụi đất, đồng thời một viên đan dược thay thế linh thực cũng bị phế. Hai luyện hồn đại sư nếu đã cùng làm khó dễ ta, như vậy đừng trách ta tâm nguyên thổ lạc. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Lúc hắn khoanh chân ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa. Hắn giấu mặt mình ở trong bóng tối. Hành động như thế làm Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình rất phù hợp với phong thái kiêu hùng. Về phần Chu Nhất Tinh, cầm Bạch Tiểu Thuần cho hắn rất nhiều hồn, hắn cũng bắt đầu hành động vào ngày hôm sau. Hắn không tự mình ra mặt, mà là đưa không ít thủ hạ từ thành cự quỷ tới. Sau đó bọn họ phân tán tới cửa hàng của Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phạm, giả thành các khách nhân mua hồn dược thượng phẩm của đối phương. Giá cả hồn dược thượng phẩm vô cùng xa xỉ, nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hạ tâm tư độc ác. Vì vậy Chu Nhất Tinh không do dự mua sắm rất nhiều, mỗi ngày đều thay người đi. Dần dần trong nửa tháng, Chu Nhất Tinh tại đây trữ hàng hồn dược thượng phẩm đã có số lượng không ít. Những hồn dược này có ấn ký của Tư Mã Đào và Tôn Thất Phàm. Dù sao thân là danh gia, trên hồn dược của mình hiện ra có ấn ký của mình trên đó. Chính là ấn ký này ở mức độ nào sẽ gia tăng giá trị của hồn dược. Trừ hồn dược thượng phẩm ra, còn có hồn dược trung phẩm. Chỉ cần có ấn ký, Chu Nhất Tinh đều mua toàn bộ. Tính gộp càng ngày càng nhiều, rốt cuộc cũng tiêu hao hết oan hồn Bạch Tiểu Thuần giao trong mấy ngày. Lúc này hắn lại liên hệ Bạch Tiểu Thuần. Hai người gặp nhau ở trong khách sạn kia vào đêm khuya. Bạch Tiểu Thuần không có ở lâu, sau khi ném một đám hồn dược vào oan hồn, cầm lấy số hồn dược thu kia trở về. Chu Nhất Tinh bắt đầu thu mua lần nữa. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng bận rộn. Hồn Bạch Hạo chú ý mật thiết, suy tư thật lâu, cũng đoán ra hơn phân nửa kế hoạch này, trong đó có phải điểm mấu chốt là không nghĩ ra. Sư Tôn muốn thu hồn dược của đối phương, sau khi gian lận lại âm thầm bán giá thấp ra ngoài. Sau khi người ta xuất hiện không khỏe, sẽ phát tiết oán khí lên người Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phạm. Kế hoạch này đơn giản, trực tiếp, lại vô cùng tàn nhẫn. Hồn dược vốn đã hoàn mỹ, trước kia không ai động tay động chân, một khi bị người ta nhìn ra mánh khóe, chẳng khác gì là lấy đá nện chân mình. Hồn Bạch Hạo do dự, hắn cũng mang lo lắng của mình nói với Bạch Tiểu Thuần. Đồ nhi, người cứ yên tâm, vì sư đã có biện pháp không chê vào đâu được đâu. Bạch Tiểu Thuần nghe xong đắc ý ngẩng đầu. Hắn đi vào trong phòng quan sát hồn dược do Chu Nhất Tinh thu được. Quả nhiên không hổ danh là xuất từ tay của danh gia, hồn dược ổn định và no đủ. Không có biện pháp, các người trêu chọc ta trước mà. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt xuất hiện thần thái kỳ dị. Hắn biết rõ mấu chốt của kế hoạch này chính là gian lận, nhưng không ai phát hiện. Hồn Bạch Hạo lo lắng không phải là không đúng. Bạch Tiểu Thuần có tự tin. Việc này vào năm đó khi hắn mới tới Màn Hoàng và lần đầu tiên luyện hồn, từng được có một suy nghĩ lớn mật. Lúc ấy hắn suy nghĩ dùng hồn dược luyện thành đan dược, muốn kết hợp với khu vực Màn Hoàng và Thông Thiên Hảo với nhau, do đó sáng tạo ra một loại hồn đan uy lực kinh hồn. Khi đó hắn vắt hết đầu óc, bỏ thời gian suy nghĩ. Cuối cùng hắn lại phát hiện đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của hắn mà thôi. Cả hai căn bản không thể dung hợp hoàn mỹ. Sau khi bộc phát sẽ sinh ra điệp ra. Cho dù kế hoạch thất bại, nhưng không phải không có thu hoạch. Lúc trước hắn nghiên cứu đã có phát hiện, nếu muốn dung nhập thứ như huyễn vụ vào trong hồn dược vẫn làm được. Cho dù kiểm tra thế nào, bởi vì hệ thống khác nhau nên chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, căn bản là không có cảm giác gì. Trừ phi bản thân chẳng những là luyện hồn đại sư, càng là luyện dược đại sư mới có thể nhìn ra mánh khóe ở trong đó. Nhưng đối với Man Hoang mà nói, luyện hồn sư cường đại thì rất nhiều, nhưng luyện dược sư lại không có. Bởi vì Man Hoang không sinh ra trụ cột cho luyện dược đại sư, cây cỏ nơi này không thể luyện dược. Tương tự như đạo lý luyện linh, luyện khí ở trong khu vực Thông Thiên Hà vô cùng thừa thớt. Không nghĩ tới thất bại lúc trước lại biến thành thủ đoạn của ta hôm nay. Bạch Tiểu Thuần thổn thức một phen, ánh mắt mang theo thần sắc suy nghĩ. Hắn đang cân nhắc dung hợp khói độc vào trong hồn dược mới hoàn mỹ nhất, cũng không tạo thành sự kiện tử vong. Phát tình đan không được, viên thuốc này quá ác. Chí huyễn đan cũng không được, viên thuốc này danh khí quá lớn,
Nếu bị người ta nghi hoặc và phân tích thì thân phận của ta không thể giấu được. Dù sao việc này liên lụy rất nhiều người vô tội. Bạch Tiểu Thuần không phải loại người có tính cách nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Sau khi suy nghĩ thì đôi mắt sáng lên. Khói xanh lúc ở Huyết Kê Tông chính là thứ hoàn hảo nhất, hiệu quả rất tốt. Một khi náo lớn thì cũng có quá nhiều biện pháp giải thích. Bạch Tiểu Thuần nhếch miệng nhớ tới khói xanh. Lúc trước hắn ở trung phong của Khê Tông, lúc luyện chế phiêu miễu linh hương liền sinh ra ngoài ý muốn. Linh dược tứ dài phiêu miễu linh hương, hiện tại ta có thể luyện chế dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần lật trong túi chữ vật của mình. Tuy hắn không có nhiều cây, vừa vặn bản thân hắn là luyện dược tông sư, hắn có thể cải biến phương thuốc, lợi dụng cỏ cây của mình sáng tạo ra hiệu quả giống như khói xanh. Sau khi suy nghĩ một phen, Bạch Tiểu Thuần mở lực lượng ẩn giấu của mặt nạ lên lớn nhất. Hắn đặt lò đan ở trước mặt. Đã lâu không luyện rồi. Bạch Tiểu Thuần vút lò đan, nội tâm hoài niệm. Sau đó hắn lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu dùng thủ đoạn luyện đan dung nhập khói xanh vào trong hồn dược. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi phòng. Bạch Hạo vẫn ở bên ngoài. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau khi đi ra còn cười nói: Chu Hoành, người đấu với ta, Bạch gia gia người có gì chưa từng trải qua chứ? Bạch Tiểu Thuần cười to. Xung quanh có cấm chế nên không sợ tiếng nói vọng ra ngoài. Hồn Bạch Hạo hơi bận tâm, hắn lập tức tiến lên. Không chờ hắn lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần đã ném một hồn dược cho hắn và đắc ý khoe khoang: Đồ nhi, dùng toàn bộ thủ đoạn của ngươi, có nhìn ra vấn đề trên hồn dược này hay không? Ánh mắt Hồn Bạch Hạo ngưng tụ, cúi đầu nhìn hồn dược thượng phẩm ở trên tay. Nhìn kỹ nửa ngày cũng không thấy có gì khác biệt. Hắn bấm niệm pháp quyết, điểm ngón tay lên hồn dược. Hắn không ngừng dò xét trong ngoài, thậm chí còn đổi những phương pháp khác. Đến cuối cùng Hồn Bạch Hạo há hốc mồm, bởi vì hắn cảm thấy hồn dược này rất bình thường. Sư tôn, người thực sự động tay động chân vào hồn dược này sao? Không sai chứ? Bạch Hạo kinh ngạc nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Phải biết rằng Bạch Hạo là hồn thể quỷ tu, tạo nghệ luyện hòa của hắn sâu đậm. Hắn không cảm giác được vấn đề. Như vậy trong man hoang không người nào có thể nhìn ra vấn đề. Cho dù có thì cũng là phượng mao lần giác, ít lại càng ít. Bạch Tiểu Thuần nghe xong vội vàng nhìn sang, xác định mình không có sai thì cười ha ha: Không sai, trong một tháng ta sẽ làm thanh danh hai cửa hàng kia thối tới tận đường cái. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, vừa nghĩ tới mình lúc trước bị Thiên Không Hội hại thảm như vậy, đã cảm thấy chiêu này quá độc ác. Nói thầm chiêu này của mình rất tổn hại, nhưng người ta lại đang hại mình. Một khi ta ra tay, bản thân ta cũng phải sợ ta mà. Bạch Tiểu Thuần nói xong, sau đó hắn ra khỏi cửa hàng và truyền âm Chu Nhất Tình. Hai người gặp nhau, Bạch Tiểu Thuần lập tức giao hồn dược đã động tay động chân choán. Sau khi đưa còn dặn dò, Chu Nhất Tình không chút do dự cam đoan, Bạch Tiểu Thuần mới sung sướng rời đi. Chu Nhất Tình thực sự có chút năng lực. Hắn tới thành Khôi Hoàng thời gian ngắn, cộng thêm có nhân thủ của thành Cự Quỷ, hôm nay cũng đã thông không ít khu vực thành Khôi Hoàng. Số hồn dược cũng được Chu Nhất Tình bán đi cho người khác. Những hồn dược này đều là thượng phẩm, lại có ấn ký đại sư, cho dù kiểm tra thế nào cũng không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Hơn nữa giá cả thấp hơn bình thường một ít, cho nên quá trình bán đi rất thuận lợi. Thậm chí nếu không phải Bạch Tiểu Thuần bàn giao, bán cho mỗi người một ít, bằng không đã có người mua số lượng lớn của hắn rồi. Qua một ngày sau, những hồn dược thượng phẩm này cũng phân tán trong thành Khôi Hoàng. Sau đó Chu Nhất Tình cũng thu được nhóm hồn dược thứ hai bị Bạch Tiểu Thuần động tay động chân. Sau đó lại vùng khắp toàn thành, dần dần càng ngày càng nhiều hồn tu đi mua. Bản thân Chu Nhất Tình cố ý tập trung ở khu vực 89 và khu vực gần đó, cho nên nơi này tụ tập hồn dược động tay động chân rất nhiều. Khi nhóm thứ 3, nhóm thứ 4, nhóm thứ 5. Nửa tháng sau, trong thành Khôi Hoàng, tu sĩ sử dụng hồn dược tu thành bắt đầu chậm rãi xuất hiện một ít biến hóa mà bản thân bọn họ không tưởng tượng nổi. Biến hóa xuất hiện nằm ở phủ của Tiểu Lang Thần. Hắn ngồi ở phủ vị, mặt không biểu tình nhìn hai hồn tu phía dưới quyết đấu. Trận đấu pháp này người thắng được ban thưởng làm tùy tùng của Tiểu Lang Thần, cũng gia nhập gia tộc hắn. Đối với Tiểu Lang Thần mà nói cũng không phải quan trọng, nhưng với hai người đấu pháp mà nói là rất quan trọng. Người có tu vi yếu hơn là nam tử trung niên,
hắn vì trận chiến này đã mua một quả hồn dược thượng phẩm, trước khi chiến đấu đã hấp thu vào người, từ đó bảo trì bản thân ở đỉnh phong trong thời gian dài. Trận chiến này tiến hành được một nửa, đột nhiên nam tử trung niên lâm vào hạ phong, mặt biến sắc, thân thể lập tức lui ra phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin tưởng, muốn mở miệng ra nói cái gì đó, nhưng đối thủ làm sao choán cơ hội này, lập tức tấn công. Lý Lâm Hiền, ngươi chờ một chút. Trung niên hồn tu hít thở dồn dập, hắn vội vàng hô to. Đối thủ quán không quan tâm, hắn sử dụng thuật pháp truy kích tới gần. Trung niên kia hồn tu lo lắng, hắn lui ra sau và muốn lên tiếng lần nữa. Bởi vì vận động mạnh nên khó áp chế cảm giác khó chịu trong bụng. Và lúc hắn lui ra phía sau, lại có tiếng nổ mạnh vang lên. Âm thanh quá lớn, lúc nó mang lên, lúc nó vang lên, làm quần của nam tử trung niên bị trùng kích phồng to lên. Sau đó là mùi thối ngập trời xuất hiện, hơn nữa còn khuếch tán tám phương. Mùi này quá là nồng đậm, thậm chí cho dù là gió thổi tới cũng không thể biến mất. Đối thủ của hắn cũng chạy tới gần, mặc dù không phải bị dính trực tiếp, nhưng khoảng cách quá gần nên bị cái mùi này bao phủ quanh người. Hắn có tu vi kết đan sơ kỳ, độc tầm thường không thể làm gì hắn. Trong nháy mắt, hắn bị mùi này vây quanh liền biến sắc, thậm chí không khống chế nổi đã buồn nôn. Cảnh này làm đám người đang xem cuộc chiến ở xung quanh há hốc mồm. Tiểu Lăng Thần đang nhắm mắt cũng mở mắt, hắn sững sờ nhìn sang. Âm thanh đó là... Không đúng, hồn tu chúng ta sớm tích cốc, hẳn là đây là thần thông của Chu Trấn Vũ. Không đúng, hồn tu chúng ta sớm tích cốc, hẳn là đây là thần thông của Chu Trần Vũ. Đám người xung quanh không kịp phản ứng, cả đám mở to mắt nhìn. Lý Lâm Hiền lâm vào điên cuồng, hắn cố áp chế buồn nôn và gào to. Chu Trần Vũ, ngươi làm cái gì đó? Lý Đạo Hữu, hôm nay thôi đi, hôm khác tái chiến. Chu Trần Vũ đỏ mặt, nội tâm cũng phát điên, hắn cũng muốn biết mình hôm nay thế nào. Trước mắt hắn quay người bỏ chạy, trong lòng hắn đang rên rỉ. Thực sự là do bụng không khỏe nên đau đớn rất lớn. Hắn cũng nghe âm thanh ọt ọt ở trong bụng, âm thanh này làm hắn lo lắng và cảm thấy rất mất mặt. Tại sao ta lại như vậy chứ? Vào lúc Chu Trần Vũ muốn rời đi, Lý Lâm Hiền cảm giác mình bị nhục nhã. Trong cơn giận dữ, hắn cố nén cảm giác buồn nôn đuổi theo. Vào lúc này Chu Trần Vũ đưa lưng về phía hắn. Ngươi đừng có tới đây, ta không nhịn được nữa đâu. Chu Trần Vũ hô to, nhưng đã muộn rồi. Lý Lâm Hiền nổi giận lao tới, hắn chém một kích vào lưng của Chu Trần Vũ. Lúc này Chu Trần Vũ lại phát ra thanh âm thật to, trong người hắn đã có mùi thối thối ngập trời xuất hiện. Lúc này Lý Lâm Hiền bị mùi thối này bao phủ toàn thân, mùi này còn nồng hơn lúc trước mấy lần. Lý Lâm Hiền còn ở gần hơn lúc trước, hơn nữa còn trúng chính diện, hắn đã hít vào không ít. Lý Lâm Hiền không ngừng gào thét, hắn lui ra phía sau thật nhanh. Chu Trần Vũ, người khinh người quá đáng rồi. Lúc này Chu Trần Vũ đỏ mặt, hắn bỏ chạy thật nhanh. Lúc chạy đi một đoạn lại phát ra âm thanh như sấm sét, phía sau hắn là từng đám sương mù đục ngầu. Và lúc hắn biến mất không còn, những hồn tu còn lại ngây ngốc không nói được gì. Qua thật lâu, sương mù bay tới gần bọn họ, mọi người lúc này mới ồn ào khó tin. Đó là đánh giấm, nhất định là Chu Trần Vũ cố ý rồi. Lúc này mọi người hỗn loạn, Tiểu Lăng Thần cũng buồn nôn không chịu nổi, hắn càng tức giận. Nhưng nơi này chỉ là nơi để xảy ra sự kiện đầu tiên. Qua một nén nhang, sau trong thành Hôi Hoàng xuất hiện nơi thứ hai, nơi thứ ba và nơi thứ tư. Nhất là ở nơi thứ tư càng kinh người. Tại khu vực phố xá sầm uất, khu 87, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần bị mấy nam tu vây quanh, cả đám hoàn thành tiểu ngữ. Bỗng nhìn sắc mặt nàng biến hóa, và trong người truyền tới âm thanh thật lớn. Đó là tiếng gì vậy? Nam tử xung quanh càng sững sờ, vô ý nói ra. Ngay sau đó, mùi thối không thể hình dung bao phủ bọn họ, cả đám biến sắc. Nam tử xung quanh lui ra sau, nữ tử không thể không phóng thêm vài thanh âm như thế nữa. Thanh âm lớn như tiếng trống, hơn nữa còn từ sau lưng của nàng phát ra.
đám người xung quanh mở to mắt, toàn bộ trợn mắt há mồm. Sắc mặt nữ tử biến hóa và thét lớn, xấu hổ muốn ngăn cản, nhưng càng ngăn cản thì âm thanh lại càng lớn. Sương mù đục ngầu bay ra, hơn nữa còn lan ra xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, có vô số người kinh hồ tránh đi. Chuyện loài này cũng không chỉ xảy ra ở khu 87, tại khu 88, 86, 85 đều đã xuất hiện. Nhất là khu 89 có nhiều người xuất hiện nhất. Lúc này hình thành náo động, âm thanh đánh giấm và sương mù đục ngầu bộc phát ngập trời, hơn nữa vô cùng nồng đậm, bao phủ bốn phương. Phàm là người đã ngửi qua đều chạy như điên, thậm chí người bị nhiễm cũng bị ám mùi. Ở khoảng cách rất xa còn có thể nhìn thấy sương mù đục ngầu bao phủ trong nội thành. Việc này không phải khoa trương nhất, những hồn tu có bụng không khỏe đều phát điên. Sau khi bọn họ đánh giấm xong lại bắt đầu tiêu chảy nữa. Nếu như ở một mình xem như vận khí không tệ, nếu như ở nơi không ít người, ở trong đám người như vậy. Lúc việc này xuất hiện, liền có tiếng kêu thê lương mang theo điên cuồng vang lên. Tất cả khu vực xung quanh khu 89 đều bộc phát. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ địch tập kích? Không đúng, là ai? Là ai làm? Ta muốn giết người. Những người này có một ít thành danh ở trong thành Khôi Hoàng. Hôm nay bọn họ kêu gào thảm thiết, cả đám gào thét trong giận dữ. Bạch Tiểu Thuần cũng nghe thấy việc này, thậm chí hắn từng nhìn thấy một hồn tu đi tới bên ngoài cửa hàng của mình, sau đó trình diễn màn thả giấm ngập trời. Nhìn thấy sương mù đục ngầu bay lên cao, đám người xung quanh hoảng sợ. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, Bạch Hạo ngây ngốc. Không đúng, ta thêm vào khói khí hẳn là tiêu chảy, tại sao lại biến thành thả giấm như thế này? Bạch Tiểu Thuần có phần khẩn trương, hắn nhanh chóng lùi ra phía sau, không dám đi nhiễm những mùi thối kia. Nội tâm thần bất định, bỗng nhiên hắn mở to mắt. Hắn nhìn thấy bên ngoài có hồn tu thứ hai cũng xảy ra chuyện. Sau đó là thứ ba, thứ tư. Không qua một nén nhang, 7-8 người trước cửa hàng quán xảy ra chuyện. Sương mù đục ngầu bao phủ tám phương, cả đám người xung quanh kinh hô và tránh ra thật xa. Ngay cả Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm cũng kinh hãi với biến hóa như thế, tự mình đi ra xem xét. Lúc nhìn thấy sương mù kia không biến mất, hắn đã không ngừng lan ra xung quanh, hắn người cũng kinh nghi bất định. Sư tôn, ta thấy người này cầm hồn dược thượng phẩm ở trong tay, hẳn là... Bạch Hạo có cảm giác không ổn, hắn nhìn đám người đang điên cuồng ở ngoài cửa, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, nói nhỏ một chút. Bạch Tiểu Thuần hồi hộp, hắn lập tức nói một câu, sau đó chạy ra và đóng cửa lại. Chẳng lẽ ta đi lâu không luyện dược nên tay nghề giảm sút rồi sao? Hẳn là tiêu chảy mà, tại sao lại là đánh giấm? Hơn nữa còn có mùi khoa trương như vậy nữa. Bạch Tiểu Thuần bứt tóc, hắn buồn bực, không nghĩ tới mình luyện dược luôn xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn như thế này. Lần này ta thực sự là không cố ý, không ngờ gây ra tình huống lớn như vậy. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lo sợ, hắn từ khe cửa nhìn thấy sương mù đục ngầu lan ra xung quanh, nhìn thấy những hồn tu tránh né như là tránh tà. Nếu có người trúng thì liền phải chóng mặt buồn nôn. Bạch Tiểu Thuần cũng bị dọa sợ. Uy lực của sương mù này quá mạnh, có thể bỏ qua tu vi của tu sĩ. Bạch Tiểu Thuần lạnh mình. Lần biến cố này càng ngày càng mạnh, thực sự do Chu Nhất Tinh bán hồn dược quá thành công. Hắn bán nhiều tới mức không ít người trúng chiêu, số lượng không ít. Hắn dựa theo yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần bán trọng điểm ở khu 89. Mặc dù khu vực khác cũng xảy ra chuyện, nhưng rất phân tán, khó mà thành thảm họa. Khu 89 và khu vực xung quanh có đông người nên sương mù bao phủ khắp nơi. Có thể nhìn thấy từ xa, sương mù giống như mây đen nên rất nhiều người giật mình. Tất cả làm Chu Nhất Tinh kinh hãi không thôi. Hắn nhanh chóng dựa theo kế hoạch, bảo tất cả người tham gia rời đi, mình cũng cải biến bộ dạng và trốn tránh. Hắn cũng không quên bước cuối cùng của kế hoạch này. Vì vậy, tại khu vực hắn ẩn nấp, hắn cắn răng xuất một hồn dược thượng phẩm gian lận và nuốt vào cơ thể. Hắn vận chuyển thật nhanh, sau đó hắn cũng tự trải nghiệm cảm giác khó chịu ở trong bụng và đánh giấm, sau đó lập tức hét lớn. Là hồn dược thượng phẩm đáng chết này, ta hấp thu hồn dược này mới xuất hiện biến cố như thế. Đáng chết, trên hồn dược có ấn ký của Tư Mã Đào. Hắn vừa nói xong câu này, rất nhiều hồn tu đang điên cuồng xung quanh lập tức kinh ngạc. Bọn họ do dự, không qua bao lâu đã có người phát hiện ra nguyên nhân của bản thân, vì vậy cũng gào thét phát tiết ủy khuất của mình.
là hồn dược thượng phẩm. Lúc trước ta hấp thu hồn dược của ấn ký của Tôn Nhất Phàm nên xuất hiện biến cố này. Hẳn là... Đúng vậy, ta cũng hấp thu hồn dược thượng phẩm, ấn ký của Tư Mã Đào. Ta cũng vậy. Những thanh âm cứ như thế vang lên liên tiếp ở các khu vực xung quanh. Càng ngày càng nhiều người bị hại. Họ gào thét, bản thân xấu hổ và ủy khuất đến mức cực hạn. Còn có rất nhiều người bị liên quan. Tất cả mọi người tức giận bộc phát. Bọn họ cùng hành động đi tìm người gây ra chuyện. Chu Nhất Tình đã sớm an bài tốt. Mặc dù bọn họ tìm kiếm thế nào cũng không tìm được, cho nên áp lực đặt lên người của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm, bởi vì ấn ký trên hồn dược chính là của họ. Đi, mau đi tìm Tư Mã Đào. Hắn luyện hồn dược này là tàn thứ phẩm. Người này mua danh chuộc tiếng, căn bản là kẻ lừa đời lấy tiếng. Còn có Tôn Nhất Phàm, đây là hồn dược của hắn ta. Hắn là luyện hồn đại sư nhưng lại lừa gạt chúng ta. Đi, đi tìm bọn họ. Mọi người bộc phát lửa giận ngập trời. Lúc này người các khu gào thét, một đám người lao thẳng tới khu 819. Xung quanh đầu đường cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần bị vô số hồn tu vây quanh. Trong đó chỉ có một số ít là người bị hại, đại đa số đều là người bị liên lụy. Lòng đầy căm phẫn, cho nên phóng thích tức giận đi tới cửa hàng của Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm. Cả khu 819 đại loạn, vô số người vọt tới. Lừa giận của bọn họ kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần là người giật dây, cũng lạnh mình kinh hãi. Hắn biết rất khó hóa giải lừa giận của mọi người, điểm này hắn đã trải qua. Đây là các người bức ta, ta cũng không có biện pháp. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương thì thào. Hắn trồng mông nhìn qua khe cửa, khẩn trương nhìn phía ngoài, thi thoảng còn lẩm bẩm vài câu. Sau đó sương mù còn lan ra khe cửa. Bạch Hạo nhìn thấy tất cả, hắn thở dài một hơi. Hắn càng vô lực với sư tôn không đáng tin cậy này. Thậm chí thấy sư tôn thế nào thì cũng không giống cường giả nguyên anh. Hết đợt này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần lại cho hắn cảm giác chân thật. Không phải tính cách cao cao tại thượng gì đó, mà là người giống như mình. Hắn cười khổ, không tự chủ được cảm thấy thân thiết. Thời điểm Bạch Hạo hồn cảm thán, Bạch Tiểu Thuần đã khẩn trương và vụng trộm nhìn ra bên ngoài. Người bên ngoài gào thét rất lớn, tiếng nổ sinh ra liên tiếp, sương mù bốc lên cao cao. Hằng hà thân ảnh từ các nơi lao tới nơi này. Trong quá trình chạy tới, còn có không ngừng sử dụng thần thông pháp thuật muốn xua tan sương mù bốn phía. Không bao lâu, bọn họ cũng đã tới. Bạch Tiểu Thuần không cần vảnh tai nghe bên ngoài phát ra tiếng nổ, hắn ở bên trong cửa hàng cũng cảm nhận được. Lúc này có không ít người gào thét mắng trời. Các ngươi làm gì vậy? Làm gì? Các ngươi làm gì? Trên hồn dược này có ấn khí của Tư Mã Đào ngươi. Tôn Nhất Phàm, ta muốn giết ngươi. Dừng tay, các ngươi nghe lão phù nói, hồn dược này không có quan hệ với lão phù. Ở một tiếng, tiếng đánh rắm không dứt. Trong thần thức Bạch Tiểu Thuần cũng cảm giác được trong hai cửa hàng kia đang rối loạn. Có người đang đập phá, thậm chí bảng hiệu bên ngoài cũng bị ngặt người ta đánh nát. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, mặc dù kế hoạch thành công, nhưng hắn cảm thấy bất an càng ngày càng mạnh. Và lúc đang cân nhắc giải quyết hậu quả như thế nào, bỗng nhiên hắn biến sắc, nhìn thấy bên ngoài có không ít người tức giận lao tới cửa hàng của mình. Không tốt, bọn chúng biết là ta. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn nghĩ không phải như vậy. Không đúng, có lẽ bọn chúng không biết. Và lúc nghĩ như thế, oanh một tiếng, cửa lớn đã bị người ta mở ra. Ngay sau đó bên ngoài có không ít hồn tu tức giận xông vào. Các ngươi làm gì? Nơi này không phải là cửa hàng của Tôn Nhất Phàm hay là Tư Mã Đào. Nơi này là thiên hạ đệ nhất luyện linh phô của Bạch Hạo ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, tiếng thét không khác gì thiên lôi. Tu vi hắn bộc phát sinh ra uy áp đáng sợ. Những hồn tu xông tới sững sờ một chút, sắc mặt biến hóa. Bọn họ lập tức xin lỗi, sau đó rời đi thật nhanh. Bọn họ không phải nhìn lầm, mà là cố ý định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao bên ngoài có không ít người, rồng rắn lẫn lộn. Chẳng những cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần bị người ta cố ý xông vào, những cửa hàng xung quanh cũng bị tai bay vạ gió. Bạch Tiểu Thuần phi thường lo lắng, bởi vì chuyện hôi của này đã thoát đi khống chế của Bạch Tiểu Thuần. Và lúc hắn cân nhắc biện pháp giải quyết, bỗng nhiên hồn Bạch Hạo ở bên cạnh y bay tới, đôi mắt tỏa sáng nói nhỏ với hắn. Sư tôn, ta có một kế. Nghe kế sách của Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần không kịp suy nghĩ quá nhiều. Sau khi gật đầu liên tiếp thì ra khỏi cửa lớn. Hắn nhìn thấy bên ngoài cửa có vô số thân ảnh trong sương mù lao vào đập phá cửa hàng, sau đó hôi của. Tiếng gào thét và đánh nhau loạn xạ,
hắn bộc phát tu vi bao phủ xung quanh. Uy áp tu vi bộc phát, hơn nữa Bạch Tiểu Thuần còn quát lớn như sấm sét. Dừng tay cho ta! Tiếng quát quá lớn, Bạch Tiểu Thuần càng vận dụng bất diệt đế quyền chi ý, cho nên lời nói không giận tự uy, ẩn chứa uy nghiêm bá đạo không ai dám xâm phạm. Lời hắn nói quanh quẩn, thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trước một cửa hàng. Hắn vung tay phải một cái, oanh một tiếng, tất cả quần đồ trong cửa hàng bị hắn đánh bay ra ngoài. Các người đi theo ta ngăn cản trận náo động này. Bạch Tiểu Thuần lập tức nói chuyện với tiểu nhị trong cửa hàng. Những người này cũng mang theo tức giận, việc này không quan hệ với bọn họ, nhưng bị đám người mất lý trí xâm phạm, trước mắt có người ngăn cản liền cảm kích, sau đó đứng sau lưng Bạch Tiểu Thuần cùng đi ngăn cản trận bạo động này. Các bạn vừa nghe xong tập số 175 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.